Chào mừng các bạn khán giả đến với cả kênh Dị Chuyện, và ngày hôm nay thì mình sẽ up lại bộ truyện Lâm Vũ Thiên Hạ của tác giả Ngạo Thiên Mộc Nhậm Thiên Cơ. Bộ truyện này thì tương đối là ngắn, chính vì vậy mà mình sẽ dồn mấy tập làm một thì chắc tầm khoảng độ hơn chục tập là hết thôi. Bạn nào mà chưa nghe thì nên nghe, tại vì bộ truyện này cũng rất là hay. Không dài dòng nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ vào ngay tập 1 của bộ truyện Lâm Vũ Thiên Hạ. Các bạn đừng quên là like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là ấn đăng ký kênh để mà nhận thông báo những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Võ Mạch Đại Lục. Đây là nơi võ giả tung hoành. Toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Võ Mạch Đại Lục lớn đến mức nào. Họ chỉ biết nơi này có nhân tộc, yêu tộc và ma tộc tàn bạo độc ác. Bây giờ là giữa mùa thu, khắp nơi lá cây vàng yếu cũng theo gió mà rơi. Khí trời mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc này tại một hoang đất trống, xuất hiện một thiếu niên tuổi tác tầm khoảng 16, bộ dáng cũng coi như là anh tuấn, nhưng mà thân thể đầy vết thương đang nằm bất tỉnh tại đó. Sau một hồi lâu, thiếu niên này khẽ động, hai mắt choàng mở, nhìn xung quanh, tay thì ôm đầu, giọng thì yếu ớt lẩm bẩm: Ta còn chưa đoàn tụ với tổ tiên sao? Lắc lư cái đầu vài cái, vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Trần Vũ cảm thấy gió thổi qua từ bốn phía xung quanh tạt vào người, làm hắn không nhịn được mà rùng mình một cái. Không gian xung quanh là một mảnh thiên địa quen thuộc. Nơi đây không phải nơi mà hắn vừa mới bị đánh tơi bời hoa lá hay sao? Hắn nhớ tới lúc trước, mình vì chống đối vài tiếng với cả Trần Lâm, con trai của nhị trưởng lão Trần Hạo, liền bị y đánh đến xém chết. Cũng may cái mạng hắn còn dài, khi thấy hắn ngất nên Trần Lâm không dám ra tay nữa. Trần Vũ lúc này định lật người đứng lên nhưng mà chẳng được, cơn đau khiến hắn phải nhăn mặt một cái. Ta cứ tưởng đâu lần này xong đời rồi chứ, mạng ta dài thật đấy. Nén cơn đau, cánh tay Trần Vũ run run mò vào trong áo, cố gắng lấy ra một chiếc lọ màu lam. Đây là hồi huyết dịch dùng để chữa thương. Dùng thêm cánh tay còn lại, cố gắng mở nắp bình ra. Lập tức một mùi nồng nặc dược lực truyền sộc vào mũi. Trần Vũ cố gắng uống hết bình linh dịch đó rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Thật là không ngờ cái tên Trần Lâm đó lại ra tay mạnh như vậy. Hơi thở Trần Vũ yếu ớt, ngước mắt nhìn lên tán cây xa xăm lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, dược lực ngay lập tức phát huy tác dụng, từ từ làm giảm cơn đau nơi các vết thương. Vết thương dần dần hồi phục lại nhưng mà tương đối chậm. Lại nửa ngày nữa trôi qua. Khi mà ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thân thể đầy vết thương của Trần Vũ đang nằm gần một gốc cây. Hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Người ta thường nói, đại nạn không chết ắt có phúc. Nhưng phúc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình bị thê thảm như thế này. Đúng là số khổ mà. Trần Vũ lấy lại chút tinh thần, thở dài lẩm bẩm một mình. Nhớ lại năm xưa, khi hắn vừa mới 12 tuổi liền thành công mở ra võ mạch của mình. Tuy nhiên đó chỉ là hoàng cấp trung phẩm võ mạch, nhưng khi đó cha mẹ hắn thì rất là vui. Trong điển cố có ghi, phàm là người muốn làm võ giả thì phải mở ra võ mạch của mình. Võ mạch trong thân thể là một đầu ẩn chứa linh tính luân mạch, là cầu nối câu thông thiên địa linh khí. Mặt khác, võ mạch có thể kế thừa huyết mạch từ cha mẹ của mình. Không thể mở ra võ mạch, liền không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, và cũng chẳng cách nào chân chính trở thành võ giả. Võ mạch càng cao cấp thì càng khó mở ra, nhưng nếu thuận lợi mở ra thì sẽ giúp cho người đó có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường nhiều lần. Không những vậy còn có ngộ tính cực cao.
Võ mạch từ cao tới thấp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Trần Vũ mở được võ mạch của mình thì một năm sau, lúc hắn 13 tuổi liền đạt tới cảnh giới tụ khí cảnh tầng 4, trong gia tộc cũng xem như là nổi trội. Nhưng trong một lần đi lịch lãm săn bắt yêu thú cấp thấp do gia tộc mở ra, hắn bất ngờ thấy một hắc y nhân xuất hiện, đánh một chưởng về phía Ngô Nhã Phi. Lúc đó hắn thấy hôn thê của mình bị đánh lén, liền lấy thân của mình để đỡ cho nàng một chưởng. Tuy một chưởng của hắc y nhân tuy đánh không chết hắn, nhưng lại làm cho kinh mạch hắn tán loạn, gãy vỡ nhiều khúc, từ đó vô duyên với võ giả, không cách nào tu luyện lại được. Biết được chuyện đó, cha hắn nổi trận lôi đình, tìm tên hắc y nhân kia tính sổ, nhưng mọi manh mối đều không có. Sau đó cha hắn mời y sư khắp thành đến điều trị cho hắn, nhưng ai nấy đều lắc đầu bó tay. Nhân lúc đó hắn tình cờ nghe được y sư nói với cha hắn: kinh mạch đứt gãy đáng lẽ phải chết, thiếu gia sống được đã là phúc, còn chuyện kinh mạch hư tổn, về sau e thiếu gia cả đời chỉ có thể làm người thường, chỉ có thể nói đời này vô duyên với võ giả thôi. Chả lẽ không còn cách khác để chữa trị sao? Trần Chính Thiên trầm giọng hỏi. Không phải là không có cách, mà là rất khó. Phải mời vị luyện đan sư cao cấp, may ra có thể luyện ra một loại đan dược nào đó, nhưng cho dù là thành chủ cũng chẳng có khả năng mời đâu. Trần Chính Thiên nghe vậy liền im lặng không nói. Mời vị luyện đan sư cao cấp ư? Đến nhất phẩm luyện đan sư còn không mời được, lấy đâu ra luyện đan sư cao cấp? Lúc đó hắn nghe được câu đó như là sấm nổ bên tai vậy, thân không khỏi run rẩy. Nhưng mà cũng từ lúc đó, Ngô gia luôn tránh né Trần gia và cũng không hỏi han về chuyện kinh mạch của hắn, làm cho mọi người rất là thất vọng. Cha hắn vì không muốn con mình cả đời trở thành thường nhân, sau từ đó biệt cả nhà, bắt đầu đi tìm đan phương cùng thu thập linh dược để trị kinh mạch cho hắn. Từ đó về sau tin tức hoàn toàn mất hết. Nhưng 2 năm sau, gia gia hắn nói có cách trị, nhưng mà đó là đan dược cao cấp nên gia tộc không cách nào tìm được. Tuy hắn là thường nhân nhưng mà gia gia, mẫu thân và cha hắn chưa từng người nào đối xử tệ với hắn, nhưng chung quy thì vẫn có một số thành phần cố tình, ví dụ như là Trần Lâm vừa mới đánh hắn một trận chẳng hạn. Về sau hắn bị rất nhiều người xem thường vì thực lực không bằng một ai. Thế giới này làm đấm ai lớn thì người đó là vương đạo, nên hắn cũng chẳng nói năng gì, thường ngày ẩn nhẫn tránh gây phiền phức cho gia gia. Nếu như ta có thực lực thì đã không như vậy. Chỉ cần có thực lực thôi, ta sẽ nắm lấy vận mệnh của chính mình. Trần Vũ nắm chặt lắm đấm. Và cũng tại đại nạn lần này mà hắn rút ra được một kinh nghiệm xương máu, đó là chỉ có thực lực mới không ai dám ức hiếp mình. Trước hết ta nên nhanh chóng trở về gia tộc, ở đây hoang vu vắng lặng rất là nguy hiểm. Kiểm tra lại thân thể, tuy quần áo có phần ngổn ngang, tóc đầu tóc rối bời, nhưng hắn chẳng quan tâm, dùng hết sức đứng dậy. Trần Vũ từ từ từng bước trở về gia tộc. Từng bước chân nặng nhọc bước trên đường, đi mệt thì hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, khỏe lại đi tiếp. 2 canh giờ sau hắn cũng đến được cửa lớn Nam Lĩnh Thành, về tới đường lớn ồn ào huyên náo. Ở trong này các loại tiếng mua bán ầm ĩ ở chợ truyền vào trong tai Trần Vũ. Nơi đây là một thế giới cường giả vi tôn, nếu ngươi không có thực lực thì ngươi chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Trong Nam Lĩnh Thành mọi người sinh sống, đa số họ sống dưới sự che chở của thành chủ. Nghe nói thành chủ có thực lực binh khí cảnh, được xem là mạnh nhất trong Nam Lĩnh Thành này. Nơi này có rất nhiều người lựa chọn ở lại, bọn họ phụ thuộc vào thành chủ Nam Lĩnh để sinh sống. Bánh bao Trương Tam Ca, vừa lớn vừa thơm, 3 đồng tệ 3 cái. Bánh rán Trần Khê vừa ra lò đây, thơm ngon giòn ngọt, mua 3 tặng 1, nhanh, tính tiền 4 cái đây, mại vô. Rượu gạo Vương Lão Cát, tên hiệu trăm năm, vị thuần ngon miệng. Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Nam Lĩnh Thành phi phàm náo nhiệt, nhưng trong lòng là một mảnh yên lặng. Nhìn xem kìa, hắn không phải là thiếu gia của Trần gia sao? Tại sao lại ra cái bộ dạng thê thảm như thế này nhỉ? Ta cũng chẳng biết, chắc có lẽ do chọc phải người nào đó nên bị người ta đánh cho một trận cũng nên. Một đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Thôi đi, hơi đâu mà quan tâm đến hắn, mất công tay gió vạ lầy nữa. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn,
Có người chỉ trò, có người khinh miệt, nhưng chung thủy Trần Vũ chẳng quan tâm những lời bàn tán của những người xung quanh mà tiếp tục cuốc chân trở về Trần gia. Ồ, đây không phải Vũ thiếu gia sao? Tại sao lại thê thảm như thế này cơ chứ? Chắc bị ai đó tần cho một trận không chừng. Trông thiếu gia hắn thật là thê thảm quá. Vừa bước đến cửa Trần gia thì hai tên thị vệ canh cửa liền nói nhỏ với nhau. Trần Vũ cười lạnh một cái làm ngơ như là không nghe được rồi bước vào bên trong. Đi vào một hẻm nhỏ liền thấy một tiểu viện nhỏ hiện ra. Xung quanh chỉ có ba phòng đơn sơ. Bước vào căn phòng phía trước, bên trong cũng chẳng có gì. Chỉ có một chiếc giường gỗ và một tủ quần áo, một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế. Ngoài ra trên tường còn treo một thanh trường kiếm đá cũ. Thanh kiếm đó là vật của cha hắn đã để lại. Nếu một ngày nào đó ta có thể tu luyện lại, ta sẽ cho các ngươi thấy dám khinh nhục ta kết cục như thế nào. Trần Vũ cười lạnh, sau đó tiến lên chiếc giường của mình ngồi khoanh chân lại. Hắn cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể đã bị hư hỏng đến 8 phần 10. Khả năng cao là hắn không còn khả năng tu luyện được nữa. Tiểu Vũ, con đã trở về rồi à? Con đi đâu từ sáng đến giờ làm ta và Gia Gia con lo lắng quá. Đang ngồi kiểm tra lại thân thể thì có tiếng nói khá là ôn hòa của nữ nhân vang lên. Người này không ai khác, đó chính là mẫu thân của hắn, Hàn Nguyệt. Két một tiếng, tiếng mở cửa vang lên. Bước vào căn phòng là một người phụ nữ nhìn sơ qua tầm 30 tuổi. Người vô cùng trẻ, mặc trên người một chiếc áo màu trắng, mỉm cười mà nhìn hắn. Nhưng khi nhìn thấy hình dạng hiện giờ của con trai mình, nàng đứng như là chờ chồng, lấy tay che miệng thốt không lên lời. Một lát sau mới bình tĩnh lại phần nào, người rung rung đi lại hỏi con trai mình. Tiểu Vũ à, đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Vũ chưa kịp trả lời Hàn Nguyệt đã đi lại ôm lấy con mình. Một dòng nước nóng hổi từ trong mí mắt tràn ra. Nàng không kìm lòng được mà khóc. Nàng chưa bao giờ thấy con mình thê thảm như thế. Mẫu thân, con không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe hẳn ý mà. Trần Vũ chần chừ một lúc sau đó mới ôm lấy mẫu thân của mình. Nghe con trai mình nói như vậy, nàng không kìm lòng được mà ôm chặt con mình hơn. Nhưng sau đó ánh mắt nàng trở lên sắc lạnh. Là ai dám đánh con? Nói cho mẫu thân biết đi, mẫu thân sẽ đi tìm hắn để tính sổ. Làm sao mà Hàn Nguyệt không giận cho được, lại dám đánh con của nàng như vậy? Người làm mẹ như nàng làm sao mà không đau lòng cho được? Trần Vũ chỉ lắc đầu một cái, giọng điệu tùy ý vang lên. Không cần đâu mẫu thân, chuyện của con hãy để con tự mình giải quyết, không cần người phải giúp con đâu. Nghe con trai mình nói như vậy, nàng buông Trần Vũ ra, hai mắt nhìn sâu vào mắt con trai mình. Làm cho nàng ngạc nhiên là con mình không chút lo lắng hay là căm phẫn, mà thản nhiên như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đó nàng biết con mình đã thật sự trưởng thành rồi. Hàn Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, lấy tay vuốt lên mái tóc con trai mình mà trong lòng đau dứt không thôi. Không sao là tốt, vậy để mẫu thân đi nấu vài món ngon cho con ăn. Hàn Nguyệt cười nhân hậu nhìn sang đứa con của mình, sau đó đi vào bếp. Còn Trần Vũ vẫn ngồi ngây tại đó ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Nghĩ đến sự không cam lòng cùng với bi phẫn ở chỗ sâu trong trí nhớ của mình. Nghĩ đến cuộc sống của mình mấy năm qua. Nghĩ đến cha mình làm hắn càng đau lòng. Chỉ vì một tên phế vật như ta mà mẫu thân cùng với Gia Gia phải lo lắng. Chỉ vì một tên phế vật như ta mà cha ta. Càng nghĩ hắn càng hận chính mình. Vì sao mọi chuyện lại tồi tệ đổ lên đầu hắn mà không phải là người khác cơ chứ? Ở võ mạch đại lục này, võ giả vi tôn, nếu không có thực lực sẽ bị người khác khinh thường. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn thường bị những người trong gia tộc khinh bạc. Còn mẫu thân của hắn cũng bị người khác khinh khè do có đứa con phế vật như hắn. Trần Vũ từ từ bước trên giường xuống, không kìm nổi cất tiếng cười to như điên. Từ hôm nay trở đi, ai dám trêu chọc ta, liền đánh gãy chân chó các ngươi. Ai còn dám sỉ nhục cha mẹ ta, liền đánh vỡ miệng chó của các ngươi. Nhưng phải đợi khi ta mạnh lên đã. Hàn mẫu đang nấu nướng, đột nhiên nghe tiếng cười điên cuồng của con trai, vội vàng bỏ xuống chuyện đang làm. Hàn Nguyệt ở bên ngoài nhìn vào thấy Trần Vũ chân trần đứng trên mặt đất ngây ngô cười, không kìm nổi trong lòng dâng lên một nỗi bi thương thật lớn. Chả lẽ mẹ ta đã khổ như vậy, con ta nó lại điên rồi hay sao? Tiểu Vũ à, nói với mẫu thân con làm sao vậy? Hàn Nguyệt dịu dàng hỏi, không dám khuấy động đến Trần Vũ chút nào, sợ thần kinh đứa con nàng mẫn cảm yếu ớt sẽ hỏng mất.
Trần Vũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, để mặc cho Hàn Nguyệt ôm, có chút mờ mịt luống cuống chẳng biết phải làm sao, thầm nghĩ. Làm sao vậy chứ? Chuyện tốt đẹp như thế này, ta mới vừa quyết tâm được một chuyện, vì sao lại khóc ầm ĩ như vậy? Có điều Trần Vũ chỉ nghĩ trong lòng thôi, nhưng lại chẳng dám nói. Cho nên khóc giống một hồi giải phóng hết ra ngoài, đối với thân thể mới có lợi. Trần Vũ yên lặng để cho mẫu thân mình khóc một hồi rồi mới cất tiếng nói. Người cũng đừng buồn nữa, con hiện tại không phải đang tốt sao? Còn chuyện kinh mạch bị hư hại, không sao cả, đó có thể từ từ giải quyết sau ạ. Trần Vũ dùng ánh mắt cùng giọng nói kiên định, làm cho Hàn Nguyệt cũng có phần giật mình. Khóc hồi lâu, Hàn Nguyệt buông đứa con của mình ra, dùng đôi mắt cực đẹp nhìn vào trong mắt của Trần Vũ, chậm rãi mà nói. Tiểu Vũ, biểu hiện của con ngày hôm nay thật là ngoài dự đoán của mẫu thân đấy. Hàn Nguyệt nói nhìn Trần Vũ hàm ý sâu xa. Hàn Nguyệt dường như là không hoài nghi đứa con mình bị điên, nói tiếp. Một hồi biến cố làm cho con trở nên thành thục hơn nhiều, mẫu thân cảm thấy vui mừng lắm. Con à, biết vì sao mà mẫu thân đặt tên cho con là Trần Vũ hay không? Trần Vũ lắc đầu. Trong trí nhớ, mẫu thân cũng chưa bao giờ nói với mình những thứ này. Mẫu thân hy vọng rằng tương lai sẽ có một ngày con có thể trở thành người đàn ông đội trời đạp đất, muốn cho tất cả mọi người khinh thường con đều phải biết con chính là con trai Hàn Nguyệt của ta. Lúc Hàn Nguyệt nói đến đây, trong đôi mắt hiện lên một chút nước mắt. Mẫu thân. Giọng nói Trần Vũ ít nhiều có chút nghẹn ngào. Trong lời Hàn Nguyệt lộ ra vẻ vô tận yêu dấu của mình. Loại yêu thương này giống như là một đoàn ánh sáng mặt trời ấm áp bao bọc lấy hắn. Hàn Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt Trần Vũ một chút, sau đó nói. Được rồi, mẫu thân biết con hiểu chuyện, biết là con lo lắng cho mẫu thân, ta mừng lắm. Trên đời này còn có gì để một người mẫu thân hài lòng hơn việc con trai mình càng hiểu chuyện chứ? Hàn Nguyệt nghĩ rằng con mình trả giá nhiều năm, ở thời khắc này có được hồi báo tốt nhất. Nàng không nhịn được ôm Trần Vũ vào trong lòng, vừa rơi lệ vừa nhẹ nhàng nói. Mẫu thân tin tưởng con, trong lòng ta con là ưu tú nhất trên đời này. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối, Trần Vũ liền đi tắm làm cho tinh thần hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Lấy một chiếc áo màu xám mặc trên người, sau đó lại giường của mình ngồi xuống. Hiện tại trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, ánh đèn mờ mờ chiếu qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, in bóng của hắn kéo dài trên tường. Ngồi im lặng hồi lâu, Trần Vũ thở dài một cái. Trong một căn phòng nhỏ có hai người đang ngồi nói chuyện. Một người là trung niên đã hơn 50, khí tức trên người vô cùng trầm ổn, cao thâm khó lường. Còn người kia là một thiếu niên tầm khoảng 20 đang nhấp nháy chén trà. Người thiếu niên kia còn ai khác ngoài Trần Lâm, người mở được huyền cấp trung phẩm võ mạch, được xưng là thiên tài trong gia tộc. Còn người trung niên kia là Trần Hạo, là nhị trưởng lão trong gia tộc. Còn nói sao? Cô lại đánh tên phế vật kia một trận xem lấy mạng hắn sao? Người trung niên khuôn mặt trầm tư khi mà nghe đứa con trai Trần Lâm của mình kể lại sự việc đánh Trần Vũ tơi bời hoa lá thì chân mày hơi cau mày. Dạ đúng vậy, con đánh hắn một trận ở ngoài thành, không người nào thấy được, cha không cần lo lắng đâu. Trần Lâm gật đầu chắc nịch. Trần Vũ trong gia tộc làm hắn rất là chướng mắt, nên hắn muốn đánh một trận cho hả giận. Nên trước khi hắn đánh Trần Vũ cũng đã ngó nhìn khắp nơi, xác nhận rằng không có người thì mới hành hung. Không sao cả, bọn họ cũng chẳng làm được gì chúng ta, nhiều lắm là ngươi đi ra xin lỗi là được. Hắn chỉ là đồ bỏ đi, không có khả năng cản trở kế hoạch của chúng ta đâu. Trần Hạo phất tay, lão ta không xem trọng một tên phế vật như là Trần Vũ có thể phá hỏng đại sự của mình. Ngày mai con cứ diễn ra bình thường là được, không cần phải e dè những người khác. Trần Hạo ung dung nhấp một chén trà lên thưởng thức, không một chút lo sợ tộc trưởng sẽ biết chuyện này. Tại tiểu viện Trần Vũ, ngay lúc này Trần Vũ đang ngồi nhắm mắt trên giường bỗng mở to hai mắt ra. Đêm dài sằng sặc, không bằng cố gắng tu luyện đi. Trần Vũ định thần lại, bắt đầu dùng công pháp dẫn khí quyết của gia tộc để bắt đầu câu dẫn thiên địa linh khí. Một khắc trôi qua, bốn khắc trôi qua, một canh giờ trôi qua. Qua hồi lâu, người Trần Vũ ướt đẫm mồ hôi. Không biết từ bao giờ mà trên trán của hắn tích tụ giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bắt đầu có nhiều cảm giác đau đớn không ngừng từ kinh mạch truyền đến, làm hắn không cách nào tập trung câu dẫn thiên địa linh khí được.
Tình cảnh này không phải mới diễn ra ngày một ngày hai, mà đã diễn ra từ rất nhiều năm. Ta không tin rằng cả đời này ta không thể tu luyện. Ta không muốn là một tên phế nhân nữa. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Trần Vũ hai mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ, như là muốn tỏa ra bao uất ức bấy lâu nay hắn đã chịu đựng. Hắn không ngừng lẩm bẩm đấm mạnh lên giường đến khi mà nắm đấm tràn đầy máu tươi, chấp niệm không muốn buông bỏ. Trần Vũ lại tiếp tục. Qua nửa canh giờ, chăn đệm dưới chân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, quần áo đã dính chặt vào người, mà tu luyện cũng không chút khởi sắc. Tuyệt đối không thể buông tha. Buông tha tức là cả đời ta chỉ là một người thường thôi. Ta còn muốn trùng tu kinh mạch, trở thành võ giả, lấy lại vinh quang của ta nữa. Suốt hai canh giờ, Trần Vũ ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Bờ môi của hắn có chút khô nứt, đã có dấu hiệu của việc mất nước. Do mất sức quá nhiều, Trần Vũ liền ngả người sang một bên trên giường ngủ lúc nào chẳng hay. Đến sáng sớm hắn liền bật dậy, nhìn lại thân thể của mình. Tuy vết thương ngoài da đã khỏi nhiều, nhưng tu vi cùng với kinh mạch vẫn không chút chuyển biến nào, dù một chút cũng không. Sáng rồi, ta cũng nên tiến đến luyện võ đường tập luyện một chút. Tại Nam Lĩnh Thành, luyện võ đường. Luyện võ đường là một nơi được các gia tộc hợp tác tạo ra, có thể để cho tất cả mọi người của các gia tộc đến tập luyện, trao đổi cùng nhau, cũng là để công khai tỉ thí, nhưng bắt buộc không được giết người, bằng không đó là phiền toái lớn. Đến đây cũng có thể có nhiều cảm nhận về vũ khí của người khác, rất tốt cho mọi người. Chính vì vậy nên sáng ra thường có rất nhiều người lại đây để tập luyện và cùng quan sát. Tuy nhiên có một số người đến đây lại với mục đích khác. Ở một bên thì Trần Vũ không ngừng tu luyện. Tuy biết thân mình tu luyện không có tiến triển, nhưng hắn không buông bỏ, vẫn kiên trì suốt 4 năm nay. Ngày nào cũng như vậy, mặt trời còn chưa ló dạng là hắn đã đến luyện võ đường để tập luyện. Phá tái quyền! Phịch một tiếng, quyền vừa đánh ra làm tràn ra một không khí ba động nhẹ nhẹ khuếch tán ra xung quanh. Lúc này Trương Thiếu La là con trai của Trương Nộ Lãng, một trong tứ đại gia tộc, thấy Trần Vũ đang tập luyện quyền liền lên tiếng khinh miệt nói: Tên phế vật như ngươi thì tập cái gì, không biết nhục sao? Suốt 4 năm mà cũng chả tăng lên được một tiểu cảnh giới, đúng là cái phế vật trong phế vật mà. Có lẽ về sau ta phải gọi ngươi bằng tên khác thôi. Tỷ như là gì nhỉ? À, siêu phế vật. Lúc này mọi người đang tập luyện trong luyện võ đường chú ý tới Trần Vũ, bàn tán xôn xao về hắn, có nhiều ánh mắt khinh thường và cũng có nhiều ánh mắt thương hại hắn. Lúc này mọi người đang tập luyện trong luyện võ đường chú ý tới Trần Vũ, bàn tán xôn xao về hắn, có nhiều ánh mắt khinh thường và cũng có nhiều ánh mắt thương hại. Trong đó đương nhiên là có người của Trần gia, nhưng bọn họ thấy vậy cũng không dám đến giúp. Vì dính vào Trương Thiếu La thì mọi chuyện rất là phiền toái. Ta năm nay đã 13 rồi, đã đạt tới tụ khí cảnh tầng 5, so với hắn ta còn mạnh hơn nhiều đấy. Tên phế phật này đúng là xui xẻo thật, lại gặp phải Trương Thiếu La. Đó là người được đánh giá có năng lực nhất trong thế hệ trẻ, được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp. Đúng vậy, chỉ mới 18 tuổi liền đạt đến ngưng khí cảnh tầng 4, mà còn nắm trong tay huyền cấp võ mạch. Phóng mắt nhìn trong Nam Lĩnh Thành xem, thế hệ trẻ có ai so sánh được với Trương Thiếu La thiên tài cơ chứ? Mặc cho mọi người bàn tán khắp xung quanh luyện võ đường, nhưng mà trong hai tròng mắt của thiếu niên kia vẫn kiên định, không nghe mọi người bàn tán bên ngoài, một lòng tu luyện. Trương Thiếu La thấy một tên phế vật như vậy lại dám không quan tâm đến lời nói của hắn như vậy, coi hắn như là chó sủa bậy, làm hắn giận tím mặt mà nói: Này, ngươi dám không quan tâm lời ta nói sao? Xem hôm nay ta giáo huấn ngươi thế nào đây. Vừa nói xong, Thiếu La đi đến trước Trần Vũ, vung tay quyền lưu thủy hành phân. Trường Thiếu La đánh ra thức thứ nhất của bài vân trường, hướng Trần Vũ mà đánh tới, quyền như là mãnh hổ nhanh chóng đánh đến trước mặt Trần Vũ. Vừa thấy Trường Thiếu La xuất hiện quyền đánh tới mình, Trần Vũ liền nhanh chóng ra tay thủ quyền, ngạnh kháng lại một quyền của Trường Thiếu La. Phá tái quyền! Oanh một tiếng, một tiếng va chạm vang lên, cỗ sóng kích khuếch tán ra bốn hướng. Nhất thời xung quanh xuất hiện một lớp cát bụi mù mịt. Bỗng có một thân ảnh trong đám bụi mù mịt bay ra, nằm trên mặt đất, miệng có vệt máu, quần áo thì rách nát. Phế vật như ngươi mà cũng muốn đối quyền với cả Trương Thiếu La ư? Không biết tự lượng sức mình. Lực cười. Mọi người nhìn xung quanh thấy vậy liền cười nhạo Trần Vũ, xem hắn là một tên không có tiền đồ.
Còn người của Trần gia thì không nói một lời nào, chỉ đứng lùi về phía sau. Trần Vũ mặc kệ ánh mắt của mọi người, cười lạnh một cái, lặng lặng gượng dậy. Mọi người dồn dập đứng xem chuyện vui, vừa bàn tán. Này, nghe nói lần trước hắn phá chuyện tốt gì đó của Trương Thiếu La, nên lần này mới thảm như vậy đấy. Người hầu của Trương Thiếu La thấy vậy liền dõng dạc cười lớn nói: Thấy chưa, hắn làm sao sánh bằng thiếu gia của chúng ta. 4 năm trước hắn ăn may thắng thiếu gia trên võ đài thôi, còn hiện tại thiếu gia nhà ta đã là ngưng khí cảnh tầng 4, vậy mà cũng dám đánh quyền, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng đời. Nếu ta là hắn, ta đã đập đầu chết đi cho xong, sống làm gì cho nhục. Mọi người thấy tên người hầu của Trương Thiếu La cười nhạo, bọn hắn cũng theo sau vuốt đuôi ngựa, không một chút thương tình dành cho Trần Vũ. Lúc này có một thiếu nữ người mặc bộ đồ đỏ đi đến. Tướng mạo của nàng đẹp kiều diễm, nàng chính là Ngô Nhã Phi, con gái của Ngô gia Ngô Thương, và cũng chính là vị hôn thê của Trần Vũ, đã được hắn đỡ một trường lúc trước. Ồ, ai kìa, ai kìa, không phải tiểu thư của Ngô gia sao? Ôi, nàng đẹp thật đấy, ước gì ta lấy được nàng, có chết cũng không tiếc. Thôi đi, dựa vào ngươi à? Nghe nói thiếu gia nhà họ Trương kia đã theo đuổi Nhã Phi đấy, ngươi có giỏi thì giành đi. Ta nghe nói tên phế vật đó đã đính hôn với Nhã Phi đấy. Một tên phế vật như vậy đính hôn cùng nàng chính là ô nhục cho Ngô gia, chính là hoa nhài cầm bãi cứt trâu. Ta cảm thấy mất mặt thay cho hắn đấy. Rất nhiều người bàn tán xôn xao khi mà Ngô Nhã Phi xuất hiện. Nàng như là tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Trương huynh, chúng ta đi vào Vạn Tử Uyên uống trà đi, đừng để tới tên phế vật này nữa. Ngô Nhã Phi không thèm để tới Trần Vũ đang bị thương, nàng khinh bỉ đi lướt ngang qua Trần Vũ như là hai người xa lạ. 4 năm trước đây, nàng còn để tới Trần Vũ, nàng cho rằng chỉ có thiên tài mới xứng với nàng, nên đã đính hôn cùng với hắn. Nhưng khi hắn đỡ cho nàng một trường trở thành phế vật thì nàng thậm chí không nhớ tình xưa mà còn khinh thường. Lúc ấy nàng thấy Trương Thiếu La gia thế lớn, thực lực mạnh, mới đích xác là thiên tài chân chính mà nàng đã mong muốn, nên nàng đã quay lưng với cả Trần Vũ. Đối với nàng hiện tại, một tên phế vật như vậy làm sao xứng với tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng chứ. Nhẫn nhịn hắn có giới hạn, nhưng hiện tại nàng đã vượt qua mức giới hạn đó. Trần Vũ bây giờ lòng đã triệt để nguội lạnh. Đối với hắn bây giờ, nàng có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ chẳng cứu. Bị hôn thê của mình nhục nhã chính mình, hắn làm sao còn chứa chấp được nàng. Được thôi, chúng ta đi, để làm gì cái tên phế vật này. Trương Thiếu La tay ôm eo Ngô Nhã Phi, dẫn nàng đi khỏi luyện võ đường đang ồn ào bàn tán này. Nghe nhiều tiếng khinh miệt của nhiều người, Trần Vũ cố nghiến răng chịu đau, ngước đầu nhìn sang những người xung quanh một phòng, thâu hết những đàm tiếu của mọi người vào trong lòng, thản nhiên thở dài, nhếch miệng cười nhạt một tiếng, lặng lẽ ôm vết thương trên người, chật vật đi về nhà. Tại Nam Lĩnh Thành, Trần gia. Trần gia là một trong tứ đại gia tộc của Nam Lĩnh Thành, đứng thứ tư trong tứ đại gia tộc, là gia tộc đứng chót, nên tiếng nói trong tứ đại gia tộc ở Nam Lĩnh Thành cũng là thấp nhất. Vừa đến cửa liền thấy Trần Vũ đang đi vào, người đầy thê thảm, thì Trần Hải là em của Trần Lâm, con trai của nhị trưởng lão Trần Hạo, nhếch miệng khinh bỉ đi ra. Ạch một tiếng. Lúc hai người đi ngang, Trần Hải cố tình bắt chân làm cho Trần Vũ ngã sấp mặt. Mặc cho Trần Vũ nằm chật vật trên mặt đất, Trần Hải cười lớn nói: Vũ ca ngươi có thấy thoải mái không? Chắc là không thoải mái đúng không? Lần sau đệ sẽ chiêu cố tốt cho ngươi. Trần Vũ liếc mắt nhìn Trần Hải, sau đó kệ hắn, cố gắng chịu đau đứng dậy, lách người qua một bên mà đi vào. Các người hãy đợi đi, nếu có một ngày ta có thể tiếp tục tu luyện, ta sẽ cho từng người các ngươi thê thảm hơn cả ta. Trần Vũ vừa bước vào trong đình viện, Hàn Nguyệt vừa thấy con mình quần áo rách nát, thân thể bị thương khắp nơi, chật vật đi vào. Nàng chạy ra đỡ con của mình. Sao con lại bị như thế này? Tại sao lại bị thương khắp người như thế này? Hôm qua mới bị thương xong, hôm nay sao lại bị thương nữa vậy? Dạ không sao đâu mẫu thân, lúc nãy con đi đường không cẩn thận nên vấp ngã thôi, chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lúc là khỏe hẳn thôi. Lúc này một người râu tóc bạc trắng đi lại, thấy Trần Vũ người đầy vết thương thì mặt xám lại, sát khí nổi lên, nhanh chóng bước lại gần. Người này không ai khác chính là gia gia của hắn, Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn thân là gia chủ của Trần gia, thực lực cũng đã đến binh khí cảnh, là một trong những đại cao thủ của gia tộc.
Lúc này gia gia của Trần Vũ lên tiếng nói: Có phải là con trai của tên Trương Nộ Lãng làm không? Trần Vũ chỉ gật đầu nhẹ một cái. Mặc dù không biết làm sao mà gia gia biết hắn đánh mình, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống đất. Thôi, con vào phòng dưỡng thương đi. Trần Vũ gật đầu tiến vào trong phòng của mình. Khi hắn vừa đi khuất, Hàn Nguyệt liền căm phẫn lên tiếng: Trương gia thật là quá đáng mà, dám đánh Vũ Nhi như vậy, không lẽ chúng ta cứ nhịn vậy sao? Trần Tiên Hàn nghe vậy liền lắc đầu thở dài: Chúng ta căn bản không đụng được đến với Trương gia, chúng ta chỉ đành im lặng mà thôi. Về sau không nên để Vũ Nhi đến luyện võ được nữa. Trần Vũ đi vào phòng của mình, tiến lên chiếc giường gỗ ngồi xuống dưỡng thương. Ta phải tiếp tục nhẫn nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Chỉ khi thực lực ta đủ mạnh mới có thể bảo vệ được chính mình cùng người với người thân. Còn hiện tại thì không được, nếu không lại gây thêm phiền phức cho Gia Gia và mẫu thân nữa. Trần Vũ cười thảm, ngước mắt nhìn xa xa ra cửa, thở ra một hơi thật dài. Ta năm nay 16 tuổi đã là tụ khí cảnh tầng 4. Suốt 4 năm rồi, 4 năm liên tục mà không có chuyển biến gì sao? Hắn thầm suy nghĩ, nếu hắn có thể tu luyện được thì có thể tham dự cuộc tỷ thí 5 tháng sau. Nếu trong tỷ thí biểu hiện xuất sắc thì được chọn làm đệ tử của Lưu Vân Tông, xem như là một bước lên mây. Lưu Vân Tông là một tông phái lớn nhất trong Nam Lĩnh Thành. Các trưởng lão trong đó thấp nhất cũng là hóa khí cảnh, mà nghe nói tông chủ trong đó đã đến tiên thiên cảnh, cao cao tại thượng. Mà mỗi lần Lưu Vân Tông tuyển chọn đệ tử, họ chỉ nhận 1.000 người có thiên phú tốt nhất. Nếu được vào Lưu Vân Tông thì gia tộc cũng sẽ được hậu thuẫn vinh quang theo. Mà muốn làm đệ tử của Lưu Vân Tông thì phải đạt một yêu cầu trọng yếu, đó là 22 tuổi phải đạt được ngưng khí cảnh tầng 5. Mà trong khi đó hắn chỉ là tụ khí cảnh tầng 4, khoảng cách xa như vậy không phải hắn có thể với tới được. Ta đây phải tìm cách để có thể tiếp tục tu luyện. Tuy kinh mạch bị hư tổn nhưng mà không phải không có cách. Đúng rồi, Thanh Diễm Sầm Lâm, trong đó có rất nhiều yêu thú và linh dược. Nếu may mắn ta có thể hái được linh dược nghịch thiên thì có thể trị khỏi kinh mạch của ta. Ngày mai ta phải đi Thanh Diễm Sâm Lâm để lịch lãm mới được. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền hưởng ứng. Hắn cũng phong thanh nghe nói có một số ít người có thể làm võ giả, nhưng mà khi đi vào trong sơn mạch may mắn hái được linh dược nghịch thiên liền biến thành một người thiên phú cực kỳ cao. Hắn cũng đang có ý định này trong đầu, thầm hy vọng mình sẽ may mắn như là những người đó. Quyết định như đinh đóng cột, Trần Vũ ngồi xuống chữa thương, uống vào một bình hồi huyết dịch, sau đó nằm xuống để nghỉ ngơi. Tại Nam Lĩnh Thành, Ngô gia. Cha, con không muốn lấy tên phế vật đó đâu, hắn không xứng đáng với con, con thấy quá là mất mặt. Từ khi nào một tên phế vật đó có thể cùng con kết làm phu thê chứ? Cha đến nhà hắn tử hôn đi. Ngô Nhã Phi tức giận dẫm chân nói với Ngô Thương. Lúc trước ta cứ tưởng Trần Vũ là thiên tài nên mới cùng với cả Trần Thiên Hàn kết làm thông gia. Nếu bây giờ hắn đã là phế vật, vậy thì không cần nói nữa. Một tên phế vật như vậy thì làm được gì chứ? Với lại ta thấy Trần gia những năm gần đây rất là suy yếu. Theo ta thấy Trương gia rất tốt, con hãy qua lại nhiều với Trương Thiếu La đi, bắt được mối quan hệ tốt vào. Nghe cha mình nói như vậy, Ngô Nhã Phi vội vàng gật đầu. Trong lòng của nàng vui mừng không thôi. Nàng chỉ sợ nói ra cha nàng sẽ mắng trong một trận, nhưng mà không ngờ lại được đồng tình như vậy. Nàng chán ghét Trần Vũ đã lâu, căn bản hắn không xứng đáng với nàng, mà chỉ có Trương Thiếu La kia thì mới xứng với nàng thôi. Con đi với ta qua Trần gia, chúng ta phải giải trừ hôn ước. Ngô Thương không chậm trễ liền bước ra khỏi phòng trước. Nam Lĩnh Thành, Trần gia. Gia chủ, gia chủ, người của Ngô gia đến, nói là muốn gặp gia chủ. Tên người hầu chạy vào thư phòng nói với Trần Thiên Hàn. Được, ta ra liền đây. Trần Vũ chuẩn bị rời khỏi phòng, đột nhiên có một người hầu chạy tới tìm hắn. Phụ thiếu gia, tộc trưởng cho mời thiếu gia tới chính sảnh một chuyến. Ba vị trưởng lão đã tới rồi, chỉ còn chờ thiếu gia người thôi. Người hầu sau khi thấy Trần Vũ liền ôm quyền hành lễ, sau đó nói: Trần gia là đại gia tộc, quy củ rất là nghiêm. Tuy rằng địa vị của Trần Vũ trong Trần gia không cao lắm, tuy không cấm được những người hầu này nói xấu hoặc là khinh khị sau lưng, nhưng nếu đứng trước mặt thì phải giữ ngữ khí cung kính như thường. Ba vị trưởng lão đều đến sao? Trần gia có đại sự gì đó phát sinh hay sao? Trần Vũ khó hiểu mà hỏi. Người hầu trả lời: Ngày hôm nay Ngô tộc trưởng
dẫn theo Nhã Phi tiểu thư tới đây, nói là có chuyện quan trọng gì đó cần trao đổi, có quan hệ rất lớn với thiếu gia, nhất định là phải mời thiếu gia nói chuyện trực tiếp thì mới được. Sắc mặt Trần Vũ âm trầm xuống nói: "Ngươi trở về đi, ta sẽ lập tức tới ngay." Người hầu rời đi, sắc mặt Trần Vũ trở nên trầm tư. Hắn như thế nào thì cũng chẳng thể vui được. Chuyện ngày hôm trước vừa mới diễn ra, xem như nàng rất là ghét hắn. Lần này hai người kia tới, chắc cũng không có chuyện gì tốt lành để thương lượng. Bọn họ nói có chuyện quan trọng cần ta trực tiếp gặp mặt mới nói được. Chẳng lẽ đến đây để từ hôn sao? Nghĩ tới đây, Trần Vũ nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng. Xem ra là bởi vì ta mà chuyển biến, thấy ta phế vật quá mà. Không chịu được nữa nên muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, để đến với Trương Thiếu La kia đây mà. Tuy rằng Trần Vũ đối với Ngô Nhã Phi có thể nói là không một chút tình cảm nào, thế nhưng nếu bị người ta tới tận nhà để hối hôn, đối với hắn lẫn trong người thân mà nói chính là một ô nhục to lớn. Tên tuổi phế vật của hắn tại Nam Lĩnh Thành đã sớm lưu truyền rộng rãi, mà Ngô Nhã Phi lại là một trong những song kiêu của Nam Lĩnh Thành. Người ngoài bàn về cuộc hôn nhân này, hầu như tất cả đều nói hắn là cóc ghẻ, đòi ăn thịt thiên nga, bị mọi người ghét bỏ. Đột nhiên hai mắt Trần Vũ sáng ngời. Có rồi. Lấy ra giấy bút, rất nhanh Trần Vũ viết sẵn một chữ cất vào trong lòng, sau đó rời khỏi phòng đến đại sảnh. Hiện tại hắn cũng chưa dám khẳng định là Ngô Nhã Phi tới hối hôn, tự nhiên không thể làm sằng bậy, trong lòng đã có quyết định hành sự theo hoàn cảnh. Tộc trưởng của Trần gia là Trần Thiên Hàn ngồi tại chủ vị chính sảnh, ba vị trưởng lão ngồi ba ghế hai bên. Ghế phía bên trái có một vị trung niên đang ngồi. Trần Vũ nhận ra được người này chính là tộc trưởng Ngô gia Ngô Thương, còn đứng bên cạnh chính là Ngô Nhã Phi. Trần Vũ tiến vào chính sảnh, Ngô Thương quay đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt khinh bỉ, bỏ chén trà xuống. Nhị trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt để lộ ra một tia âm lãnh, kèm theo một tia xem thường vô cùng trào phúng. Gia Tam, Tam vị trưởng lão. Trần Vũ đồng thời hướng tới Trần Thiên Hàn cùng ba vị trưởng lão hành lễ. Trần Thiên Hàn gật đầu phất tay, Trần Vũ ngồi vào vị trí của mình. Đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão đều rất là bình tĩnh, duy chỉ có nhị trưởng lão thì lộ tiêu ý. Quan sát một ít biến hóa rất nhỏ này, Trần Vũ càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Đại trưởng lão và tam trưởng lão tuy có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng không được vui vẻ. Còn đối với Trần Vũ mà nói, khẳng định là tin tức không tốt. Ngô Thương lúc này cười nhạt, hành lễ với cả Trần Thiên Hàn rồi nói: Trần huynh, hiện tại Trần Vũ đã tới, ta sẽ nói lại những cái lời vừa nói một lần nữa. Trần Thiên Hàn với sắc mặt bình tĩnh không lên tiếng. Nhị trưởng lão cười nói: Ngô tộc trưởng, cứ mời nói. Ngô Thương đứng lên: Đêm qua tiên phụ báo mộng cho ta, nói suốt đời người đã có một quyết định sai lệch nhất, chính là ưng thuận hôn sự của Phi Nhi. Trần Vũ cười cười như đã chuẩn bị trước tinh thần, không có gì bất ngờ, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Ngô Thương tiếp tục nói: Tiên phụ nói mệnh cách Phi Nhi và Trần Vũ bất hòa, người đã khiến Phi Nhi rơi vào đống lửa, trong lòng hổ thẹn lắm, linh hồn không được siêu thoát. Và nguyện vọng lớn nhất của người chính là Phi Nhi có thể gả vào gia đình tốt, như vậy người mới buông bỏ chấp niệm, tiến vào luân hồi. Vì thế ta đã tra xét mệnh thần của Phi Nhi và Trần Vũ một lần nữa, hai người quả nhiên không thích hợp kết làm phu thê. Trần Thiên Hàn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, tỏ vẻ khó chịu. Ngô Thương lại nói: Vì vậy, suy nghĩ cho hạnh phúc của Phi Nhi, ta quyết định. Hai người giải trừ hôn ước sao? Trần Vũ đột nhiên lên tiếng nói: Ở đây đều là các vị trưởng bối, nào có tư cách cho Trần Vũ mở miệng. Ánh mắt mọi người đồng thời quét qua người hắn. Ngô Thương bị cắt đứt lời nói, nhưng lời Trần Vũ nói cũng chính là lời hắn muốn nói, vì vậy liền gật đầu nói: Đúng là như vậy. Ngô tộc trưởng, ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Trần Vũ cười tươi như hoa, làm cho đại trưởng lão đang uống trà bị kích động phun hết ra cả ngoài. Mọi người trong chính sảnh khóe mắt đều giật vài cái. Ý đồ của người ta sang đây là để từ hôn, mà lại bị hắn lật kèo trở lại, làm sao mà không kinh ngạc cho được. Lấy từ trong người ra một tấm vải trắng, hắn đứng dậy lại gần, để tấm vải trắng lên mặt bàn trước mặt của Ngô Thương. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hết tấm vải trắng trên mặt bàn. Ngô Thương nghi hoặc mở tấm vải trắng ra, vừa nhìn nhất thời biến sắc, huyết khí trong cơ thể quần quận, thiếu chút nữa phun máu tươi tại chỗ.
chỉ thấy trên mảnh vải màu trắng có viết một chữ thật là to: Hưu, có nghĩa là từ hôn. Ngô Thương còn chưa mở miệng của trách Trần Vũ các loại vấn đề thì Trần Vũ trước hết đã viết chữ hưu, có nghĩa là từ hôn thư cho nữ nhi của hắn rồi. Ngươi! Ngô Thương chỉ vào Trần Vũ, sắc mặt tức giận tới trắng bệch, không thể mở miệng nói ra câu nào. Trần Vũ cười khả ái nói: Hi hi, Ngô tộc trưởng, Trần Vũ biết rõ ta và Ngô Nhã Phi có mệnh cách bất hòa, để tránh sau này nàng làm ra những chuyện nhục nhã cho Trần gia ta, chính vì vậy hôm nay ta chính thức từ nàng. Tiểu Vũ, hưu tốt lắm. Trần Thiên Hàn cùng với hai vị trưởng lão là đại trưởng lão và tam trưởng lão đều có phần kích động nhìn sang Trần Vũ. Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhất thời không kịp hưởng ứng, nhưng lúc sau liền vui mừng, khuôn mặt chán ghét nhìn về phía Ngô Thương với vẻ tiêu ý. Người không thể ngờ có ngày hôm nay, đến đây từ người mà không ngờ lại bị người từ ngược lại. Hôm nay tuy rằng Trần Vũ và Ngô Nhã Phi phải giải từ hôn ước, thế nhưng Trần Vũ chủ động viết hưu chi, ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Trần Vũ chủ động viết hưu chi, Ngô Nhã Phi chính là nữ nhân mà hắn không cần, đối với hắn chính là đồ bỏ đi. Cùng là một sự tình nhưng mà cách làm khác nhau, sinh ra ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Trần Vũ, ngươi làm càn! Nhị trưởng lão giận dữ đứng dậy mạnh mẽ quát lớn. Trần Vũ đại diện cho mặt mũi Trần gia, nhị trưởng lão vừa đứng dậy quát, hiển nhiên muốn làm cho Trần Thiên Hàn càng thêm mất mặt, nhưng bị mọi người đảo ánh mắt nhìn, đành căm giận ngồi xuống. Nghe Trần Vũ nói, Nhã Phi tức giận suýt nữa đã đứng bật dậy, nhưng nàng nén cơn giận lại nói: Ngươi, tên phế vật như ngươi mà dám từ ta sao? Ngô Nhã Phi làm sao ngờ được, rõ ràng hôm nay mình lại đến đây chính thức từ hắn, nào ngờ lại bị hắn từ ngược lại. Chuyện này đồn ra ngoài sẽ làm cho nàng rất là mất mặt. Không những vậy, một tên phế vật như hắn căn bản không xứng để nàng kết giao cùng, mà còn dám nhục mạ nàng, đây chính là đại sỉ nhục. Thấy Trần Vũ làm như vậy, Trần Thiên Hàn trong mắt rất là ưng ý. Hắn không ngờ đứa cháu mình lại dứt khoát như vậy, không một chút lụy tình nào, khiến hắn cảm thấy rất là vừa ý. Được, từ đây về sau, Ngô gia ta và Trần gia ngươi không còn quan hệ gì nữa. Ngô Thương ngồi một bên thấy chuyện xảy ra như vậy, hắn định đứng lên đánh Trần Vũ một trận, nhưng đây là Trần gia, hắn không dám vọng động, liền tức giận đứng dậy. Không tiễn! Trần Vũ thản nhiên lớn tiếng nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn Ngô Nhã Phi lấy một lần. Đối với hắn, con người như vậy chỉ là đồ bỏ, không xứng choán buồn phiền. Sau khi phụ thân hai người Ngô Nhã Phi đi mất, Trần Thiên Hàn lên tiếng: Mọi chuyện, còn chuyện gì cần làm thì làm đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Đại trưởng lão và tam trưởng lão gật đầu cùng với Trần Thiên Hàn, sau đó quay người rời đi. Còn nhị trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ một chút, sau đó cũng rời đi. Giờ trong chính sảnh chỉ còn lại hai ông cháu. Mọi người đi hết rồi, Trần Thiên Hàn mới đứng lên đi đến vỗ vai nói với đứa cháu của mình: Con đừng để ý, người như vậy không đáng để con lấy làm thê tử. Ra ra, người yên tâm đi, con không để chuyện này trong lòng đâu. Con có chuyện quan trọng khác muốn nói với Ra Ra. Trần Vũ ngừng một lát rồi lại nói tiếp: Ra Ra, con muốn đi lịch lãm trong Thanh Diễm Xâm Lâm. Không được, nơi đó rất là nguy hiểm, con không nên đi vào đâu. Trần Thiên Hàn nghe đứa cháu đích tôn của mình nói muốn đi vào Thanh Diễm Xâm Lâm liền lắc đầu từ chối. Không sao đâu Ra Ra, con chỉ đi lịch lãm tại bìa rừng thôi. Con biết tự lượng sức mình, sẽ không đi quá sâu vào trong đó. Nếu may mắn con có thể hái được linh dược trị lành kinh mạch cho mình thì sao chứ, nên con muốn đánh cược một lần. Trần Thiên Hàn ngẫm nghĩ một lát, đành thở dài vỗ vỗ vai đứa cháu của mình rồi nói: Nam nhi không khuất phục như vậy là tốt, nhưng con phải biết lượng sức mình. Nếu gặp phải yêu thú cấp cao thì hãy chuồn đi, không nên đối sức cùng với chúng, bọn chúng rất là trâu bò đấy. Dạ con xin nghe, con sẽ không hành sự thiếu suy nghĩ, Ra Ra người cứ yên tâm ạ. Mà con tính lịch lãm trong bao lâu? Trần Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với Ra Ra của mình: Dạ thưa Ra Ra, con tính đi lịch lãm trong Thanh Diễm Xâm Lâm trong vòng 2 tháng. Ờ, trước khi đi con nói với mẫu thân con một tiếng, đi được hay không là do mẫu thân con quyết định. Trước khi con đi, ta có vật này cho con. Trần Thiên Hàn lấy trong người ra một tấm phù màu đen, trên đó có khắc hai chữ độn phù, đưa cho Trần Vũ, sau đó nói: Đây là độn phù, nếu con gặp phải nguy hiểm đến tính mạng
thì hãy truyền chân khí vào tấm phù này. Nó sẽ là tấm bùa hộ mệnh của con. Nhưng ngày mai con phải đi tế tổ xong thì mới đi được đấy. Trần Vũ cầm độn phù trong tay đầy vui mừng. Hắn biết phù này rất là đắt tiền. Mỗi một tấm phù như vậy phải hơn 1.000 kim tệ. Hắn biết đây là phù bảo mệnh của Gia Gia mình. Mà Gia Gia lại lấy phù bảo mệnh của mình đưa cho hắn. Phải biết Gia Gia hắn thương hắn như thế nào cơ chứ. Hắn trong lòng đã quyết định về sau sẽ trả lại Gia Gia gấp 10 lần. Sau khi nói chuyện với Gia Gia xong, hắn liền đi gặp mẫu thân của mình. Hắn mất đến 2 canh giờ chạy theo năn nỉ ỉ ôi ăn vạ cả buổi thì mẫu thân hắn mới đành chấp nhận cho hắn đi vào Thanh Diễm Xăm Lâm. Xin xỏ xong, Trần Vũ trở về phòng của mình chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị cho chuyến đi lịch lãm trong Thanh Diễm Xăm Lâm. Lại nói, sau khi mà từ Trần gia đi ra, Ngô Thương sai người tung tin tức con gái của hắn chính thức từ hôn với cả Trần Vũ, mà không phải là Trần Vũ từ con gái của hắn. Mấy ngày sau, toàn bộ Trần gia, thậm chí là toàn bộ Nam Lĩnh Thành, mọi người đều biết chuyện này. Vô tình chung, Trần gia cùng với Trần Vũ đều trở thành trò cười của mọi người. Lúc rảnh rỗi, đám người này đem chuyện này để làm đề tài tán gẫu. Nghe nói không, Ngô gia Ngô Nhã Phi đã giải trừ hôn ước với cả thằng nhóc Trần Vũ rồi đấy. Cũng thật là đáng tiếc. Trên phố không nói không nói, ngay cả vị hôn thê cũng mất. Đả kích lớn nhất trên thiên hạ cũng đến thế là cùng. Hắn mất mặt thì mất mặt một mình là được rồi, nó còn liên lụy tới Trần gia mất mặt theo nữa chứ. Trần Thiên Hàn khi nhận được tin tức này thì cũng giận đến tím mặt. Rõ ràng là cháu của hắn từ Ngô Nhã Phi, lấy đâu ra Ngô Nhã Phi từ cháu của hắn. Nhưng sau đó hắn cũng không quan tâm đến loại người chơi chẹn đó nữa. Còn về phần mẫu thân của hắn, khi mà nhận được tin tức thì rất là tức giận. Nàng lúc trước nhìn thấy người Ngô gia đã biết không có gì tốt lành. Sau chuyện lần này, nàng càng ghét gia tộc đó hơn. Khi mà mặt trời vừa lên cao, thời điểm màu đỏ nhuộm chân trời, Trần gia cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Hôm nay là ngày tế tổ trọng yếu, tử đệ trong gia tộc đều phải dậy sớm hơn dĩ vãng. Bình thường đệ tử sau khi đến 16 tuổi mới được tham gia vào tế tổ, còn nếu dưới tuổi thì không được vào trong này. Mặc dù không biết tại sao có quy định đó, nhưng hắn chẳng quan tâm. Trần Vũ vẻ mặt bình tĩnh đi ở Trần gia náo nhiệt phi phàm, cự nhiên không có mấy người quan tâm tới tên phế vật như hắn. Trần gia mỗi năm đều cử hành tế tổ một lần, gia chủ trưởng bối sẽ ở ngày này dẫn tộc nhân đến bái tế những tổ tiên đời trước. Cũng giống như là ngày trước, tế tổ sẽ tổ chức ở trọng địa Trần gia, Từ Đường. Từ Đường là một căn tiểu viện nhỏ, trong đó có nhiều bài vị của những tiền bối lúc trước, được mọi người tôn kính thờ phụng ở đây để tưởng niệm công lao của những vị tiền bối đó. Từ Đường không quá lớn quá 100 mét, bên trong khí tức vô cùng trang nghiêm, ngày thường không thể vào được. Khi mà Trần Vũ tới trước Từ Đường, nơi này đã tụ tập rất là đông đệ tử của gia tộc. Một đám vung chân múa tay, bộ dạng ngó ngoe muốn thử sức với nhau. Đúng vào lúc này, trước võ đài truyền đến một hồi chấn động. Gia chủ tới rồi, mau nhìn kìa, các trưởng lão cũng đều tới rồi. Người cầm đầu tuổi chừng khoảng 80, tuy đã lớn nhưng mà dáng người vẫn đứng thẳng, tướng mạo trang trọng, không giận mà uy, khí thế không tầm thường. Người này đúng là gia chủ Trần gia, Trần Thiên Hàn. Phía sau có ba người đi theo, đó chính là ba vị trưởng lão của Trần gia này. Người nào người nấy đều mang theo khí tức thâm sâu khó lường, trong đó có một vị khiến lông mày Trần Vũ nhướng cả lên. Đó không phải là nhị trưởng lão sao? Người luôn làm khó mẹ con hắn, ngoài ra còn bị đứa con ôn dịch của lão đánh đến hoa cả mắt. Trần Vũ phóng ánh mắt ra xung quanh tìm Trần Lâm, nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng hắn cũng thấy Trần Lâm đang đứng cách hắn chừng khoảng 50 mét. Trần Vũ đưa mắt căm phẫn nhìn sang hắn. Như là cảm nhận được có người nhìn mình, Trần Lâm quay mắt hướng sang liền thấy Trần Vũ đang nhìn vào hắn chằm chằm. Trần Lâm liền nhếch miệng cười khinh bỉ, một tên phế vật hắn thật sự là không để vào mắt. Bái kiến gia chủ, bái kiến ba vị trưởng lão. Đám đệ tử gia tộc gần Vấn Thiên Đài đều vô cùng cung kính thi lễ. Trần Thiên Hàn gật đầu nhìn sơ qua đám tộc nhân, sau đó tìm kiếm thân hành đứa cháu của mình. Khi thấy được đứa cháu của mình thì mỉm cười hài lòng. Lông mày lão nhướng lên nhưng mà không làm gì, chỉ thở dài một cái, sau đó dõng dạc nói: Tất cả vào đi. Trần Thiên Hàn nhìn lướt qua nơi này, ánh mắt nhìn qua Trần Vũ một chút, lập tức nói với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Trần Thiên Hàn vào Từ Đường. Trần Vũ chính là người đi vào Từ Đường cuối cùng. Từ Đường của Trần gia so với tưởng tượng Trần Vũ còn lớn hơn một ít.
Từ đường đủ rộng để chứa mọi người. Trong từ đường có từng hàng linh vị, trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Trần gia. Trần Vũ hơi dò xét một ít, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Trong từ đường có hơn 100 bồ đoàn, mọi người theo thứ tự đứng đó. Đệ tử trực hệ xếp trước nhất, đệ tử tứ chi xếp phía sau. Trần Vũ đi cuối cùng, đứng ở một góc cuối cùng nhìn về phía trước. Đám người Trần Lâm cùng với Trần Hải lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này sắc mặt của người Trần gia vô cùng trang trọng, nhìn chằm chằm vào linh vị tổ tiên phía trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà đám người Trần Thiên Hàn đi lên phía trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí, Trần Thiên Hàn sắp xếp mọi người, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lập tức nhìn qua toàn trường. Trong khoảnh khắc, đệ tử Trần gia lặng ngắt đưa tờ. Sau khi yên tĩnh một lát, Trần Thiên Hàn chậm rãi nói: Tổ tiên cắm rễ ở Nam Lĩnh Thành đến nay cũng gần ngàn năm. Trần gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại Nam Lĩnh Thành này đã rất lâu. Lúc đó tổ tiên Trần gia là... Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Trần Thiên Hàn truyền ra. Giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của mỗi đệ tử Trần gia. Mà Trần Thiên Hàn hiện tại nói một ít sự tích của tổ tiên Trần gia. Trần Vũ nghe cũng không cảm thấy cái gì. Đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi. Ngược lại theo như lời gia gia của hắn nói, trong tổ tiên từng có một tổ tiên Trần gia chính là cường giả thiên tiên, lại còn có được huyền cấp trung phẩm võ mạch. Hắn nghe xong thì kinh ngạc. Thực lực tiên thiên trên cả đại lục cũng là tồn tại phương mạo lân giác, không nghĩ tới trong các tiền bối Trần gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử Trần gia lúc này nghe Trần Thiên Hàn nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động. Những người này đều là tổ tiên Trần gia, bọn họ với tư cách là đệ tử Trần gia, nghe được một ít sự tích quang vinh của Trần gia đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang lắm. Trần Vũ không nghĩ ngợi nhiều. Trần gia rất nhiều đời trôi qua, tự nhiên là có sự tích anh hùng. Chính mình với tư cách một kẻ phế nhân, chuyện này cũng chẳng quan hệ quá lớn đối với hắn. Hiện tại bái tế tổ tiên, nguyên mong truyền thừa Trần gia ngàn năm sau không tắt, mãi mãi trường tồn. Trần Thiên Hàn nói câu này hoàn toàn không lớn, nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ! Trần Thiên Hàn nhìn qua bốn phía, đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm, không có chút chấn động nào cả. Lập tức dẫn đầu quỳ xuống. Cả đám người sau lưng hắn như là Trần Hạo, Trần Lâm cũng trung thực quỳ xuống. Đệ tử Trần gia cũng quỳ xuống, bắt đầu ba bái chín cấu. Về phía Trần Vũ, hắn vẫn quỳ trên đất, bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi. Tốt! Tất cả đứng dậy! Ba quỳ chín cấu xong, Trần Thiên Hàn đứng dậy nói với đám đệ tử Trần gia sau lưng. Mọi người đứng dậy trong thần sắc chờ mong và mong đợi. Kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ Trần gia. Hiện tại đã xong rồi, mọi người có thể trở về cố gắng luyện tập. Cuối năm nay trước khi mà Lưu Vân Tông tuyển chọn sẽ tổ chức tộc nhân tranh tài. Lần này phần thưởng sẽ nhiều hơn lúc trước rất là nhiều. Trần Thiên Hàn hạ giọng, đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người nói ra như vậy. Một đám đệ tử Trần gia hưng phấn. Nếu như bọn họ trong tộc nhân tranh tài mà nhận được phần thưởng này, phải biết tốt đến giường nào cơ chứ. Này, không biết phần thưởng lần này có gì tốt hơn những năm trước không vậy? Có một tên tộc nhân lên tiếng hỏi. Những người khác cũng đầy ánh mắt chờ mong nhìn tên tộc trưởng của mình. Sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu. Lần này phần thưởng cho người đứng đầu sẽ là 20 viên tụ khí đan cùng với 100 kim tệ. Các ngươi thấy thế nào? Trần Thiên Hàn vuốt râu mỉm cười nhìn xuống dưới những tộc nhân mà nói. Phải biết rằng tộc trưởng một tháng chỉ có được 20 viên tụ khí đan, mà lần này ban thưởng như vậy không hậu hĩnh sao được. Ôi, thật là tốt quá. 20 viên tụ khí đan, có thêm 100 kim tệ. Lần này ta phải cố gắng mới được. Biết đâu ta may mắn đạt được hạng nhất rồi sao? Mọi người nhao nhao nghị luận phía dưới. Lần này thật là tốt. 20 viên tụ khí đan này phải là của ta. Trần Lâm ánh mắt sắc lạnh, khinh bỉ nhìn sang đám tộc nhân phía dưới. Được rồi, các người có thể đi tập luyện được rồi. Trần Thiên Hàn phất tay nói với đám tộc nhân. Đệ tử Trần gia ai nấy đều hưng phấn bước ra cửa. Trần Vũ thì chỉ thầm lặng lách mình ra khỏi từ đường, sau đó đi cáo biệt mẫu thân mình một tiếng, rồi sau đó hướng ra đường chính bước đi. Trần Vũ rời khỏi Trần gia, vừa ra khỏi cổng Trần gia liền trở về tới đường lớn của Nam Lĩnh Thành, lúc nào cũng ồn ào huyên náo. Củ cải trắng Trương Lão Tam, vừa lớn vừa dài, một đồng tệ một cây đây. Bánh rán Trần Khê vừa ra lò, thơm ngon giòn ngọt, mua ba tặng bột, tính tiền 4 cây đây,
Mại dô, mại dô. Xem bói duyên phận, bói toán chính xác, mỗi lần xem ba đống thể. Mời vào xem bói. Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Lam Lĩnh Thành náo nhiệt phi phàm, trong lòng là một mảnh yên lặng nói không lên lời. Đang đi trên đường thì hắn bắt gặp phải Trương Thiếu La và Ngô Nhã Phi đang tình trạng ý thiếp ôm ấp nhau trên đường. Tuy đã từ hôn nhưng hắn nhìn lại rất là chướng mắt. Mẹ kiếp, hôm nay ra đường ta có xem ngày rồi mà, sao lại xui quá vậy nhỉ? Trần Vũ giật mình chửi ầm lên khi gặp phải oan gia phía trước. Hắn định quay người rời đi nhưng mà hành động đó đã rơi vào trong mắt của Ngô Nhã Phi. Thấy Trần Vũ định quay hướng khác mà đi, Ngô Nhã Phi quay sang ôm cánh tay của Trương Thiếu La, lay lay làm lũng nói: nếu như chàng thật lòng yêu ta, hãy dạy dỗ cái tên hỗn đản Trần Vũ đó một trận đi, giúp ta hạ giận chuyện lần trước, hắn làm ta mất mặt quá. Trương Thiếu La nghe Ngô Nhã Phi nói như vậy, miệng mỉm cười hứng thú nói: được thôi, chỉ là một tên phế vật nho nhỏ, hôm nay ta sẽ giúp nàng hạ giận, để hắn không dám làm phiền đến nàng nữa. Đi đến trước mặt của Trần Vũ, không nói hai lời, Trương Thiếu La trực tiếp ra quyền đánh vào ngực của Trần Vũ. Phụt một tiếng. Vì thực lực hai người cách xa, mà tên kia lại ra tay bất ngờ nên hắn không kịp đỡ. Chính vì vậy bị Thiếu La đánh một quyền văng ra mặt đất, miệng thì phun ra một ngụm máu. Người truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn, vết thương cũ chưa lành hẳn mà bây giờ lại bị đánh tiếp, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngô Nhã Phi thấy Trần Vũ bị đánh mà không có sức phản kháng, trong lòng liền nổi lên một trận vui mừng cùng với sỉ nhục. Đó là cái giá làm nàng mất mặt. Trương Thiếu La chân dậm lên đầu Trần Vũ, nhìn xuống cười khinh bỉ mà nói: đây, ta bình thời thích nhất là sỉ nhục những tên phế vật như ngươi, về sau tốt nhất nên tránh xa nàng ra. Nếu như để ta gặp một lần đánh một lần, gặp 100 đánh 100, nhớ đấy. Bị người khác đạp lên đầu, đây là chuyện sỉ nhục đối với hắn. Ánh mắt Trần Vũ sắc lạnh, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Thiếu La, làm cho Trương Thiếu La dùng mình một cái. Trần Vũ dùng sức đánh chân của Trương Thiếu La ra, một bên chật vật đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hai người bọn họ. Trương Thiếu La cũng không quan tâm nhiều lắm, mỉm cười xoay qua nói với Ngô Nhã Phi: sao, nàng cảm thấy ta hạ giận giúp nàng thế nào rồi, có vừa lòng nàng không? Hắn như vậy đáng đời lắm, dám khinh thường ta, hi hi, chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn. Ngô Nhã Phi khinh bỉ nhìn Trần Vũ bị Trương Thiếu La đạp dưới đất, lòng đầy vui vẻ mà nói. Lúc này trên đường rất nhiều người bu vào xem náo nhiệt, thậm chí còn có người xách kế ra ngồi lại xem trò vui, nhưng chẳng ai dám giúp, vì đây chính là thiếu gia của Trương gia, bọn họ chẳng dám đắc tội nổi. Một khi đắc tội vào chắc chắn sẽ rất khó sống ở Nam Lĩnh Thành này, và không ai muốn mình bị dính phiền phức cả. Trần Vũ hai mắt trừng trừng nhìn hai người bọn họ đi, nghiến răng mà nói: được lắm, đối cậu nam nữ này, mối hận này sẽ có ngày ta trả lại gấp 10 lần. Cô nén đau, Trần Vũ đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, sau đó tiếp tục rời đi, mặc kệ những người xung quanh đang chỉ trò trò. Trong một căn phòng có hai người, có một trung niên, còn người còn lại chỉ là thiếu niên đang ngồi nói chuyện. Hai người này không ai khác, đó chính là Trần Lâm cùng với nhị trưởng lão Trần Hạo. Lâm nhì, con phải cố gắng nâng cao thực lực để thắng trong cuộc tranh tài sắp tới. Khi đó kế hoạch tranh giành chức gia chủ của ta sắp đến rồi. Cha yên tâm đi. 4 năm trước, ngoại trừ tên Trần Vũ đó ra con còn e ngại, sợ một ngày hắn phát triển hơn. Nhưng bây giờ thì hiện tại gia tộc không có ai có thể thắng được chúng ta nữa. Nghe Trần Lâm nói như thế, Trần Hạo cười to: được được, lần này nhất định vị trí gia chủ sẽ thuộc về ta. Trần Hạo đắc ý cười lớn. Kế hoạch đoạt chức gia chủ của hắn đã tính kỹ thật là lâu. Hắn muốn làm gia chủ đã lâu rồi, nhưng mà vẫn còn vướng mắt Trần Thiên Hàn. Nhưng lần này con trai hắn thì không có tin tức, đứa cháu trai thì là phế vật, không còn làm hắn vướng mắt sợ Trần Thiên Hàn cản đường nữa. Chỉ cần con trai hắn vào được Lưu Vân Tông thì hắn sẽ bức Trần Thiên Hàn rời khỏi vị trí tộc trưởng. Khi đó sẽ không còn ai dám nói năng gì hắn nữa. Trần Vũ một mực lên đường. Trên đường đi cũng không có nghỉ ngơi quá là nhiều, mà tranh thủ thời gian đến Sơn Mạch. Hắn mất 3 ngày đường đi bộ, cuối cùng xa xa đã thấy bóng dáng của Sơn Mạch hùng vĩ. Thành Diễm Sâm Lâm. Thành Diễm Sâm Lâm rất là lớn,
đông tây liên miên gần ngàn dặm, nam bắc cũng có gần khoảng 400 dặm, là núi lớn thứ nhất trong khu vực bắc bộ của Việt triều. Trong núi có nhiều yêu thú, sản xuất được nhiều linh dược. Có lúc còn phát hiện kim loại quý giá ở đây nữa, có thể tạo thành vũ khí cao cấp. Bởi vậy có rất nhiều người tiến vào nơi đây lịch lãm, tầm bảo. Nhưng hàng năm người chết ở chỗ này cũng rất là nhiều. Có chết trong tay yêu thú là bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, còn có bị đồng loại giết chết. Dù không có ai thống kê qua, nhưng mọi người đều tin rằng võ giả bị đồng loại giết chết, nhân số sẽ chiếm hơn phân nửa. Vì lẽ đó ở trong thanh diễm xâm lâm nguy hiểm nhất không phải là yêu thú mà chính là đồng loại. Sau một ngày đi đường thì Trần Vũ đã tới được Thất Phong Trấn, cách thanh diễm xâm lâm gần nhất. Từ nơi này liền có thể trực tiếp có thể đi vào núi. Thấy trời đã tối, Trần Vũ tìm một nơi tạm dừng chân. Vì không kịp đến nơi nên hắn không thể mướn khách sạn được, đành ra ngoài để kiếm chỗ tá túc. Sáng sớm thì mặt trời mọc, chiếu rọi trên những giọt sương, phản xạ ra sắc thái mỹ lệ, tràn ngập sinh cơ. Đây là một sơn mạch tràn ngập giã tính, nguyên thủy. Dù mỗi ngày đều có rất nhiều người thăm dò, nhưng đối với tòa sơn mạch khổng lồ này mà nói, chút người ấy thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Trần Vũ hô hấp lấy không khí mới mẻ, đều có loại ung dung không nói ra lời. Đi vào trong núi, tìm kiếm manh mối linh dược cùng với yêu thú cấp thấp. Chỉ là 5 ngày sau, hang động thì phát hiện không ít, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có gì trong đó, chỉ có khiến hắn thất vọng mà thôi. Cũng phải rồi. Nếu như những cái hang kia dễ tìm như vậy, chẳng phải đã sớm bị người ta phát hiện rồi sao? Làm gì đến lượt mình vào đó mà hái được linh dược hay là bắt yêu thú chứ? Hả? Đột nhiên Trần Vũ ngừng chân lại. Hắn nghe được động tĩnh chiến đấu khá là lớn. Hắn nghe loáng thoáng như là đang chiến đấu rất là kịch liệt thì phải. Đi xem vui mới được. Biết đâu ta may mắn nhặt được vài thứ tốt thì sao? Cái tật xấu của hắn là hiếu kỳ, không thể sửa được. Với lại trong đầu hắn đang tính đến chuyện làm ngư ông đắc lợi, đợi hai bên tàng chiến. Mà nếu hai bên cùng tử trận, vậy thì hắn sẽ đi ra thu lấy chiến lợi phẩm thay cho bọn họ. Men theo thanh âm phát ra, rất nhanh thì hắn đã tới bên cạnh một dòng suối nhỏ. Chỉ thấy trên mặt đất trống phía trước đang có hai nhóm người sinh tử ác chiến, tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục. Thế giới này cũng thật là nhỏ nhỉ. Trần Vũ lắc đầu, hắn nhận ra được một phương thức chiến đấu. Ba người Dương Khiêm, Tố Tuyết Nhi, Hà Nguyên cùng hắn lúc trước cướp đoạt huyền thanh quả ở Thanh Phong Sơn, cách đây khoảng chừng 5 ngày đường. Chỉ là sau đó mọi người có việc cần làm nên mỗi người một hướng, không nghĩ tới hiện tại lại gặp lại nhau. Đám người đó để lại ấn tượng rất là tốt cho Trần Vũ, không vì hắn phế vật mà khinh thường, lại còn chiếu cố cho hắn rất là tốt trên đường. Trong ba người Dương Khiêm, Hà Nguyên đều đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 4, còn Tô Tuyết Nhi thì đạt đến ngưng khí cảnh tầng 2. Mọi người đều tiến bộ rất là rõ ràng, chỉ có duy nhất mình hắn là tụ khí cảnh tầng 4 củi bắc, điều này khiến hắn không khỏi buồn rầu. Chỉ là tuy bọn hắn có hai cao thủ ngưng khí cảnh tầng 4, nhưng vẫn ở thế hạ phong, bởi vì đối phương có đến 3 tên ngưng khí cảnh tầng 4. 2-3, ở trên nhân số vốn đã rơi xuống thế hạ phong, huống chi bọn họ vừa đột phá, sức chiến đấu càng không ăn thua. Nếu không phải đối phương tự hồ có ý bắt sống, bọn họ đã sớm xong đời. Còn không mau mau đổ hàng, miễn cho ăn thêm đau khổ. Một tên đối thủ nói, đối phương chỉ có 3 người, mỗi người đều hung thần ác sát, hiển nhiên là loại mạo hiểm giả, tràn ngập sát khí. Ba người Dương Khiêm không đáp, chỉ liều mạng phòng thủ cũng không chịu kém tí nào. Lúc trước thì trong 3 người lấy Dương Khiêm mạnh nhất, hiện tại cũng chẳng ngoại lệ. Hắn vung vẩy trường kiếm, chiến đấu quên mình, tỏa ra khí thế một đi không trở lại. Cũng có may mắn, hắn để cho 5 người có thể cắn răng kiên trì. Chỉ là hắn cũng bị hai đối thủ trọng điểm chăm sóc. Phốc phốc, dưới hai đòn nghiêm trọng, ngực và lưng có thêm hai vết thương nữa, máu tươi bắn ra tung tóe. Dương Khiêm giống to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra khí tức ngày càng cuồng bạo, thật giống như là có món đồ gì muốn từ trong cơ thể hắn bắn ra vậy. Ồ, Trần Vũ không khỏi ồ lên một tiếng. Dựa theo hắn biết, vị trưởng bối gia tộc Dương gia kia đã tu ra kiếm khí, chính là sau 20 năm mới ở dưới đại bi lĩnh ngộ. Điều này chính là Dương Khiêm nói cho bọn hắn nghe. Hiện tại Dương Khiêm sắp lĩnh ngộ ra kiếm khí, chỉ mới 20 tuổi đã sắp lĩnh ngộ ra kiếm khí, há có thể không khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hâm mộ hay sao? Xoạt một tiếng, một ánh kiếm óng ánh xẹt qua, xác minh thật giống như là Trần Vũ đã nghĩ.
Nguyên bản Dương Khiêm bị ép vào tuyệt cảnh, lại sử dụng ra kiếm pháp khiến cho người ta phải thán phục. Càng khiến cho người ta thán phục là một kiếm này vung qua, không ngờ có một ánh kiếm phối hợp, thật giống như là hắn đồng thời vung ra hai kiếm. Không phải hai kiếm, mà ánh kiếm thứ hai chính là kiếm khí. Phốc một tiếng, ai cũng không ngờ là Dương Khiêm có thể đột nhiên đánh ra kiếm khí. Một tên đối thủ của hắn nhất thời trúng chiêu, kiếm khí xẹt qua, vai trái của người kia lập tức bắn ra huyết hoa. Tốt lắm. Tinh thần của hai người Hà Nguyên đều đại chấn, nhưng thân hình của Dương Khiêm lại đảo đảo. Chân khí của hắn đã sớm tiếp cận khô cạn. Một kiếm cuối cùng này hắn đã tuyệt vọng, phẫn nộ mà đánh ra được, không nghĩ tới lại hình thành kiếm khí. Nhưng hắn đã vô lực tái chiến, tay phải buông xuống, hầu như không nắm nổi thanh kiếm. Dương ca! Tô Tuyết Nhi hét lớn, chạy lại đỡ Dương Khiêm lên. Nàng không có mồ, nên cũng nhận biết được tình cảm mà Dương Khiêm dành cho mình. Thấy hành động của Dương Khiêm đã làm tâm hồn nhi nữ của nàng rung động. Ta không sao. Dương Khiêm cắm chui kiếm xuống đất, dựa vào chịu lại, không cho mình ngã xuống. Đại ca, tiểu tử này tu ra kiếm khí, không thể lưu lại. Một tên đối thủ kêu lên. Lão đại của bốn người này là đại hán lông mày rậm, tay trái tiếu hai ngón tay. Hắn gật gật đầu nói. Đúng vậy, sau này hắn sẽ trở thành mối họa lớn. Bây giờ tranh thủ hắn còn yếu, chúng ta làm thịt hắn, về sau chúng ta sẽ ít đi chút phiền phức. Bốn con dê béo này, mỗi người thêm một chút tiền chuộc vẫn có thể bù lại được. Nói không chắc thi thể cũng có thể đổi ít kim tệ đấy. Ba người ngươi một lời ta một câu. Ngoại trừ mới đầu thì bị Dương Khiêm đánh ra kiếm khí dọa sợ, rất nhanh chóng đã liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao thực lực của bọn họ vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Các ngươi đi nhanh đi, ta sẽ yểm hộ cho các ngươi. Dương Khiêm trầm giọng nói, ra sức giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt rất là kiên quyết. Chà 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 chà, sức mạnh của ái tình thực là vĩ đại. Tên lão đại cười lớn, khinh bỉ khi mà thấy tình cảnh trước mặt đang diễn ra. Trần Vũ lúc này thầm khen, không biết đến bao giờ mình mới đạt được đến như vậy. Lần trước hắn đã nhìn ra Dương Khiêm yêu thích Tô Tuyết Nhi, và trước đó có thể tu ra kiếm khí, e sợ cũng là lo lắng cho người yêu bị thương, gặp phải bất trắc mới sản sinh ra tâm tình cực đoan. Đương nhiên tâm tình cực đoan cũng không phải là điều kiện tất yếu để hình thành khí. Chỉ là trong tình huống như vậy, thông thường nhân loại sẽ bùng nổ ra tiềm lực trong thân thể. Có chút người thiên tư đủ cao liền có thể nắm giữ chữ khí. Hắn thấy tình cảnh trước mắt không khả thi nên muốn đi ra giúp bọn họ. Tuy hắn không đánh lại, nhưng hắn có độn phù. Trong đầu hắn liền sinh ra kế hoạch làm anh hùng. Ta tới đây! Trần Vũ hét dài một tiếng tung người bay ra. Ạch! Không ngờ trong lúc hắn muốn làm anh hùng bay ra, lại vô tình vấp phải gốc cây, làm hắn đập mặt thẳng xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn lại. Chết cười mất! Chết cười mất thôi! Nguyên lai là một vị anh hùng muốn ra tay cứu giúp ư! Tên lão đại ôm bụng cười như điên, nước mắt chảy tè le nhìn sang Trần Vũ. Hắn là lần đầu trong đời gặp được chuyện bi hài như vậy. Nào có anh hùng thảm như hắn. Mấy tên khác cũng như vậy, đều ôm bụng cười chảy nước mắt. Nhục chết ta mất thôi. Trần Vũ chửi thầm trong bụng. Vì kế hoạch làm anh hùng của hắn đã thất bại, đã vậy còn bị đối phương cười cho thối mũi. Lần sau ta phải tính toán kỹ lại mới được. Mất hết thể diện rồi. Trần Vũ thầm cười khổ, sau đó lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất cát trên người, cười duyên nhìn tất cả mọi người xung quanh, giơ cao tay chào tất cả mọi người và nói: ta không làm phiền mọi người chứ nhỉ? Trần Vũ. Ba người Dương Khiêm vừa thấy, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo thì lại thất vọng. Bởi vì lúc trước Trần Vũ chỉ là tụ khí cảnh tầng 4, tới nay mới hơn 6 tháng, chẳng lẽ đối phương còn có thể đột phá ngưng khí cảnh tầng 4 hay sao? Vì dù cho là ngưng khí cảnh tầng 4 cũng không thể là đối thủ của ba tên đó được. Đây chỉ là suy nghĩ viển vọng mà thôi, căn bản không thể thành hiện thực được. Bọn họ nhìn ra xung quanh, muốn tìm một bóng người nào khác, nhưng khiến bọn họ thất vọng, chỉ duy nhất có một mình Trần Vũ. Sau đó Trần Vũ quay sang nhìn bốn người quen, khuôn mặt rất là tiếu, nói: các ngươi sao lại thảm như thế? Tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại dám xía vào chuyện của chúng ta? Tên lão đại không cười nữa, nhìn Trần Vũ mà quát, ánh mắt có chút đề phòng. Tuy đối phương chỉ là tụ khí cảnh tầng 4, anh hùng rơm thôi, nhưng mà gã lo sợ đối phương có người tiếp viện ở phía sau.
Ngươi có bị ngu không đấy? Khai tên ra để các ngươi tới nơi truy sát ta sao? Bổn thiếu gia đẹp trai, chứ không bị ngu như các ngươi đâu. Trần Vũ trầm ngâm từ tốn, mặt trào phúng mà nói. Khá lắm, tiểu tử ngươi chết đến nơi mà còn cao giọng như vậy. Lão đại lão đại, lại là một con dê béo. Lần này chúng ta hốt một mẻ lớn rồi. Tên lão đại cười khì khì. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ chính là loại thiếu gia bị người nhà làm hư, căn bản không biết trời cao đất rộng, nhân gian hiểm ác. Nghĩ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để Trần Vũ ở trong mắt và nói: ta xem tiểu tử nhà ngươi rất là hợp mắt, chuyên môn đến đưa kim tệ cho chúng ta, còn không mau lại đây bó tay chịu trói. Ba người đồng thời kêu to. Trần Vũ mỉm cười nói: ta nhìn các ngươi lại không quá hợp mắt đâu, sao lại không ngoan ngoãn duỗi cổ ra để ta cho các ngươi mỗi người một nhát đoàn tụ với cả tổ tiên nhỉ? Đám người Dương Khiêm nghe vậy không khỏi phì cười, bị dồn vào đường cùng còn dám nơn lối, ngang ngược hơn cả bọn họ, còn đòi chém lại tên kia một nhát nữa chứ. Tiểu tử thật là dám thí, lão tử không ưa nhất chính là loại người như ngươi. Một tên thủ hạ bay ra, vẫy một thanh đại đao chém tới đầu của Trần Vũ. Ba người Dương Khiêm thấy thế hô to: cẩn thận! Trần Vũ thấy thế thì vừa né chiêu vừa chạy tán loạn, la lớn nói: bớ người ta, có người giết người, có người giết người này. Đám người Dương Khiêm thấy thế liền lấy tay vuốt trán, lắc đầu vái dài, nói không lên lời. Bọn họ cứ ngỡ Trần Vũ này như thế nào, không ngờ lại như thế, đúng là thâm bất khả chắc mà. Này này này, lão tam, ngươi đừng ra tay quá tàn nhẫn, đây là một con dê béo đó. Lão đại nhắc nhở. Biết rồi, ta nhiều nhất chém đứt hai cánh tay của tiểu tử này thôi, không chết được đâu. Lão tam nói. Thời điểm đại đao hạ xuống, lưỡi đao hơi chách, quả nhiên là chém về phía cánh tay của Trần Vũ. Trần Vũ nhanh tay xuất kiếm, xèo, một ánh kiếm xẹt qua xẹt lại, đại đao phóng lên trời giáng xuống, kiếm Trần Vũ đỡ lại được, nhưng mà bị đánh bay ra 10 mét. Xẹt một tiếng, cánh tay Trần Vũ văng ra một ít máu tươi, bên cánh tay có một vết thương do trường đao của tên kia lưu lại, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược. Không biết tự lượng sức mình, miệng còn hôi sữa mà bày đặt làm anh hùng, về bú sữa mẹ, học khôn tiếp đi. Nghe thế, ba tên đại hán kia lại cười to vẻ khinh thường. Trần Vũ bỏ dậy liền quay sang hô lớn với bốn người Dương Khiêm: mọi người nhanh chạy lại đây, ta có một tấm độn phù, chúng ta sẽ chạy thoát được thôi. Nhanh 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 nhanh, chạy ngắn lại, chạy ngắn lại, tên tiểu tử đó có độn phù. Tên lão đại la lớn và nói. Thấy thế, ba người Dương Khiêm nhanh như chớp chạy lại kế bên Trần Vũ. Tạm biệt nhá, tạm biệt ba tên đầu heo, hẹn gặp lại sau, ở lại bình an nhé. Trần Vũ bóp mạnh tấm phù, tấm phù cháy lên, bụi mù mịt, đưa mọi người chạy ra nơi đó gần mấy chục dặm. Thấy thế, ba tên đại hán hô to, mặt tím ngắt. Cá đã nằm chân thớt, vậy mà cả đám dê béo đó chạy thoát. Thật là không ngờ tên tiểu tử đó lại có tấm độn phù. Đáng chết, thật là đáng chết mà. Không ngờ tên đó có độn phù. Thật là tức chết ta mà. Khó lắm mới kiếm được 4 con dê béo. Vậy mà, nhanh nhanh, đi kiếm nhanh lên, bọn hắn chạy không được xa đâu. Nhóm người Trần Vũ sau khi dùng độn phù chạy ra, lại thêm gần chục dặm nữa thì mới dừng lại. Mọi người đều thở ra một hơi. Trần Vũ không tin mấy tên kia sẽ đuổi theo kịp được. Hắn chắc rằng khi mà thi triển độn phù, cho dù ông cố nội bọn cường đạo thì cũng chẳng thể tìm ra được bọn hắn. Cuối cùng cũng thoát được, cứ tưởng lần này xong đời rồi chứ. Ba người Dương Kiêm như là ở trong mơ vậy. Bọn họ đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ được 3 canh giờ. Hơn nữa là bởi vì đối phương muốn bắt sống đổi tiền chuộc. Nhưng Trần Vũ thì sao đây? Cũng may hắn còn tấm độn phù, làm cho bọn đại hán kia tức đến méo mó. Nhưng cách hành động của hắn lại để trong lòng mọi người một ấn tượng lớn. Một tên sức chiến đấu thấp nhất mà lại dám ra tay cứu mọi người, ân tình này bọn hắn chắc chắn là sẽ ghi nhớ. Trần Vũ, à không, Vũ ca, cảm tạ nhé. Thực sự nhờ có ngươi, nếu không chúng ta liền thảm rồi. Bọn họ sửng sốt một chút liền vội vàng xông tới cảm tạ Trần Vũ. Trần Vũ cười cười chào hỏi với bọn họ, bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Sao các ngươi lại chạy đến đây vậy? Trần Vũ hỏi. Thanh diễm xâm lâm này tương đối nguy hiểm, nếu không phải nơi này có nhiều yêu thú và linh dược, hắn căn bản sẽ không cân nhắc tới. Dù sao ai có thể đảm bảo được yêu thú cấp cao tự nhiên cao hứng chạy ra đây chơi được cơ chứ? Thì kỳ hạn luận võ và Lưu Vân Tông sắp bắt đầu rồi. Chúng ta muốn ở trước đó làm hết sức tăng cao thực lực, cho nên chạy tới nơi này thử vận may, xem có thể hái được linh dược gì không. Dương Khiêm thành thành thật thật, không một chút giấu giếm mà nói.
Trần Vũ không khỏi cười to, vỗ vỗ vào vai của Dương Khiêm mà nói: Vậy chúng ta có cùng mục đích rồi đấy. Ta cũng vào đây để tiến hành lịch lãm, chuẩn bị cho kỳ hạn luận võ sắp tới. À đúng rồi Vũ huynh, tại sao lúc nãy huynh biết chúng ta ở đó mà ra tay cứu giúp phải? Hà Nguyên hỏi. Ấy, cũng không có gì đâu. Lúc ta đi vào đây liền nghe tiếng đánh nhau ở gần bờ suối, chính vì vậy men theo âm thanh mà đến, nào ngờ gặp được các người nên mới ra tay cứu giúp thôi. Trần Vũ sờ mũi cười nói, hắn vẫn còn thấy mất mặt tại pha làm anh hùng ra tay cứu giúp mọi người, mà ma xui quỷ khiến thế nào làm hắn vấp vào gốc cây, làm hắn rất là nhục nhã. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hắn cũng chẳng để tâm lắm. Dù gì mặt dày đại pháp hắn đã luyện đến tầng thượng thừa rồi, cũng không lo những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Ba người Dương Khiêm đều vui mừng. Tô Tuyết Nhi chu môi nói, khỏi nói, lần này là chúng ta xui xẻo, không chỉ không hái được linh dược gì mà còn bất ngờ rơi vào tay bọn phổ thủy đó. Lần này về nhà thì phải kiếm gì đó xả vui mới được. Trần Vũ cười cười nói, mọi người không sao là tốt rồi. Lúc nãy cũng thật là nguy hiểm, cũng may Gia Gia có cho ta một tấm độn phù, nếu không các người thật là xác định rồi đấy. Trần Vũ vừa nói xong, mọi người liền nghĩ đến kết cuộc nếu không có tấm độn phù kia thì giờ này bọn họ thật sự là thảm. À Vũ huynh, chúng ta cáo biệt tại đây thôi. Chúng ta phải về gia tộc trước, cũng đi 2 tháng rồi, cũng nên về nhà một chút cho mọi người bớt lo. Vậy mọi người đi trước đi, ta mới vào chừng khoảng 5 ngày thôi, với lại ta còn phải lịch lãm một thời gian nữa để tìm kiếm cơ duyên của chính mình. À, vậy chúng ta đi trước nhé. Huynh cẩn thận đấy, ngàn vạn lần cẩn thận, ở đây rất là nguy hiểm. Nếu có gì khó khăn có thể đến phủ Dương gia ở Thạch Thanh Thành, ta đây cũng sẽ giúp huynh tận tình. Ờ à, được, cảm tạ trước. Đám người Dương Khiêm đi khỏi, Trần Vũ thở dài thầm nói, ta cũng phải nhanh chóng tìm kiếm được linh dược nghịch thiên cho chính mình thôi, như vậy có thể giúp ta lấy lại được vinh quang. Nghĩ như vậy, Trần Vũ một mạch đi sâu vào trong sơn mạch. Tuy vào rất sâu rất là nguy hiểm, nhưng mà trong đó có rất nhiều lợi ích. Nếu may mắn hái được linh dược quý giá có thể tăng lên thực lực. Nếu như huyền thanh quả không cần luyện chế, chỉ cần ăn trực tiếp vào cũng có thể khiến thực lực tăng lên một ít. Nhưng hắn cũng không cầu mong quá về vấn đề này. Như lần trước hắn được chia phần tư của huyền thanh quả, nhưng rốt cuộc ăn vào cũng chẳng có tác dụng gì với cả kinh mạch của hắn. Mà sau khi ăn vào rồi cũng không có tăng lên một chút cảnh giới nào. Đối với hắn, huyền thanh quả như là một loại trái cây tráng miệng vậy. Nhưng ngược lại, ba người kia đều rất có điểm tốt. Trần Vũ vừa đi vừa quan sát. 2 canh giờ sau hắn đi sâu vào sơn mạch, đương nhiên vẫn chưa đến nội vi sơn mạch. Nơi này còn cách hơn 3 ngày đi đường mới vào đến bên trong nội vi. Hắn không ngừng tìm kiếm linh dược và yêu thú. Tuy nhiên yêu thú đê cấp thì thấy cũng vài con, nhưng không gặp được linh dược quý giá nào cả. Nhưng may mắn phát hiện một con âm phong thử. Đó là nhất cấp sơ giai yêu thú, mạnh hơn đê cấp yêu thú một bậc. Âm phong thử này có màu lông màu nâu sậm, dài chừng khoảng nửa mét, nhìn vào hung mãnh vô cùng. Trước hết hắn không muốn manh động đến âm phong thử, nên nấp trong bụi cây gần đó để tiến hành quan sát tình hình. Mình nên chiến đấu với con âm phong thử này không nhỉ? Mặc dù nó chỉ là nhất cấp sơ giai yêu thú, nhưng cũng tương đương với cả võ giả tụ khí cảnh giới tầng 4 tầng 5 rồi. Trần Vũ suy tư hồi lâu, hắn khó lắm mới tìm thấy đối thủ đủ đẳng cấp để chiến đấu với mình, nên hắn quyết định sẽ chiến trăm hiệp với nó. Mặc kệ, nếu không đánh lại con chuột nhỏ này thì ta quả thật là phế vật rồi. Ê, con chuột kia, mau giơ tay chịu trói để khỏi ăn phải đau khổ. Nghĩ vậy, Trần Vũ liền siết chặt trường kiếm bên tay, hô to xông vào âm phong thử. Âm phong thử thấy tên thiếu niên đứng đó la ó, nó thầm nghĩ, cái tên điên này không ở nhà uống thuốc lại chạy đến đây làm loạn sao. 2 con mắt của âm phong thử đỏ ngầu cả lên, dám đến ổ của nó mà dương oai. Nó liền vơ cái móng vuốt sắt bén đánh một chảo về phía của Trần Vũ. Trần Vũ liền bị âm phong thử đánh bay ra, thanh kiếm văng ra cách Trần Vũ tầm khoảng 3 mét. Trên người có vài vết thương nhỏ do bị móng vuốt của nó đánh trúng. Thấy thế hắn liền nuốt vào một viên hồi huyết dịch để chữa thương. Ta không tin không đánh lại một con chuột như ngươi. Ngươi tưởng to xác là ta sợ sao? Xem đây. Trần Vũ nắm chặt nắm đấm, cắn răng chịu đau hô to, phá tái quyền. Ầm một tiếng, một quyền đánh ra còn chưa kịp động tới, phát hiện nguy hiểm, âm phong thử liền nhanh chóng phóng sang một bên. Âm phong thử cũng không yếu thế, lấy đà nhảy nhanh, móng vuốt sắc bén đánh vào người của Trần Vũ một lần nữa. Thấy móng vuốt sắp đụng vào mình,
Trần Vũ ngã người xuống, lăn nhanh sang một bên, nhặt trường kiếm lên, nhanh tay chém lên móng vuốt của Âm Phong Thử, nhất thời tia lửa văng ra tung tóe. Chỉ là một con chuột lớn mà cũng lợi hại như vậy, Trần Vũ cảm thán. Nhanh tính toán trong đầu, Trần Vũ nhếch miệng cười nhạt một cái, đổi kiếm qua tay trái, tay phải ra quyền nhanh chóng đánh tới Âm Phong Thử. Tay trái cầm kiếm đánh tới, Âm Phong Thử nhanh chóng đỡ lại. Trần Vũ cười một cái, và đúng như kế hoạch hắn đã dự đoán, tay phải phá tái quyền đánh mạnh vào đầu của Âm Phong Thử, làm nó choáng váng đầu óc. Thấy như vậy, Trần Vũ nhanh tay cầm trường kiếm đâm mạnh vào cổ của Âm Phong Thử, máu văng ra tung tóe nhuộm đầy cả thanh trường kiếm. Đôi mắt của Âm Phong Thử đỏ ngầu nhìn Trần Vũ, nó không ngờ lại chết như vậy, nó thật là không cam lòng. Sau khi đánh chết Âm Phong Thử, Trần Vũ liền cầm trường kiếm vạch bụng của nó ra, thò tay vào trong để mò tìm yêu hạch. Không phải nhất cấp yêu thú nào cũng có yêu hạch, nếu may mắn sẽ bắt được một con có, còn lại hầu như rất là ít. Tỷ lệ có yêu hạch này là 4 trên 10 con. Nếu là loài yêu thú nhị cấp thì hầu như là đều có yêu hạch trong người. Thật là không ngờ, con chuột to lớn này lại có yêu hạch. Lần này ta thật là may mắn. Hắn cười lớn như là nhặt được vàng từ trong bụng con yêu thú, lấy ra một khỏa yêu thạch nhỏ chừng đầu khoảng ngón út. Nó có màu lam nhạt nhạt phát ra. Tuy chỉ là yêu hạch cấp 1, nhưng đối với hắn rất là có giá trị, vì đây là con yêu thú đầu tiên hắn tự tay giết được. Làm xong, hắn lấy yêu hạch bỏ vào trong túi vải cất đi, sau đó chặt lấy đi tứ chi của Âm Phong Thử để vào túi vải. Hắn không thu nguyên con vì túi vải có hạn, không thể chứa quá nhiều đồ, nên hắn chỉ lấy những thứ tốt tốt thôi. Ta gặp may mới có thể thắng được con Âm Phong Thử này, nếu gặp con yêu thú khác chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trần Vũ tiếp tục đi sâu vào xâm lâm, và quả như hắn dự đoán, càng vào sâu trong sơn mạch thì càng nhiều linh dược, nhưng mà đồng thời cũng nguy hiểm nhiều hơn. Trên đường đi gặp không ít linh dược, nhưng đó cũng chỉ là linh dược bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hắn cũng mặc kệ, miễn là linh dược liền hai chúng bỏ vào trong túi. Trời cũng sắp tối rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi, lấy sức ngày mai đi chinh chiến tiếp. Tranh thủ thời gian còn chưa tối hẳn, hắn đi xung quanh nhặt mấy cành cây khô, rồi lại nhóm lửa, lấy mấy cái đùi của con Âm Phong Thử lúc sáng giết được trong túi vải. Hắn dùng thanh gỗ xuyên ngang qua để nướng lên. Chưa đầy một khắc sau, một mùi thơm nồng nặc truyền ra, làm hắn phải chảy nước miếng, vội vàng cạp một miếng. Thịt con chuột này ăn thật là ngon, khác với thịt của mạnh thú mà ta ăn được lúc trước. Sau khi ăn xong, Trần Vũ lại dụi tắt đống lửa. Vì ban đêm mà không dập tắt lửa liền tương đương với tự sát. Vì ánh lửa sẽ dẫn đến rất nhiều yêu thú chú ý, không ai chơi dại mà dám đốt lửa vào ban đêm cả. Làm xong hết thảy, hắn nhảy lên một cây đại thụ lớn, chứa nổi khoảng 5 người trung niên chưa chắc đã ôm hết. Lúc này bắt đầu có nhiều tiếng giống của các loài yêu thú liên tục. Ở trong sơn mạch này thật là nguy hiểm quá. Vì cha, vì mẫu thân và vì chính mình nữa nên phải cố gắng thôi, không thể làm thêm gánh nặng cho mọi người nữa. Nghĩ vậy, Trần Vũ liền nhắm mắt ngủ. Tuy nhiên hắn không có ngủ say mà vẫn cảnh giác, vì nơi này quá là nguy hiểm. Chịt một phát thôi là vạn kiếp bất phục, nên hắn không dám xem thường. Đến gần sáng, mặt trời ló lên đỉnh cây, xung quanh rất là nhiều sương mù sớm, có nhiều giọt nước đọng lại trên lá cây trong vắt. Tiếng chó sói giống vang lên vài lần sau đó tắt hẳn. Trần Vũ ngồi trên tán cây cổ thụ, lặng lẽ vận nạp khí quyết hấp thụ linh khí. Đây chính là công pháp hoàng cấp trung phẩm của gia tộc của hắn, dựa vào nó có thể đạt tới cảnh giới hóa khí cảnh. Tuy chỉ là hoàng cấp trung phẩm, nhưng đối với gia tộc hắn lại rất là quý. Có rất nhiều gia tộc vì tranh giành những thứ này mà đánh đến sứt đầu mẻ chán. Đợi tầm hơn một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao, yêu thú lúc này cũng rút đi phần lớn, hiện an toàn hơn trước khá là nhiều, nên Trần Vũ chợt mở mắt. Tại sao đi vào đây đã được gần nửa tháng rồi mà ta không tiến bộ một chút nào nhỉ? Tại sao lại như vậy chứ? Ta hẳn không có lười biếng mà. Trần Vũ suy nghĩ miên man. Hắn nhớ lại phụ thân hắn từng nói kinh mạch của hắn bị đứt đoạn nên khó lòng mà tu luyện. Ta không tin đời này ta chỉ có thể làm người thường, chỉ cần một viên huyết liên đan thôi là ta có thể trị được kinh mạch của mình. Nhưng mà căn bản là bán luôn gia tộc cũng không đủ mua được. Đây là con số mà gia tộc hắn không có nổi. Huyết liên đan chính là tam phẩm đan dược, do tam phẩm luyện đan sư chế tạo, giá cả vô cùng đắt đỏ. Như là trong thành của hắn, cho dù là thành chủ thì cũng chỉ mời được một nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Còn các gia tộc còn lại
hầu như không có người nào mời được luyện đan sư, trừ Trương Gia Gia. Không biết bọn họ đã dùng kế bẩn gì mà lại mời chào được một nhất phẩm luyện đan sư. Nhất phẩm luyện đan sư mà được mời chào như vậy, huống chi tam phẩm luyện đan sư, làm sao gia tộc hắn mời được chứ? Suy nghĩ một lát, Trần Vũ thầm nói: ông trời không tuyệt đường người, ta truy cầu võ đạo bao lâu nay chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ, vậy tại sao người lại đối xử với con như thế? Hãy cho con một cơ hội đi mà. Rầm một tiếng, nhất thời lôi điện trên trời vang lên, làm hắn giật mình rụt đầu lại, nhìn lên trên trời lẩm bẩm: không phải linh nghiệm như vậy chứ? Người nói xem, Tiểu Vũ ở trong sơn mạch lâu như vậy, cũng gần 2 tháng rồi, không biết nó gặp nguy hiểm gì không đây? Hàn Nguyệt lo lắng hỏi Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn lắc đầu đáp: không cần lo lắng, trước khi đi ta đã đưa cho Tiểu Vũ một tấm độn phù rồi, có tấm độn phù đó thì nó rất an toàn thôi, có lẽ cũng không nguy hiểm gì đâu. Không cần làm võ giả gì cả, làm người thường cũng được mà, cưới vợ sinh con, sống hết quãng đời còn lại, con cũng không mong nó gặp nguy hiểm gì cả. Không sao không sao, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ bình an trở về thôi. Hai người nói chuyện một hồi lâu, Hàn Nguyệt vào trong phòng Trần Thiên Hàn, cũng đi làm công việc của mình. Tại Nam Lĩnh Thành luyện võ đường. Này, tại sao không thấy tên phế vật Trần Vũ đó nữa nhỉ? Trương Thiếu La nhìn khắp nơi trong luyện võ đường tìm Trần Vũ. Hắn muốn lấy tên phế vật đó làm bao cát, nhưng mà không ngờ nhiều ngày liên tục vẫn không thấy bóng dáng hắn tới, nên bất mãn mà nói: có gì mà Trương huynh suy nghĩ chi cho mệt, chắc là lần trước bị huynh đánh trong một trận trước mặt nhiều người, vì vậy nhục quá nên từ bỏ thôi mà. Đồng Thanh Long nói: hắn chính là đại thiếu gia của Đồng gia, là một trong những gia tộc phụ thuộc vào Trương gia. Đồng huynh nói chí phải đấy, cần gì phải để tới tên phế vật đó. Nào, chúng ta đi Thanh Lâu chơi thôi. Ờ, được. Tại Thanh Diễm Xâm Lâm. Đừng đuổi theo ta, ta chỉ là vô tình đạp trúng ngươi thôi mà. Thanh niên áo xanh vừa chạy vừa la lớn, trên lưng có vác theo một cái túi vải, chạy như điên trong sơn mạch. Phía sau hắn là một con yêu thú, lông giáp đỏ tươi, răng nanh dữ tợn, không ngừng phun ra hỏa hầu. Đây chính là yêu thú nhất cấp trung giai Xích Hỏa. Và đúng như tên, yêu thú này có hỏa thuộc tính. Trong quá trình hắn không biết ma xôi quỷ khiến thế nào mà hắn từ trên cây nhảy xuống, đã vô tình đạp trúng đuôi của nó, nên mới bị nó đuổi chạy như vậy. Cũng là một phần do Xích Hỏa núp trong bụi cỏ, chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy gì cả, làm hắn tưởng đó là cành cây khô nên mới đáp xuống. Nào ngờ vừa đạp trúng, Xích Hỏa liền quay đầu lại nhìn hắn tỏ ý bất ngờ chưa. Vèo một tiếng, nhất thời một đoạn hỏa hầu bay ra trúng vào mông của thiếu niên áo xanh. Nóng, nóng, nóng quá, nóng quá, đi thôi, cháy quần ta rồi. Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết thôi. À đúng rồi. Thiếu niên không ngừng la lớn, vừa chạy vừa dập lửa. Người này không ai khác chính là công tử số nhỏ của chúng ta, Trần Vũ. Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên. Quả nhiên Xích Hỏa không thể đuổi lên theo lên trên được. Người có ngon thì lên đây, chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nghỉ. Trần Vũ chỉ tay xuống phía dưới cười lớn. Xích Hỏa biết mình không thể đuổi lên cây được, đứng ở dưới gầm gừ một chút rồi rời đi. Đi được khoảng 2 ngày tiếp theo, Trần Vũ không phát hiện được yêu thú nào cả. Vì hắn đi gần với bìa sơn mạch, gặp rất nhiều mạo hiểm giả qua lại, nhưng nhìn hắn ăn mặc rách nát còn thua cả bọn họ nên không ai dám rảnh mà làm khó khăn hắn. Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nhiều nên bìa sơn mạch hầu như là đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt hắn. Chính vì vậy số lượng rất là ít, nhưng hắn lại phát hiện một con yêu thú cấp 3 U Văn Báo đang nằm hưởng thụ trong hang động. Mà U Văn Báo này là nhị cấp yêu thú, mà còn là yêu thú phong thuộc tính, có thể so với cả võ giả ngưng khí cảnh, chủ yếu lấy tốc độ mà dương danh. Ngưng khí cảnh bình thường cũng sợ khó mà giết được, chỉ có ngưng khí cảnh tầng 6 trở lên mới có thể đánh chết. U Văn Báo có giá trị nhất trong chính là da báo cùng với răng nanh. Ngoài ra còn có yêu hạch của nó, được rất nhiều nơi thu mua. Mấy cái này cái nào cũng có giá trị mấy ngàn kim tệ. Mặt khác gân cốt cũng có thể bán được với giá không nhỏ. Chỉ là U Văn Báo hành tung phiêu giật không chừng, rất là khó thường phát hiện được tung tích của nó. Hơn nữa cũng không đủ thực lực, tốt nhất vẫn không nên đi trêu chọc nó, nếu không tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ này. Trần Vũ trừng mắt lên, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đang phát ra từ người con U Văn Báo kia. Hắn liền không khỏi dùng mình một cái.
mình bây giờ chỉ là mới là tụ khí cảnh tầng 4, nào có cùng đẳng cấp với con U Văn Báo này đâu. Như vậy là đồng dạng với tự sát. Thôi bỏ đi, kiếm mục tiêu khác chơi. Trần Vũ thầm nói như vậy. Không để ý con U Văn Báo nữa, hắn thấy tốt nhất là né xa nó ra, tránh làm phiền nó. Nếu không hắn sẽ là thức ăn trong bụng của yêu thú kia. Thế là Trần Vũ chọn đi đường vòng, né xa con yêu thú cấp 3 này ra. Đi được một canh giờ, đứng xa xa hắn thấy được một đội mạo hiểm giả gồm khoảng 2 người đang đứng vây xung quanh một con nhị cấp yêu lang. Nó đang bị thương nặng. Yêu lang là loại yêu thú có da xám, có giá trị nhất trong yêu hạch của chúng. Ngoài ra còn da lâm của chúng, răng nanh làm vũ khí cũng được xem là khá tốt, được luyện khí sư mua với giá khá là cao. Còn da chúng thì được làm áo giáp. Đứng ở xa xa thấy Trần Vũ đang nhìn, một đại hán râu quay nón, mặt có vết sẹo to như là trâu nói với hắn: "Ê, tiểu tử, vào tiếp chúng ta một tay. Con yêu lang này bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát. Chúng ta sẽ chia cho người một chút." Thấy vậy Trần Vũ cũng trả lời: "Ờ được, ta sẽ góp sức với các huynh." Trần Vũ lấy trường kiếm bên người cầm lên, tiến lại gần đội mạo hiểm giả đó, liền ra chiêu phong cương trảm. Hai người kia cũng đồng loạt ra chiêu. Oanh ầm. Yêu lang bị công kích của ba người đánh cho văng ra xa tầm khoảng 10 mét. Mình mày đầy vết thương, máu chảy nhiều lắm, làm lông của nó dính sền sệt với nhau. Thấy vậy yêu lang cố gắng đứng dậy, bắt đầu chạy. Trung hán thấy vậy hô to: "Đứng lại, không được chạy." Bị trung hán đuổi, con yêu lang cố gắng chạy nhưng mà không được. Nó đã bị thương quá nặng rồi. Bị trung hán tung một cước, con yêu lang nằm xuống mặt đất, giật giật mấy cái rồi nằm im tại chỗ. Thấy vậy mọi người lại gần con yêu thú, bắt đầu phân chia. Trung hán nói: "Tiểu tử có công giúp chúng ta bắt được con yêu thú này, chúng ta chia cho ngươi răng nanh của nó, còn lại là của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào?" "Được." "À, ta thấy tiểu tử ngươi khá được, nên muốn nhắc nhở ngươi, với thực lực mèo ba chân của ngươi, không nên đi sâu vào trong này đâu, nếu không sẽ chết mà không có nơi chôn đấy." Tên đại hán râu quay nón này nói, đây cũng là sự thật. Với thực lực mèo ba chân của hắn, thì gặp yêu thú cấp 1 cao giai còn cơ may chuồn được, nếu mà gặp cấp 2 trở nên là chết chắc. Đại ca yên tâm đi, tiểu đệ sẽ cẩn thận, nếu không may gặp phải yêu thú cấp cao thì sẽ chuồn trước. Cảm tạ huynh đã nhắc nhở, nếu không may bị chết thì sẽ trở về báo tin cho đại ca biết. Trần Vũ gật đầu nói với tên đại hán râu quay nón. Tên đại hán kia nghe vậy không khỏi trừng mắt, trong lòng thầm mắng: "Người chết rồi thì báo tin cho ta làm cái gì?" Sau khi lấy được răng nanh của yêu lang, Trần Vũ tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch và cũng không để ý tới lời của trung hán lúc trước nhắc nhở. Đối với hắn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên thản nhiên bước sâu vào bên trong. Đến gần tối, Trần Vũ thấy một hang động, xung quanh có sương mù dày đặc. Miệng hang động tầm một người vào, cây cối ôm tùm che khuất, nếu không xem kỹ thì sẽ không phát hiện ra cái hang động này đâu. Thấy trời sắp tối nên cần chỗ nghỉ chân, hắn đi vào trong hang động. Tay phải nắm chặt thanh trường kiếm, cẩn thận đi vào trong hang động. Nếu có yêu thú bên trong thì chạy ra, hắn sẽ liền co giò chạy thật lẹ. Còn không thì hắn sẽ có một chỗ nghỉ chân thật là tốt. "Ôi, có ai trong đó không vậy?" Trần Vũ nói vọng vào trong, nhưng một lúc lâu sau thì cũng không có tiếng người. Hay là yêu thú đáp trả, hắn liền biết bên trong không có thứ gì, nên hắn chậm rãi tiến vào. Nhưng hắn cũng không chắc, hắn sợ có người hoặc là yêu thú đó đang ẩn nấp, đợi hắn vào thì cho hắn một phát quy tiên. Chính vì vậy hắn liền cẩn thận, nắm chặt trường kiếm, từ từ tiến vào bên trong. Khi đi vào hang động, liền thấy mép hang động có 3 cây huyết linh thảo, là linh dược cấp 1 cao cấp. Hắn cẩn thận xem xét ngoài hang động, xem có người nào đang theo dõi hay không. Khi đã chắc chắn là không có người theo dõi, Trần Vũ nhanh tay hái 3 cây huyết linh thảo bỏ vào túi. Tay vỗ nhẹ vào túi, hắn xem đây là báu vật của mình. Không ngờ lại may mắn như thế. 3 cây huyết linh thảo này bán cũng khá khá kim tệ đây. Hắn nhìn sâu vào bên trong hang động, thấy hang động này có xu hướng đi xuống lòng đất. Xa phía trước tầm khoảng 10 mét liền không có tầm nhìn, chỉ thấy một mảnh tối đen như mực. Hắn từ lúc vào trong hang động không cảm thấy một chút khí tức ba động nào cả, nên hắn cũng đoán 8-9 thành là hang động hoang, nhưng mà vẫn cẩn thận lắm. Hắn đành lấy viên dạ minh châu cỡ ngón tay. Thứ minh châu này ở ngoài bán khá là đắt, mỗi viên cỡ khoảng 30.000 kim tệ.
Viên này là cha hắn trong lúc đi lịch lãm lúc còn trẻ nhặt được, sau đó cho mẫu thân của hắn, nhưng về sau lại bị hắn trộm được. Hắn nhìn viên Dạ Minh Châu nhớ lại lúc đó, mẫu thân hắn biết hắn lấy trộm thì cho hắn một trận tơi bời hoa lá, cả ngày vẫn không xuống giường được. Nhưng thấy hắn thích nên mẫu thân hắn cho hắn, và cũng từ trận giao huấn đó làm hắn nhớ đến tận bây giờ. Mẫu thân hắn nói thật ra thì rất là hiền, nhưng mà khi hắn làm sai hay là quậy phá thì ở phận mẫu thân hắn như là một người khác vậy, sẽ chẳng nương tay, sẽ giao huấn hắn thật là chu đáo, một trận no đòn. Và nhờ đến trận đòn hắn toàn dùng mình một cái. Hắn cầm Dạ Minh Châu chậm chậm tiến vào. Vì khỏa Dạ Minh Châu của hắn khá là nhỏ nên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ ở phía trước. Càng đi sâu vào trong hang động, hắn thấy hang động ngày càng lớn, có xu hướng nghiêng xuống phía dưới lòng đất. Khi mà kê tay vào vách đá liền nghe tiếng róc rách nhỏ nhỏ. Hắn liền nghĩ ở đây có một mạch nước ngầm. Thấy vậy hắn đi càng ngày càng sâu xuống dưới lòng đất. Đi được khoảng một canh giờ, bây giờ ước chừng cách mặt đất khoảng ngàn thước rồi. Đi được khoảng một lúc nữa, liền phát hiện phía trước có một cái hang động khá là lớn, to gần khoảng 10 mét vuông. Phía trước hang động vẫn còn đường tiếp tục đi xuống. Bên trong hang động có khoảng 3-4 viên Dạ Minh Châu đang phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Do bị đất cát che khuất rất nhiều nên không tỏa ra hết ánh sáng. Nơi này thật là lạ, hẳn là cũng chưa từng có người đi qua nha. Trần Vũ cẩn thận đánh giá khắp nơi, đánh giá tình hình nơi này. Hắn không thấy nơi này có dấu hiệu có người xâm nhập vào, và cũng không có dấu vết của yêu thú. Chỉ có duy nhất mình hắn khiến hắn cũng cảm thấy hơi lạ. Mặc kệ nơi đây là đâu đi, nhưng gặp được ta xem như là xong rồi. Trần Vũ cười nham hiểm, đi lại gần một viên Dạ Minh Châu. Viên Dạ Minh Châu này to lớn bằng nắm đấm người lớn, so với viên Dạ Minh Châu của hắn đang cầm trong tay không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt hắn sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào viên Dạ Minh Châu trước mặt mình. Viên Dạ Minh Châu bị vùi vào đất, chỉ ló lên phân nửa. Trần Vũ nhanh tay đào lên. Ê, viên Dạ Minh Châu này mà đem đấu giá, át hẳn giá trên trời. Ta hôm nay thật là may mắn quá à nha. Trần Vũ cười ha hà, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cất viên Dạ Minh Châu thứ nhất vào trong túi vải của mình. Sau đó tiếp tục đào tiếp 3 viên còn lại. Hắn chỉ lấy đi 3 viên Dạ Minh Châu, chỉ trừ lại một viên duy nhất để thắp sáng. Tuy chỉ có một viên thôi, nhưng vì được hắn đào lên khỏi mặt đất nên nó thỏa sức tỏa sáng. Khi làm xong thì thấy bụng mình cồn cào biểu tình, hắn đành cười thả một cái. Nãy giờ lo trộm đồ không để tới, hình như là mình đã đói bụng rồi. Trần Vũ liền mất một ít thời gian chạy ra khỏi hang động, cẩn thận dò xét xung quanh, nhanh chóng nhặt thật nhiều cây khô sắp lại thành bó lớn, sau đó vác vào trong hang động lúc trước. Nhóm lửa lên, Trần Vũ lại tiếp tục lấy thịt yêu thú cấp thấp ra nướng ăn, sau đó thiếp mắt ngủ dần. Nhưng mà vẫn như lần trước, hắn không dám bỏ cảnh giác. Đang ngủ được một chút, hắn nghe tiếng gió thổi từ hang động tối đen phía trước thổi đến, khiến hắn dùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Nhưng rất nhanh vì mệt quá, hắn lại chớp mắt ngủ như chết, không quan tâm đến sự tình bên ngoài nữa. Khi mà thức dậy, Trần Vũ liền bắt đầu hướng xung quanh tìm kiếm một lượt thật là kỹ lưỡng. Hắn không muốn mình để mất một chút bảo bối nào, nếu như vậy hắn sẽ rất là đau lòng. Đã bới tìm kiếm một trận, cũng không thu thêm được gì. Trần Vũ thu viên Dạ Minh Châu còn lại vào trong túi vải, sau đó lấy viên Dạ Minh Châu nhỏ tiếp tục hướng vào trong hang động phía trước đi tiếp. Ngày thứ hai, hắn cũng thấy được một hang động. Quy mô hang động lần này nhỏ hơn lần trước gấp đôi, nhưng mà lần này trong hang động hoàn toàn trống trơn. Nhưng hàn khí ngày càng mạnh, làm hắn cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Hắn phải đem chân khí vận chuyển mới làm cái lạnh bớt đi được, nếu không vài canh giờ nữa hắn sẽ chết vì hàn khí. Không biết phía trước hang động kia là cái gì mà lại mang theo nhiều hàn khí như vậy, thật là không thể hiểu nổi. Trần Vũ ngồi xuống nhóm lửa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi ăn uống no nê, hắn lại hướng xung quanh hang động đào bới mọi ngóc ngách để tìm kiếm. Nhưng rất nhanh chóng làm hắn thất vọng nặng nề. Cái gì cũng không có, đúng là hang động phế vật mà. Trần Vũ chửi ầm một tiếng, sau đó lại tiếp tục đi sâu xuống hang động phía dưới. Bây giờ hắn càng lúc càng hiếu kỳ, không biết phía trước đang có gì đợi hắn. Nhưng hắn vẫn không sợ. Ngày thứ ba tiếp tục men theo hang động đi xuống. Bây giờ hắn cũng không biết mình đã xuống được bao sâu, nhưng hắn càng lúc càng nghe rõ tiếng nước chảy róc rách vang lên. Lại là một hang động sao? Trần Vũ đứng sừng sững tại chỗ,
Phía trước mặt của hắn là một hang động nhưng mà không lớn. Phía trong hang động có một cái đầm nước nhỏ ước chừng khoảng 2 mét. Trần Vũ lấy trong túi ra viên dạ minh châu lớn đặt xuống, sau đó liền nhanh chóng chiếu sáng khắp hang động. Bước lại gần hồ nước, Trần Vũ nhìn thấy bên trong có một bông hoa, trông như là hoa sen có màu trắng cùng với màu lam. Trần Vũ liền kinh hỉ. Ồ, không ngờ nơi này lại có một cây thủy lam hoa, linh dược cấp 3, giá trị liên thành, lần này ta giàu to rồi. Trần Vũ cười lớn ngồi xuống nhìn cây thủy lam hoa một chút, nhưng mà không vội hái nó đi. Hắn lại như hai lần trước, đi xung quanh mọi ngõ ngách tìm kiếm, nhưng hắn kiếm hồi lâu cũng chẳng có gì, chỉ duy nhất một cây thủy lam hoa kia mà thôi. Mặc dù không tìm được thứ gì khác, nhưng còn tốt hơn là không tìm được gì như là lần trước. Trần Vũ đành chấp nhận sự thật, cũng không tìm kiếm nữa, mà thành thật ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn như bao lần chưa bao giờ tự bỏ tu luyện, lúc rảnh rỗi hắn thử ngồi tu luyện một chút, nhưng mà không may cho hắn vẫn như là không cách nào tu luyện được, khiến hắn rất là phiền lòng vì cách thời hạn 2 tháng sắp tới mà hắn cũng chẳng có cái gì để thực lực. Ngày tiếp theo, Trần Vũ tiếp tục đi sâu xuống phía dưới hang động thần bí này. Nhưng lúc này hắn cảm thấy hàn khí lạnh hơn lúc trước rất là nhiều, thiếu điều muốn biến hắn thành băng nhân. Trần Vũ dùng chân khí sưởi ấm toàn thân, lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Bỗng hắn đi được một lúc, liền thấy phía trước có một cái hang động rất là lớn, lớn hơn hẳn những hang động lúc trước cộng dồn lại. Âm thanh róc rách cũng kêu càng rõ hơn. Có tiếng nước chảy lúc trước ta nghe được, chắc là từ đây rồi. Trần Vũ đi đến hang động đó, hắn thấy có một tòa tháp cổ cao chọc trời đang nằm lẳng lặng ở giữa hang động. Trong hang động có một đầm nước thật là lớn, căn bản không biết sâu bao nhiêu. Cái đầm nước này để ngăn cách xung quanh tiến lại gần chiếc tháp đó. Trần Vũ phóng ánh mắt đánh giá sơ xung quanh, nhưng mà cũng không nhìn rõ được điều gì. Chà chà, một chiếc tháp thật là lớn quá. Trong một hang động lại có một chiếc tháp to lớn như thế này, chắc chắn đây là bảo tàng hay là cái gì đó không tầm thường. Nghĩ đến đây lòng hắn liền kinh hỉ. Trần Vũ đưa mắt đánh giá chiếc tháp trước mặt. Chiếc tháp này có màu xám đen, căn bản không biết làm bằng chất liệu gì. Chiếc tháp này cao bao nhiêu hắn cũng không rõ, vì phía trên hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng mà phía dưới đối diện lại có cửa màu đen thẩm phiền ánh kim đang đóng chặt lại. Xem ra lần này ta gặp được báu vật thật rồi. Trần Vũ dùng tay chạm vào mặt nước, làm hắn giật mình là nước ở đây rất là lạnh. Hắn nhìn sang thấy hồ nước đặc biệt này ngăn cách chỗ hắn đứng với chiếc tháp chừng khoảng 10 mét. Thấy khoảng cách không xa lắm, và với thực lực của hắn căn bản là không thể nào nhảy sang bên đó được. Hắn đành cắn răng chịu đựng lạnh giá, hắn bay xuống đầm nước để bơi về phía chiếc tháp màu đen đó. Lạnh quá, lạnh quá. Cũng may cuối cùng cũng đến được, nếu không ta thành băng nhân mất thôi. Trần Vũ leo lên bờ, vận công dùng chân khí làm ấm thân thể. Một lát sau ngồi dậy, điều đầu tiên hắn muốn làm là đi vòng quanh xem có gì quý giá hay không. Nếu có đồ quý giá mà không lấy, đây là tội lớn, nên hắn liền vui mừng cầm dạ minh châu đi vòng vòng xem xét. Hắn phải mất đến 2 canh giờ để đi được một vòng quanh chiếc tháp đó. Bây giờ hắn xác định được rằng cái tháp này to bằng cái hang động này. Cái tháp này đặc biệt không có chỗ nào để vào, trừ chiếc cửa đen thui đang đóng kín kia thôi. Đi lại chỗ cửa tháp, trước tháp có một chiếc cửa đang khép kín. Trên cửa có điêu khắc 2 hình rồng màu vàng ánh kim, trông rất là chân thật, cứ như là con rồng này còn sống vậy. Sao ta cứ có cảm giác 2 mắt con rồng này như đang nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ? Nghĩ đến đây, Trần Vũ cảm giác lạnh toát toàn thân. Hắn thử di chuyển sang một hướng khác, nhìn lại thì hắn vẫn thấy 2 mắt con rồng đang nhìn chằm chằm hắn. Trần Vũ thử đi đi lại lại. Hắn vừa đi vừa nhìn vào 2 mắt con rồng. Quả nhiên khi hắn di chuyển, 2 mắt con rồng kia cũng di chuyển theo. À, ta biết rồi. Chắc thấy mình đẹp trai quá mà nhìn đây. Đừng đùa chứ. Trần Vũ hoàn toàn chết lặng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hoàn toàn không biết. Nhưng gan hắn rất là lớn. Một lát sau, vẻ sợ hãi trên mặt hắn đã mất. Nếu nó đã thần kỳ như vậy, hẳn là cái đồ chứa bên trong hoàn toàn không phải đồ thường đâu. Nghĩ đến cảnh tượng mình lấy được đồ trong chiếc tháp, hắn vui sướng vạn phần. Hắn nhìn xung quanh thêm lần nữa, thầm suy nghĩ tính toán thật là kỹ lại mọi tình huống có thể xảy ra để biết đường vào phòng bị. Trong hang động này, ngoài phát hiện chiếc tháp này thì chẳng có gì khác. Đúng là cái cùi bắp, đang tốn công bơi qua mà chả được cái mẹ gì.
Mà chiếc tháp này lớn thật đấy, không biết là bên trong có bảo bối gì không. Nếu không đừng trách ta gỡ chiếc tháp này ra bán tài liệu cho mấy luyện khí sư. Nhưng mà gỡ không được mới là một chuyện chứ. Trần Vũ thở dài một cái, liền nhanh chóng bác bỏ cái ý kiến giã đồ món này để đem bán đấu giá của mình. Nhưng không biết vị đại năng nào xây nên dựng chiếc tháp này đây. Chiếc tháp lớn như vậy, không biết sẽ tốn bao nhiêu tài liệu đây. Chắc là con số kinh khủng lắm đây. Trần Vũ vuốt cảm suy tư nhìn chằm chằm vào trong chiếc tháp màu đen trước mặt. Không biết có nên vào thử không nhỉ? Lỡ trong đó có thứ gì nguy hiểm rồi sao? Trần Vũ ngồi suy nghĩ ngây ngốc tại chỗ, trong lòng vừa muốn vào mà cũng không muốn vào. Tầm khoảng 3 hơi thở sau, Trần Vũ quyết định đi vào chiếc tháp này, biết đâu mình kiếm được bảo bối thì sao. Lúc đó hắn nào biết chính chiếc tháp này chính là một bảo bối thật. Cầm Dạ Minh Châu trong tay, Trần Vũ đi chậm chậm lại gần chiếc cửa của chiếc tháp xì đen xì trước mặt. Bây giờ hắn đang đứng trước cánh cửa của chiếc tháp. Hai con rồng khắc trên cửa cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Vũ nào quan tâm đến, điều hắn quan tâm lúc này là bên trong có bao nhiêu tài phú mà thôi. Trần Vũ lòng hồi hộp cùng với kinh hỉ, giơ tay chạm vào cửa. Nào ngờ khi vừa chạm vào chiếc tháp thì chiếc tháp du lên nhẹ nhẹ, sau đó kim quang phóng ra phía xung quanh. Trần Vũ liền cảm thấy đầu mình như là có thứ gì đó đang đâm vào trong não hải của mình. Hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất kêu thê thảm. Giờ này trong động chỉ toàn là tiếng gào thét của hắn. Trong đầu hắn bây giờ hiện lên từng hình ảnh sơ khai của vũ trụ. Hắn thấy quá trình tạo ra các tinh hà, thấy nơi ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối vô tận. Càng ngày càng đau đớn, càng kinh khủng hơn. Tầm khoảng 2 phút sau hắn không chịu nổi cơn đau nên ngất đi. Lúc mà Trần Vũ ngất đi, trong không gian bất ngờ xuất hiện một bóng dáng nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc chiếc váy màu đỏ như là áo tân nương. Gió thổi nhẹ qua làm tóc nàng khẽ bay bay trong gió. Nàng nhìn xuống thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, miệng nhỏ lẩm bẩm cái gì đó, nhưng mà liền mỉm cười ra vẻ thỏa mãn, sau đó từ từ tiêu tán khỏi không gian như là chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Đến sáng hôm sau, bên ngoài hang động mặt trời đã ló lên cao. Trần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy trong đầu mình vẫn còn một ít đau đớn. Hắn dùng mình một cái, khi hắn nhớ lại sự việc hôm qua thì mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán của hắn. Bây giờ nếu cho hắn thêm kim tệ cùng với mỹ nữ, hắn cũng không dám chạm vào chiếc tháp đó nữa. Nếu lấy được thì hắn chỉ sợ là mình không có phúc mà sử dụng mà thôi. Hả? Hả? Chiếc tháp kia đâu rồi? Hả? Bây giờ hắn nhìn lại một cách ngây ngốc. Trước mắt hắn là một khoảng không vô cùng to lớn, không còn chiếc tháp màu đen kia đâu nữa. Không biết có phải người nào đó vừa vào đây lấy nó đi không nhỉ? Hay là nó sợ ta nên co giò bỏ chạy rồi? Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu nói, không phải, không thể nào được. Chiếc tháp này to như vậy làm sao đem ra được chứ? Ngồi một hồi lâu, Trần Vũ đứng dậy, tay nhặt khỏa Dạ Minh Châu lên soi sáng. Mà thôi kệ, chắc là mình không có duyên với chiếc tháp đó. Có cầu cũng chả được, tùy duyên vậy. Trần Vũ lấy lương khô ra ăn. Hôm qua hắn không có gì để ăn thì bị cơn đau làm ngất đi nên bây giờ cảm thấy đói bụng lắm. Sau khi ăn xong, Trần Vũ bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm thử xem trong hang động này có linh dược gì nữa không. Sau khi hái hai cây huyết cơ thảo thấy hôm qua xong, về sau hắn cũng không tìm được một cây linh thảo nào nữa. Hắn đành đi nghiên cứu một vòng nữa, biết đâu có một bảo vật nào khác mà mình không để ý kỹ thì sao. Mặc dù biết khả năng đó rất là khó xảy ra nhưng hắn vẫn cứng đầu, đào lên từng tấc đất, tìm kỹ mọi ngóc ngách. Lát sau đi một hồi hắn đứng lại. Hang động này tuy lớn nhưng chả còn cây linh dược nào cả. Lối đi tiếp cũng chẳng còn nữa. Thôi thì ra ngoài vậy, ở đây nguy hiểm lắm. Trần Vũ cắn răng nhổ thầm rồi nhảy xuống nước lúc trước bơi về. Nhảy lên bờ hắn run như là cầy sấy. Sau đó ngồi xuống lấy chân khí ít ỏi của mình để hơ khô y phục đang làm ấm thân thể. Sau khi làm khô y phục, Trần Vũ thở dài đứng dậy, lặng lặng đi ra hang động. Dọc đường hắn cũng dừng lại một chút để xem mình còn bỏ sót thứ gì nữa không, tiện tay thu luôn thủy lam hoa vào trong túi. Khi mà xác định đã không còn thứ gì để lấy nữa thì hắn một mạch đi ra khỏi hang động thần bí đó. Nhưng mà lần này hắn cũng mất đến khoảng 3 ngày mới chui ra khỏi được cái hang động. Thôi thì che giấu kỹ hang động này một chút, nếu về sau may mắn sẽ lại đây một lần nữa vậy. Nhưng hắn nào ngờ được, khi mà hắn vừa mới che khuất hang động một cách hoàn hảo xong thì một tiếng động lớn vang dội từ trong hang động kia đi ra. Khí xung kích từ trong hang động đánh mạnh ra ngoài, đánh hắn lăn quay đến 10 mét.
hoàn toàn sụp đổ. Trần Vũ đứng sững tại chỗ nhìn hang động thần bí hoàn toàn không còn nữa. Hắn đành thở dài một cái, nhưng mà sau đó lại đầy vui mừng vì hắn may mắn kịp thời chạy ra ngoài. May quá, may mình chạy đi ra sớm, không thì y đời con nhà ma rồi. Tại Nam Lĩnh Thành, Trần gia. Trong nghị sự sành, bốn người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên rất là căng thẳng. Ngô gia đã tử hôn, cũng tại tên cháu phế vật của ngươi. Nếu là Trần Lâm con trai ta thì không như vậy. Trần Hạo lôi lại chuyện cũ ra khiêu khích. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây không phải để nói về chuyện này. Lần này Trương gia đang gây khó khăn cho chúng ta. Bọn chúng cho người đến phá hầm mỏ kim thiết, làm sinh ý chúng ta đang tắc nghẽn. Trần Thiên Hàn nói xong, mọi người lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau thì Tam trưởng lão quay qua hỏi các vị trưởng lão khác. Mọi người có kế sách gì không? Ta nghĩ trước mắt cứ nên im lặng xem sao. Cử thêm người đến canh giữ hầm mỏ. Đó là hầm mỏ của Trần gia chúng ta hơn ngàn năm rồi. Đại trưởng lão thấy thế liền nói. Tộc trưởng như ngươi thật là không xứng. Cứ tiếp tục như vậy, Trần gia sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi mà thôi. Nhị trưởng lão Trần Hạo lạnh lùng nói. Trần Hạo, ngươi có ý gì? Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói với Trần Hạo. Tên Trần Hạo này luôn đối đầu với cả hắn, gây cho hắn không ít phiền toái. Ta nói không phải sao? Từ khi mà ngươi lên làm tộc trưởng, gia tộc ngày càng xuống dốc thấy rõ. Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ chức tộc trưởng thì hơn. Trần Hạo cười nhạt và nói như thế. Theo ý tứ của ngươi là chức tộc trưởng này nên nhường lại cho ngươi làm mới phải đạo ư? Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Ta thấy trước mắt chỉ có thể làm như thế. Hiện tại thế lực của chúng ta không đánh lại Trương gia, cho dù gia tộc đại chiến, bên phe chúng ta cũng sẽ không có khả năng đánh bại, có khi còn dẫn đến diệt tộc nữa. Trần Thiên Hàn thấy mọi người đều thống nhất nên quyết định và nói. Ngày mai ta phái Đông Bình đến đó trấn giữ, nếu không còn gì nữa thì mọi người giải tán đi. Lại nói về Trần Vũ, bấy giờ hắn đã ở trong sơn mạch này được gần 2 tháng rồi. Hắn suy nghĩ nên bắt đầu đi về nhà được rồi. Kỳ này thu hoạch cũng tạm được. 3 gốc huyết linh thảo, 2 gốc huyết cơ thảo, cộng với 4 chiếc răng nanh của yêu lang mà hắn đã lấy được. Còn viên yêu hoạch cấp 1 kia hắn sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Ngoài ra mấy viên dạ minh châu cùng với thủy lam hoa kia hắn muốn giữ lấy, không muốn bán đi, dù gì hắn cũng không thiếu tiền. Nghĩ vậy Trần Vũ liền hướng ra ngoài rừng mà đi. Trên đường đi hôm nay hắn thấy rất ít người ra vào, và cũng không biết là chưa tới giờ hay là có chuyện gì đó, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm, cứ hướng ra ngoài sơn mạch mà đi thôi. Đi đến gần khu vực bìa rừng, Trần Vũ thấy phía trước tầm khoảng 100 mét có 4 tên đại hán mặt sẹo, dáng người cao to đen hôi, đều là võ giả tụ khí cảnh tầng 6, đang đứng nghênh ngang ở phía trước chặn đường. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Này, tên kia đứng lại, trên người có gì lấy hết ra? Lão ra đây tha cho con một con đường sống. Trong lòng Trần Vũ thầm chửi trong lòng. Bà mẹ nó, sao hôm nay xui thế nhỉ? Vừa mới vào sơn mạch chưa được mấy ngày đã gặp phải cường đạo, giờ đi ra thì cũng gặp cường đạo, đen đến nỗi không thể đen thêm được nữa. Không nói hai lời, Trần Vũ quay đầu ngược lại bắt đầu chạy. Hắn biết mình không phải đối thủ của 4 tên kia, chỉ có chạy mới là vương đạo với hắn bây giờ. Tên kia đứng lại, đứng lại cho ta, đừng chạy. Ta chỉ xin muối kim tệ mà thôi, sao chạy nhanh như con thỏ vậy? Thấy Trần Vũ quay đầu chạy mà khoảng cách quá xa không thể đuổi kịp, nên tên đại hán mặt sẹo hô to. Trần Vũ nghe vậy liền quay đầu lại chửi lớn. Lão tử có ngu mới đứng lại cho các ngươi xin ít tiền. Không để ý lời của mấy tên cường đạo đó, Trần Vũ chạy thục mạng sâu vào trong sâm lâm. Bất kể là như thế nào cũng không để mấy kẻ đó lấy được linh dược của mình hái. Tên cường đạo đáng chết. Chạy được khoảng thời gian một khắc, hắn quay đầu lại quan sát, thấy không còn ai đuổi theo nữa, hắn mới đứng lại thở hổn hển. Đợi gần khoảng nửa ngày, Trần Vũ bắt đầu lén lúc đi ra. Lần này hắn không đi theo đường mòn nữa, mà là đi theo đường khác. Vừa đi vừa quan sát tứ phía, sợ có người đi theo cướp đi thành quả lần này của hắn. 2 ngày sau, Trần Vũ đi ra khỏi khu vực Thanh Liễm Lâm Sâm, đi đến Thất Phong Trấn để đổi lấy kim tệ. Đi đến trước một cửa hàng, người trông coi quán thấy Trần Vũ đi vào thì nhanh nhạy đi ra niềm nở nói. Thiếu gia, ngài định mua gì vậy? Ở đấy chúng ta có bán các loại linh dược và tài liệu yêu thú cấp thấp. Ta không mua, mà muốn bán một ít tài liệu với cả linh dược nữa.
không biết có được không vậy? À, được được được, chuyện này đương nhiên là được rồi. Mời ngài lấy các loại tài liệu muốn bán ra. Nghe vậy, Trần Vũ mở túi vải lấy ra 3 gốc huyết linh thảo, 2 gốc huyết cơ thảo và 2 cây răng nanh của yêu lang đưa ra cho tên trưởng quầy. Trưởng quầy liền tiếp nhận, ánh mắt tinh tế nhìn và đánh giá Trần Vũ một chút. À, 3 gốc huyết linh thảo này khá là hiếm, ta mua với giá 400 kim tệ một gốc. 2 gốc huyết cơ thảo này ta lấy với cái giá 500 kim tệ mỗi gốc, vì nó là linh thảo quý hiếm. Còn lại là 2 cây răng nanh của yêu lang này, ta mua với giá 150 kim tệ một cây, vì nó là tài liệu luyện khí khá là tốt. Tổng cộng là 2.500 kim tệ, ngươi có muốn bán hay không? Ta đã mua với giá tốt nhất rồi đấy, không thể tăng thêm được nữa đâu, ngươi thấy sao? Nghe trưởng quầy nói vậy, hắn cũng đã thầm tính toán qua, giá thật sự là không chênh lệch so với thị trường ở Nam Lĩnh Thành là mấy. Xem ra là không bị lừa, nên Trần Vũ gật đầu. Được. Này này này, nghe nói phía tây của Thanh Diễm Xâm Lâm có bí cảnh đang mở đấy. Hình như là do cường giả thiên tiên tạo ra từ 500 năm trước rồi. Mỗi 100 năm mở ra một lần, lần này là lần thứ tư rồi đó. Ờ, ta cũng nghe qua chuyện này từ mấy ngày trước. Có rất nhiều người đang đi vào trong đó kiếm vận may đấy. Hay là chúng ta cũng đi thử vận may đi, biết đâu may mắn thì sao. Ờ, được, chúng ta đi thử vận may. Khi mà Trần Vũ chuẩn bị đi về nhà thì nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao vì bí cảnh đang mở, nghe rất là hấp dẫn. Hay là ta cũng nên đi thử vận may xem thế nào. Dù gì lúc trước ta gặp chiếc tháp kia cũng chẳng lấy được gì, lần này nếu may mắn có thể nhận được bảo vật nào đó thì tốt quá. Nghe những người xung quanh bàn tán, trong lòng Trần Vũ cảm thấy nao nao thầm nghĩ như vậy. Tại Nam Lĩnh Thành Trần Gia, hôm nay ta gọi mọi người tới thương nghị một chuyện quan trọng. Trần Thiên Hàn ngồi trên chiếc ghế cao nhất và nói. Mọi người nghe nói thế thì lập tức hiểu ra vấn đề. Chuyện bí cảnh mở cửa tất cả mọi người đều biết. Bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần, đúng dịp là lần này. Mọi người phải những người có năng lực nhất đi vào trong bí cảnh. Nơi đó chỉ có thể cho người dưới 22 tuổi mới đi vào được, ngược lại sẽ bị chặn ở bên ngoài. Nếu như Trần gia chúng ta nhận được truyền thừa trong bí cảnh hay là bảo vật thì Trần gia của ta sẽ đứng dậy thêm một lần nữa. Mọi người nghe thế thì đồng ý gật đầu. Nhị trưởng lão Trần Hạo nói, ta sẽ để con trai ta đi, nó là người có thực lực nhất trong tuổi trẻ gia tộc. Nếu như con ta có thể nhận được truyền thừa hoặc là lấy được bảo vật trong đó thì có thể chống đỡ Trần gia chúng ta đứng dậy. Tam trưởng lão tuy không vừa ý với cách làm của nhị trưởng lão, nhưng mà lần này hắn cũng tán thành nói, ta thấy nhị trưởng lão lần này nói đúng đấy. Cứ để Trần Lâm đi vào trong bí cảnh lần này, nếu tiểu tử đó không có tư cách thì chẳng còn ai có tư cách đi vào trong đó nữa đâu. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Nếu Trần Lâm không đi thì ai đi đây? Đồng thời cho thêm vào 2 cao thủ đi cùng, nếu gặp trở ngại có thể giúp nhau. Lần này cũng xem như là một lần lịch lãm thực chiến đi. Không biết cháu ta có biết bí cảnh lần này không? Nếu biết chắc là nó cũng sẽ đi vào trong bí cảnh đó rồi. Trần Thiên Hàn nhìn xa xa cảm thán. Lại nói về Trần Vũ, đi về phía tây mất 2 canh giờ, phía trước có một thiếu niên mặc trường bào, gương mặt anh tuấn đang chậm rãi đi đến phía bí cảnh do cường giả tiên thiên tạo ra. Người này không ai khác, đó chính là Trần Vũ. Khi mà được nghe bí cảnh mở ra thì hắn cũng theo sau mọi người đến chỗ bí cảnh, muốn thử vận may một chút. Ồ, trước mặt của Trần Vũ là một hang động to lớn, cấm chế đã được mở ra nên mọi người nhao nhao đi vào. Nhưng hắn quan sát chỉ thấy những người đi vào chỉ toàn là người trẻ, còn những người khác thì đứng phía bên ngoài. Hắn liền cảm thấy lạ lắm. Ờ, đại ca này, cho tôi hỏi một chút, tại sao những người kia không đi vào bên trong đi, đứng ngoài này làm gì vậy? Trần Vũ quay sang một đại hán kế bên ôm quyền hỏi. À, là do những người kia tuổi đã vượt quá 22 nên không vào được đấy, bị cấm chế ngăn cản bên ngoài. Ta thấy người cũng còn trẻ lắm, hẳn không hơn 22 đâu, người có thể vào đó thử vận may đi. Đại hán cao to thấy thiếu niên trước mặt này khá là lịch sự nên cũng vui vẻ nói cho hắn biết. Ờ, cảm tạ đại ca đã chỉ điểm. Khi biết được mọi chuyện, hắn cũng rõ được phần nào tình hình bên trong. Thấy vậy, hắn cũng lẫn vào trong những người xung quanh để đi vào trong đó. Đi theo mọi người đến phía trước có 2 con đường.
một con đường bên phải có rất nhiều võ giả đang đi, còn con đường thứ hai thì chẳng ai đi. Hắn không biết tại sao, liền hỏi một thiếu niên kế bên. Này huynh, cho ta hỏi một chút, tại sao không ai đi về phía hang động bên trái vậy nhỉ? Vị thiếu niên kia thấy Trần Vũ hỏi như vậy, liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt mình một cái rồi đáp: phía bên đó đi vào khoảng 100 mét là đường cùng rồi, trong đó cũng không có cái gì, nên không ai đi qua bên đó cả đâu. Còn về phía hang động bên phải này nó rất là sâu, căn bản mọi người còn chưa đi hết được, cho nên còn nhiều bảo vật vô chủ lắm. Sau khi nói xong, tên thiếu niên đi về phía trước mặc kệ Trần Vũ. Không biết tại sao linh cảm của ta cho thấy ta nên đi về phía bên trái nhỉ? Trần Vũ đi theo linh cảm của mình về phía bên trái. Đúng như là thiếu niên kia đã nói, đi đến gần 100 mét là hết đường rồi. Trong hang động này hoàn toàn trống rỗng. Trần Vũ đi xung quanh hang động tra xét một lúc. Một lát sau, Trần Vũ thấy góc khuất có một cái ấn có thể ấn vào được. Theo cảm tính thì hắn ấn vào cái nút đó. Tiếng cửa đá mở ra, bụi bay mịt mù. Sau cửa đá là một thông đạo không biết dài bao nhiêu mà nói. Dòm ngó một chút, Trần Vũ đi từ từ vào trong cửa đá. Khi vừa vào trong cửa đá thì ầm một tiếng, cửa đá tự động đóng lại. Giờ đây trước mắt Trần Vũ là một mảnh đen mờ mịt. Vội lấy Dạ Minh Châu trong túi vải ra để soi sáng, đi về phía trước. Cứ đi như vậy, Trần Vũ không gặp được gì ngoài thông đạo trống rỗng. Không lẽ ta đã sai khi mà đi theo cảm tính của mình sao? Bây giờ muốn quay đầu trở lại cũng khó, cứ đi tiếp về phía trước vậy. Trần Vũ cảm thán và nói: ồ, đây là một mật thất. À, linh cảm của ta đã đúng rồi. Vừa mở cửa thạch thất, trước mặt hắn là một tiểu thế giới. Trần Vũ cẩn thận đi vào bên trong. Phía trước có một ao nước, giữa ao đó có một bông sen đang cháy đỏ rực. Đây là cái gì vậy nhỉ? Hiếu kỳ quá, đi lại gần chiếc ao nước có chứa hoa sen đang cháy, tỉ mỉ xem xét. Sau đó hắn rút ra kết luận: ta đã từng nghe nói dị hỏa do trời sinh thành có hình hoa sen đang cháy. Theo như màu sắc trong cổ điển ghi lại thì đây nhất định là thanh liên hỏa rồi. Nghe nói cái loại dị hỏa này có thể dung hợp vào cơ thể, ta nên liều thử xem. Trước tiên ta nên để trạng thái đỉnh cao để chắc chắn thành công cao hơn. Trầm ngâm suy tư một lát, Trần Vũ quyết đoán nói: sau khi mà đem trạng thái dần dần khôi phục đến đỉnh phong, lúc này Trần Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn dị hỏa hồi lâu, nhẹ giọng cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng với khát vọng. Ta nên bắt đầu thôi. Sau khi bị Trần Vũ dùng chân khí đưa dị hỏa rời khỏi mặt hồ, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần. Chỉ thoáng qua một thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành một hỏa diễm trôi nổi giữa không trung. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Trần Vũ lui xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo lại, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Chậm rãi chìa bàn tay, Trần Vũ nhắm ngay tới dị hỏa ngay giữa không trung. Một cỗ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra. Khi mà cỗ hấp lực xuất hiện, thanh hỏa diễm ở giữa không trung chợt tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, chậm rãi từ trong thanh sắc diễm khuếch trương ra ngoài. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới. Trần Vũ hô hấp thoáng chút dồn dập, trên trán đầy mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuôi xuống. Ta nghe nói trung tâm dị hỏa có một ngọn hỏa trùng, dùng nó để luyện hóa, ta nên lấy nó ra thôi. Trần Vũ thân thể run mạnh, mắt nhìn vào dị hỏa, khóe miệng không kìm được khẽ giật giật, bắt tay đưa vào trong dị hỏa. Trần Vũ ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng gần. Bàn tay co duỗi thoáng chút run rẩy, chọn thời cơ chuẩn bị đưa vào trong dị hỏa. Lúc mà dị hỏa tiến đến trước mặt của Trần Vũ thì đá núi cứng rắn hai ba thước xung quanh đều bị đốt thành tro bụi. Trong đôi mắt đen láy phản xạ hỏa diễm màu xanh yêu dị, Trần Vũ ánh mắt dừng lại hào diễm khổng lồ, yết hầu di chuyển liên tục, cắn chặt răng, tay thì chậm rãi cắm vào trong dị hỏa. Theo cánh tay đưa vào trong dị hỏa, chân khí bao quanh cánh tay từ từ bị hòa tan. Nhưng mà trong lúc nó bị hòa tan thì chân khí xuyên qua quan kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay để bổ sung cho chân khí đang bị hòa tan. Chân khí liên tục bị hòa tan và tu bổ. Cuối cùng thì cánh tay của Trần Vũ đã đi vào trong dị hỏa. Bàn tay khẩn trương từng chút một tìm kiếm trong hỏa diễm. Bên trong hỏa diễm màu xanh,
Cánh tay Trần Vũ khẩn trương tìm kiếm. Đột nhiên, cánh tay đang động chợt dừng lại, nét sung sướng hiện dần trên khuôn mặt của Trần Vũ, nụ cười lộ rõ. Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy hỏa trùng, tựa như nắm bắt vật chất bình thường. Trần Vũ cắn răng, chịu đựng cái đau rát do bị hỏa diễm thiêu đốt, chậm rãi đưa cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh bên trong hút ra ngoài. Khi mà cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh hút ra, thì có thể thấy trên tay Trần Vũ là một ít nham thạch màu xanh ở dạng chất lỏng, bên trong hơi lay động. Đây chính là hỏa trùng của dị hỏa sao? Nhìn chằm chằm vào đám nham thạch nóng chảy màu xanh mang nhiệt độ khủng bố trong tay, Trần Vũ nháy mắt nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi mà hỏa trùng trong dị hỏa bị mang ra ngoài, ngọn thanh sắc hỏa diễm trước mặt từ từ thu nhỏ lại. Sau một lúc hóa thành một dòng thanh sắc nham tương nhỏ chui vào trong lòng bàn tay của Trần Vũ. Để luyện hóa được loại dị hỏa này, ta phải nuốt nó vào. Tuy là nguy hiểm nhưng mà phải cố gắng thôi. Đến đây rồi không lẽ ta lại ra tay không trở về. Tâm tình của Trần Vũ không cách nào chấn định lại được. Khi mà phải đối mặt với tình huống phải đưa ra quyết định sinh tử như vậy, trong lòng có vài phần hoảng sợ không yên. Không trách được hắn, vật sắp nuốt vào đây chính là một quả bom cực kỳ nguy hiểm. Trái bom này rất có khả năng sẽ thôn phệ hắn, và trong chốc lát thôi sẽ đem thân thể của hắn đốt thành tro bụi. Thời gian tích tắc trôi qua trong trầm mặc. Trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên thân thể thiếu niên đang ngồi tĩnh tọa khẽ run lên, hít một hơi thật là dài trong không khí ấm áp, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt dần toát ly vẻ non nớt. Nên bắt đầu thôi. Thanh sắc nham tương vừa mới vào miệng, Trần Vũ lập tức đóng chặt môi lại. Cùng lúc đó, cả người giống như là bị sét đánh, kịch liệt giật mạnh lên. Khuôn mặt vốn có chút huyết sắc bất chợt trở nên trắng bệch. Cố nén những cơn đau nhức nóng bỏng trong cơ thể truyền đến, Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần từ từ tiến vào bên trong cơ thể. Khi mà thanh sắc nham tương tiến nhập vào cơ thể, đã phân hóa thành từng sợi thanh sắc hỏa diễm thật là nhỏ, mang theo năng lượng kinh khủng của thanh sắc hỏa diễm, tùy tiện dao động không ngừng bên trong kinh mạch. Và trong nháy mắt, tất cả những thứ ngăn cản trước mắt đều bị chúng nó thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Kinh mạch vốn đã mở rộng và cường hóa, nhưng dưới nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt đã trở nên ủ rũ giống như là đóa hoa héo khô vậy, nhìn qua cực kỳ quái dị và khủng khiếp. Kinh mạch bị thiêu đốt đến héo rũ như vậy đương nhiên rất là đau đớn, trực tiếp khiến cho thân thể Trần Vũ không ngừng co giật, cơ bắp khắp người căng cứng, gân xanh nổi lên như là những con giun không ngừng rung động, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc của Trần Vũ. Bên trong kinh mạch, thanh sắc hỏa diễm điên cuồng dao động không ngừng, và chỉ trong vài phút, cơ thể Trần Vũ gần như là bị phá cho rối tinh rối mù. Tuy là khống chế thất bại, Trần Vũ vẫn không bỏ cuộc, khu xử tâm thần kiên trì không ngừng thử khống chế lũ dị hỏa này. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại. Không biết tại lần thất bại thứ bao nhiêu, Trần Vũ có cảm giác gần như chết lặng đi, bỗng nhiên trong lòng chợt động, vội vàng khống chế tâm thần. Lập tức mừng như điên phát hiện, lũ dị hỏa đang liên tục dao động hỗn loạn trong kinh mạch kia, dĩ nhiên đã theo tâm thần dẫn dắt, bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến. Nhận thấy được tình huống lúc này, tinh thần Trần Vũ nhất thời chợt động, vội vàng khống chế lũ thanh liên địa tâm hỏa bé nhỏ này cẩn thận từng ly từng tí, theo lộ tuyến kinh mạch từ từ vận chuyển. Trong trăm nghìn kinh mạch, một lũ thanh sắc hỏa diễm chậm rãi chảy xuôi, bạch sắc vũ khí nhàn nhạt lượn lờ bên trong kinh mạch. Cẩn thận điều khiển đám hỏa diễm nhỏ này chạy qua một số kinh mạch, mặt khác một đám nhỏ hỏa diễm màu xanh cũng từ từ bị đồng bạn hấp dẫn mà tiến tới hỗ trợ lẫn nhau. Trần Vũ lúc này khống chế thanh liên địa tâm hỏa tại kinh mạch trong cơ thể, cùng với một đám hỏa diễm màu xanh khác trong cơ thể từ từ dung hợp lại với nhau. Cuối cùng thì một đám hỏa diễm màu xanh cũng bị Trần Vũ khổ cực tu tập vào trong một chỗ. Lúc này chúng mới thực sự dung hợp với nhau, và một lát sau ngưng tụ thành một chút thật là nhỏ chất lỏng màu xanh. Nhìn thấy chất lỏng màu xanh xuất hiện, Trần Vũ mạnh mẽ đưa nó vào trong kinh mạch, cắn răng chịu đựng cảm giác thống khổ để khiến dẫn nó vận hành trong kinh mạch. Sau khi mà thanh liên địa hỏa tâm dung hợp, không thể nghi ngờ là càng trở nên cuồng bạo, nhất thời bây giờ có chút không chống đỡ nổi. Một cơn đau đớn kịch liệt trong linh hồn dâng lên, khiến cho Trần Vũ không khỏi phun ra một ngụm máu. Cắn chặt hàm răng, cơn đau kịch liệt làm cho Trần Vũ suýt ngất đi. Thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định lại tâm thần, và cả vệt máu cũng không có thời gian lau đi, ngưng tụ tâm thần khống chế chất lỏng màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch. Càng vận hành, Trần Vũ đối với khống chế thanh liên hỏa càng ngày càng thành thục. Tuy nhiên,
Càng ngày hỏa diễm màu xanh cũng càng phóng thích ra nhiệt độ khủng khiếp. Lúc đầu băng linh hàn tuyền trong cơ thể Trần Vũ còn chống đỡ được, sau càng lúc càng yếu và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Gắt gao cắn chặt răng, Trần Vũ cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, xuyên qua gân cốt, trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể Trần Vũ xuất hiện những vết phồng rộp bóng nước. Những vết phồng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Từng đạo vết nứt từ huyết nhục lan tràn ra, trải rộng ra cánh tay đến thân thể, giống như đứa trẻ đỏ hòn, nhìn qua có chút kinh khủng lắm. Nhìn Trần Vũ cả người hiện lên những vết nứt, xuất hiện loại hiện tượng này, có thể nói rằng bên trong cơ thể Trần Vũ đang tràn ngập khí nóng. Và chính những khí nóng này đã làm ra tay Trần Vũ phồng rộp rồi bị phá ra, từ đó định thoát ra ngoài chạy trốn. Bình thường khi mà xuất hiện tình huống này thì không thể nói là thuận lợi, vì nếu như một khi năng lượng bạo phát thì ra tay Trần Vũ chắc chắn sẽ bị thổi bay. Không để ý đến những biến hóa ngoại thân, tâm thần của Trần Vũ lúc này tập trung lên chất lỏng màu xanh đang sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. Chính vào lúc mà chất lỏng màu xanh đó hoàn thành hoàn mỹ một vòng tuần hoàn trong kinh mạch thì cũng là lúc Trần Vũ cảm thấy liên lạc giữa tâm thần của mình cùng với Thanh Liên Hỏa thêm sự gắn kết. Khi mà chất lỏng màu xanh hoàn toàn vận chuyển cuối cùng thì chân khí trong cơ thể Trần Vũ chợt nổi lên một trận ba động, toàn thân chấn động mạnh. Chân khí chỉ chấn động nhỏ nhưng toàn bộ khí nóng trong cơ thể Trần Vũ lại bạo phát, sau đó hướng đến cánh tay của hắn, một khối da tay cùng với máu thịt nổ tung. Đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt kéo đến, khiến cho linh hồn của Trần Vũ run lên vài cái, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa làm ướt cả quần áo. Từ hỏa chân khí không ngừng bị đốt cháy thành hư vô, nhưng mà lại tụ xoáy chân khí vẫn liều mạng đưa chân khí tiến lên, bị đốt bao nhiêu thì lại đưa đến bấy nhiêu. Mặc dù có thể nhìn thấy chân khí dự trữ trong tụ xoáy không ngừng giảm xuống, nhưng mà bất quá Thanh Liên Hỏa cũng bị nó đưa vào trong lộ tuyến vận hành. Một tia máu đột nhiên phun ra và chảy xuôi trên khuôn mặt của Trần Vũ, khiến một nửa khuôn mặt bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua giống như là khuôn mặt của một yêu quái nửa trắng nửa đỏ. Đang nhắm mắt nên Trần Vũ tự nhiên không biết khuôn mặt đáng sợ của mình bây giờ. Hắn chỉ có thể cảm giác được khuôn mặt của mình dội đến một cơn đau kịch liệt dữ dội. Ngay sau đó toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú vận chuyển đấu khí để đưa chất lỏng màu xanh đang ngày càng phản kháng kịch liệt đi vào lộ tuyến cuối cùng. Cùng với dị hỏa tiêu hao trong thời gian dài, tử hóa đấu khí trong tụ xoáy cũng gần như là tiêu hao hết. Chỉ còn lại 17 giọt chất lỏng ẩn chứa năng lượng màu tím tại khí xoáy vẫn vận động. Trong lúc tối hậu, sau khi mà Trần Vũ thoáng chần chừ, một luồng chân khí xuất phát từ chất lỏng màu tím xông ra, được sự chỉ huy bao vây lấy chất lỏng màu xanh liều mạng dẫn động. Chất lỏng trong tụ xoáy quả nhiên là cao cấp năng lượng. Một giọt chất lỏng màu tím cũng có thể chống cự được với dị hỏa đến 20 giây mới bị hòa tan. Không thể để phí hiệu quả của những giọt năng lượng màu tím, Trần Vũ tinh thần rung lên, mặc kệ hết thảy, điều tiếp một giọt năng lượng nữa từ trong tụ xoáy năng lượng ra. Sau đó dẫn động chất lỏng màu xanh vận hành theo lộ tuyến cuối cùng. Đến lúc mà trong tụ xoáy năng lượng của Trần Vũ chỉ còn lại 3 giọt năng lượng màu tím, thì chất lỏng màu xanh cũng đã vận hành xong lộ tuyến cuối cùng. Lúc này Trần Vũ đang bị đau đớn mạnh mẽ khiến hắn cơ đồ chết lặng, chợt xuất hiện một ít nhàn nhạt ôn lương khiến hắn phục hồi một ít tỉnh táo. Sau khi Thanh Liên Hỏa xuyên qua lộ tuyến, cỗ nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên chậm rãi thu liễm, và chỉ trong chốc lát sau đã hoàn toàn tiến vào chất lỏng màu xanh, một tia ôn thuận ẩn ẩn phát tán. Thành công rồi sao? Khi mà đạo quang mang vừa tiến vào thân thể Trần Vũ thì ngay tức khắc, hỏa diễm màu xanh chói mắt từ trong thân thể Trần Vũ bắn ra, bao bọc lấy hắn như là một cái lồng, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Cái lồng lửa mở rộng ra, trông giống như là hình một quả trứng bao trùm lấy thân thể tên thiếu niên. Hỏa diễm màu xanh bốc lên như là muốn tuyên bố rằng hắn đã phá kén thành bướm. Một màn hào quang nóng rực kịch liệt bốc lên cao, khiến cho mọi người khó mà nhìn thấy bên trong đã phát sinh chuyện gì được. Mà theo sự an tĩnh của hắn, trong tiểu thế giới cũng bị vùi lấp vào trong yên tĩnh. Một trận gió núi lương sản theo khe hở mà vào. Toàn thân bọc trong hỏa diễm, màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt. Màn bào quang bên ngoài lúc này cũng ảm đạm, xạ chiếu trên sân bích giống như là những làn nước bình thường. Toàn thân bọc trong hỏa diễm, màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt. Màn hào quang bên ngoài lúc sáng lúc ảm đạm, xạ chiếu trên sân bích giống như là những làn nước bình thường vậy.
Trần Vũ bị vây trong loại cảm giác này, tâm thần nửa tỉnh nửa mê. Trong cơ thể, tại kinh mạch thanh liên địa tâm hỏa đang chậm rãi chảy, thì đột nhiên mất khống chế, không đi theo một lộ tuyến kinh mạch nào vận hành vòng vo đứng lên. Theo đó, trên bề mặt da thanh sắc nham tương thản nhiên tiến vào kinh mạch, da thịt vốn vặn vẹo, tê dại, lúc này như là trong sa mạc gặp được ốc đảo vậy, chậm rãi giãn ra. Trong cơ thể, vài kinh mạch phát ra âm thanh hưng phấn. Thanh liên địa tâm hỏa tạo thành nham thương thanh sắc một đường đi xuống, không ngừng bành trướng áp xúc trong kinh mạch, tốc độ nhanh chóng cắn nuốt, mà theo kinh mạch nọ kia tham lam cắn nuốt. Thanh sắc nham trắng từ từ theo kinh mạch mà rút đi, cơ thể thay đổi tràn một màu xanh nhạt đầy sức sống. Thanh liên địa tâm hỏa chảy xuôi theo kinh mạch, các kinh mạch vốn héo rũ một lần nữa trở nên đầy sức sống. Quy liệt địa cốt, cách dùng thiêu lương địa cơ thể, cũng đều là đang lấy một người cũng có tốc độ, cũng nhanh chóng được chữa trị. Kinh mạch cũng sắp được chữa trị hoàn hảo, cơ thể cũng đạt đến trình độ khác, cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn nuốt dị hỏa. Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa tạo ra hư tổn lớn, bất quá sự nỗ lực cũng được bồi thường, trọng yếu kinh mạch trong cơ thể đều được chữa trị xứng đáng. Thanh liên địa tâm hỏa đã tu bổ lại toàn bộ cơ thể của Trần Vũ. Lúc này bên ngoài cơ thể là những vệt máu, huyết phùng cũng dần dần dung hợp. Một cơn lốc máu rất là nhanh hiện lên, nhanh chóng rơi xuống không có lưu lại bất kỳ một dấu tích nào. Lớp da ngoài rơi xuống cơ thể hắn nhanh chóng được cường hóa. Mặc dù không có trở nên mạnh mẽ hơn, bất quá cánh tay tràn đầy lực lượng, một cỗ lực lượng mơ hồ hội tụ lại. Lớp da tay hô khéo bên ngoài như là rắn lột xác vậy, nhanh chóng rơi xuống. Một lớp da thịt mới sinh ra trở thành trắng nõn, nhìn qua mềm mại giống như là da con gái. Lực phòng ngự với sự mẫn cảm với năng lượng của thiên địa được cường hóa tích xúc không chỉ một vài lần. Lúc này thân thể Trần Vũ đang ở dị trạng thái. Thanh liên địa tâm hỏa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là năng lượng bá đạo đáng sợ, đang nhanh chóng cường hóa và chữa trị thân thể trước kia bị tàn phá. Thực sự đây là một loại cơ duyên cùng với may mắn. Chữa trị cùng với cường hóa được thong thả tiến hành, đem thanh liên địa tâm hỏa lúc cuối cùng chui ra tàn phá kinh mạch sau đó, làm cho Trần Vũ bị thương nặng, rốt cuộc cũng được chữa trị hoàn mỹ. Một người gần như là bước đi, thân thể bộc phát chiến đấu lực càng mạnh mẽ so với trước kia. Mở mắt ra, Trần Vũ hơi uốn éo cần cổ. Nhất thời, đầu khớp xương va chạm phát ra một âm thanh lưu sướng. Trần Vũ hít sâu một hơi, vẻ mặt thư sướng cùng với say sưa. Cúi đầu xuống, Trần Vũ nhìn làn da toàn thân trở nên trắng nõn. Trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thật là vất vả mới có thể có da thịt khỏe mạnh, hiện tại lại quay về như trước. Kỳ quái thật, qua cỗ khí tức này của ta, tựa hồ bản thân thực lực tăng lên một ít vậy. Được rồi, thử xem bổn nguyên hỏa chủng của ta mới được. Trần Vũ hơi hưng phấn nói, mặt đầy vẻ tự hào. Theo mệnh lệnh truyền ra, trong thân thể đồng nhất thời gian có phản ứng. Chỉ thấy tụ xoáy chân khí tại vị trí trung ương, quang điểm nhỏ hôi sắc khẽ run lên, thoáng yên lặng trong nháy mắt. Một lỗ thanh sắc hỏa diễm mãnh bạo bùng lên. Thanh sắc hỏa diễm xuyên qua tụ xoáy, sau đó kinh mạch trong cơ thể vận chuyển rất là nhanh, chớp mắt thời gian truyền tới kinh mạch bên trong cánh tay. Bên trong sơn động, đôi mắt khép hờ của Trần Vũ bỗng nhiên mở bừng ra. Thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai từ đôi mắt bùng lên, nắm tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, khuôn mặt dâng lên vẻ kích động, quát khẽ: "Thanh liên hỏa hiện!" Theo tiếng quát của Trần Vũ, kiếu trưởng khẽ run lên. Và ngay sau đó, thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng đằng quần quận tuôn ra, sau đó rất nhanh bao phủ bàn tay. Thiếu niên đứng lơ lửng trên không, hơi mở bàn tay, yêu dị thanh sắc hỏa diễm bốc lên. Một màn này làm cho người khác nhìn vào sẽ có cảm giác chấn động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm trên tay, Trần Vũ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau một lát, khóe miệng ngày càng rộng hơn, rốt cuộc chuyển hóa thành tiếng cuồng tiếu. Cuối cùng ta cũng luyện được dị hỏa này. Nó sẽ là con bài chưa lật của ta. Và ta cũng nên nhanh chóng đi ra khỏi đây. Nếu ở quá lâu bí cảnh sẽ đóng lại, khi đó thì ở đây chết giả mất thôi. Đi tra xét xung quanh tiểu thế giới mới, Trần Vũ chợt thấy phía trước dưới ao có một hình hoa văn kỳ dị. Liền đi đến đó, nào ngờ khi vừa bước vào vòng hoa văn đó thì có ánh sáng màu vàng bao quanh hắn lại. Xẹt một tiếng, Trần Vũ đột nhiên xuất hiện bên bìa rừng thanh diễm xâm lâm. Xem ra cao nhân kia chắc là chuẩn bị rồi, không để truyền nhân của mình bị người khác dòm ngó, nên đã sắp đặt mọi thứ. Ta nên về nhà thôi. Đã 2 tháng rồi, không biết mẫu thân ở nhà như thế nào.
Sau khi đến Thất Phong Trấn, Trần Vũ đi mua một con tuấn mã giá 50 kim tệ, sau đó lên đường về nhà. Ngươi không biết đâu, lần này nghe nói Trương gia gì đó lấy được đến 3 kiện huyền binh cấp 1 đấy, đúng là đại may mắn mà. Vận may tốt thật, ta tiến vào đó thì không lấy được huyền binh, nhưng mà cũng lấy được hơn 100 viên tụ khí đan. Ta thì không may mắn như ngươi, chỉ lấy được tầm khoảng 50 viên tụ khí đan mà thôi. Cũng may, chúng ta may mắn chạy trước, bên ngoài có bí cảnh gì đó, rất nhiều người lạ mặt chặn đường cướp lấy bảo vật đấy. Dọc đường đi, lúc mà cho tuấn mã nghỉ ngơi, hắn nghe được những người đi đường bàn tán về những chuyện xảy ra trong bí cảnh. Nhưng hắn cười nhạt một cái, hắn đã có dị hỏa cũng xem như là đại thu hoạch rồi. Tại Nam Lĩnh Thành, Trần gia. Ông trời đã giúp ta lấy được bảo vật rồi. Đây chính là huyền binh cấp 1 thượng phẩm, tuyệt đối là bảo vật. Trần Hạo cười to, trên tay đang cầm một cây huyền kiếm. Khí lực của cây huyền kiếm thật là mạnh, khiến hắn vui không thôi. Huyền binh là bảo vật giúp chủ nhân nó tăng thêm vài thành thực lực, tùy theo cấp bậc của nó. Nhưng mà nhìn chung nó rất là quý giá, Trần gia cũng chỉ có duy nhất một cây làm trấn bảo gia tộc mà thôi. Lâm Nhi, lần này ngươi lập được công lớn rồi. Cha, không có gì đâu, chỉ cần chúng ta giành được ngôi gia chủ là được. Thanh huyền binh này tặng cho người xem như món quà của ta. Trần Lâm cười ngạo nghễ hanh diện nói với Trần Hạo. Hai ngày sau, Trần Vũ về đến Trần gia, phía trước vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Cuối cùng cũng đã đến. Bước chân nhanh đi vào, phía trước là võ đường của Trần gia, có hơn 100 đệ tử đang tập võ tại đó, quyền như roi, khí thế hùng hồ. Cặp tứ thúc đang xem tộc nhân luyện tập, Trần Vũ đi lại đó. Tứ thúc à, con đã về rồi. Nghe có tiếng gọi mình, Trần Khiếu Mạnh quay đầu lại, ánh mắt liền sáng lên cười tươi nói. Con đã về rồi sao? Lần này đi lịch lãm thu hoạch như thế nào? Trần Vũ lắc đầu thở dài. Lần này con đi lịch lãm 2 tháng, nhưng vẫn không... Nói đến đây, Trần Vũ không nói tiếp mà thở dài, nhìn phía xa xăm. Thấy Trần Vũ như thế, Trần Khiếu Mạnh vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Thôi, không cần nói và cũng đừng buồn, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu con. Có tứ thúc cùng với mọi người ở đây với con. Con hiểu mà. Thôi, con đi vào gặp mẫu thân trước đây. Nói xong, Trần Vũ quay đầu đi về phía đình viện của mình. Hàn Nguyệt đang ngồi ở trong hoa viên, thêu khăn. Thấy con mình trở về thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy đi lại gần hắn, tươi cười nói. Cuối cùng thì con đã về rồi. Lại đây, lại để ta xem một chút nào. Nhìn thấy mẫu thân mình thương, lo lắng cho mình như thế, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác mủi lòng. Hắn cảm thấy mình quá vô dụng. Không có gì đâu mẫu thân, Hải Nhi vẫn khỏe lắm. Lần này con đi lịch lãm cũng thu hoạch được một ít. Không bị thương là tốt rồi, về là tốt rồi. Nào, vào đây mẫu thân làm đồ ăn cho con. Vừa ngồi được một lúc, hắn thấy Gia Gia hắn đang đi vào nhà liền hô. Gia Gia, con mới về. Trần Thiên Hàn thấy cháu trai mình trở về, trên người không có thương tích nên mỉm cười nói. Về là tốt, ngày nào mẫu thân con cũng lo lắng cho con đấy. Ngày nào cũng hỏi ta khi nào con về. Bây giờ trở về thì ta bớt lo lắng rồi. Khi nghe Gia Gia nói mẫu thân ngày nào cũng lo lắng cho mình, trong lòng hắn cảm thấy xót xa lắm. Dạ, con lần này đi lịch lãm về cũng xem như là tạm thu hoạch một chút, cũng không đến nỗi là không thu hoạch được gì. Vậy là tốt. Trần Thiên Hàn cũng không hỏi cháu mình đã đạt được thu hoạch gì, chỉ cần đưa cháu hắn bình an là được rồi. Sau đó Trần Vũ đi đến nhà bếp, liền thấy mẫu thân hắn đang đứng ở trong đó nấu nướng gì đó. Trần Vũ lấy túi kim tệ bên trong mình đưa cho mẫu thân và nói. Mẫu thân à, đây là thu hoạch lần này của Hải Nhi. Nghe Trần Vũ nói như vậy, hai mắt của Hàn Nguyệt đỏ lên. Lần này con mình trưởng thành rồi. Hàn Nguyệt nhận lấy số kim tệ đó, sau đó bưng đồ ăn lên cho hắn ăn. Trên bàn toàn là những món ăn hắn yêu thích nhất. Bữa ăn cũng thật là đạm bạc. Lúc ngồi ăn thì mẫu thân hỏi hắn về quá trình lịch lãm của hắn. Trần Vũ cũng kể lại từ đầu gặp Dương Khiêm đến việc gặp phải cường đạo. Kế đến Hàn Nguyệt liền hoảng hốt, kêu lần sau không cho hắn đi Thanh Diễm Xâm Lâm nữa. Thực lực của hắn quá thấp, hơn nữa nơi đó quá là nguy hiểm. Còn mấy chuyện gặp cái tháp màu đen kia cùng với dị hỏa trong bí cảnh, hắn không nói ra lửa lời. Không phải hắn không tin mẫu thân của mình, mà là muốn để cho bọn họ an toàn. Chuyện dị hỏa xuất thế quá là quan trọng, không biết bao nhiêu thế lực sẽ dòm ngó vào đó, nên hắn quyết định không nói. Còn trước tháp kia thì hắn không có gì để nói. Ăn xong, Trần Vũ quay lại phòng mình, lấy mấy viên dạ minh châu cùng với thủy lam hoa ra đem cất đi.
Trong hai tháng lịch lãm này, hắn không có tăng lên một cảnh giới nào cả, khiến lòng hắn nặng trĩu. Trời gần tối, mọi nhà đều bắt đầu thắp đèn. Một số nhà khá giả thì họ dùng dạ minh châu để thắp sáng. Giờ này trong phòng hắn, ánh sáng chiếu sáng đến lạ thường. Đó là viên dạ minh châu to lớn hắn đã lấy được. Trên giường, thiếu niên đang ngồi khoanh chân tu luyện, đó chính là Trần Vũ. Cạch, tiếng mở cửa. Trần Thiên Hàn dùng ánh mắt phức tạp nhìn đứa cháu mình một cái. Hắn nhàn nhạt nói: Quân tử không ngừng vươn lên, lời này không sai. Ra ra. Trần Vũ không lưu loát kêu to một tiếng. Một cỗ cảm xúc cộng minh dâng lên, chèn ép, châm chọc, cười nhạo 4 năm qua hiện lên trong đầu. Phú quý do trời, tiểu Vũ, đừng lại cưỡng cầu tự mình nữa. Cố gắng của con, Gia Gia đều nhìn vào trong mắt, Gia Gia sẽ không trách con đâu. Trần Thiên Hàn tràn đầy bất đắc dĩ cùng với ngữ khí mất mát mà nói. Vốn là thấy trên người đứa cháu mình thấy được bóng dáng còn mạnh hơn con trai mình năm đó cũng cảm thấy rất là an ủi. Chỉ vì một lần lịch lãm đỡ cho Ngô Nhã Phi mà cháu hắn đã trở thành phế nhân, làm cho cháu của hắn cũng gặp phải đả kích. Trong lòng người Gia Gia như hắn đầy chua xót, đắng chát không nói lên lời. Trần Vũ không có trả lời, chỉ là trong hốc mắt dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Hắn có thể cảm nhận được quan ái chân tâm thật ý của Trần Thiên Hàn đối với hắn, và cũng có thể cảm nhận được quan tâm vô thanh vô tích kia của Trần Thiên Hàn. Ông cháu các người đang nói chuyện gì vậy? Thấy tâm trạng của hai ông cháu, Hàn Nguyệt cũng hiểu được phần nào. Nàng nhìn đến dị trạng của Trần Vũ, lại nhớ đến túi tiền mà con mình đưa lúc sáng mà hỏi: Tiểu Vũ à, người lấy đâu ra số kim tệ nhiều như vậy? Hả? Còn viên dạ minh châu này lớn như vậy, con lấy ở đâu? Dứt lời, Hàn Nguyệt cùng với Trần Thiên Hàn nghi vấn nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Nàng cũng không lo cho con mình làm ra cái chuyện cướp bóc gì cả. Không có đâu, Vũ thân. Kim tệ kia là con đi lịch lãm thu được một số linh dược quý giá, sau đó đem đổi ra kim tệ. Còn dạ minh châu này con nhặt được trong một nơi kỳ bí à? Trần Vũ sợ mẫu thân mình hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Nghe vậy, Hàn Nguyệt cũng gật đầu tin tưởng vài phần. Nàng cũng không tin con mình dám đi giết người cướp của. Con nhặt được viên dạ minh châu này ở nơi thần bí nào vậy? Trần Thiên Hàn lên tiếng hỏi. Con nhặt được trong di tích 500 năm của cường giả thiên tiên lần trước mở cửa ra. Trần Vũ nói đến đây, hai người đều vui mừng, không ngờ Trần Vũ lại may mắn như vậy. Không để mọi người hỏi tiếp, Trần Vũ đi đến góc giường lấy ra một túi vải màu đen, xách để lên giường trước sự cứng kiến của mọi người. Sau đó hắn chậm chậm mở túi vải ra. Ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu còn lại làm chiếu sáng cả căn phòng hơn nhiều lần. Trần Thiên Hàn cùng với Hàn Nguyệt đồng loạt kinh hỉ. Họ không ngờ Trần Vũ không những không lấy được một viên mà còn lấy được đến 4 viên. Gia Gia, mẫu thân, con lấy mấy viên dạ minh châu này cũng không để làm gì. Vậy nên con tặng mẫu thân một viên tặng lại Gia Gia, còn viên còn lại Gia Gia muốn làm gì cũng được. Trần Vũ cầm từng viên nhét vào tay từng người, ai cũng mỉm cười nhận đồ của Trần Vũ cho. Sau đó Gia Gia hắn cười lớn: Được, được rồi, có đứa cháu thật là tốt quá. Sau khi giải quyết xong những vấn đề thắc mắc của mọi người, Trần Thiên Hàn cùng với Hàn Nguyệt thối lui ra khỏi phòng. Lúc này Trần Vũ cảm thấy đầu đau nhức khiến hắn khó chịu cho nên ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Trần Vũ hầu như là không ra khỏi phòng nửa bước, chỉ là đang không ngừng tu luyện. Hắn bắt đầu cảm thấy chân khí trong đan điền không ngừng sôi trào. Đan điền bắt đầu nóng lên, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng đang bay lên. Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hỉ là cảm nhận được đan điền của mình bắt đầu to ra, từng chia chân khí đang tụ hợp lại, bắt đầu đả thông kinh mạch của hắn. 2 canh giờ trôi qua, Trần Vũ đột nhiên mở mắt. Bây giờ ta có thể tu luyện tiếp tục được rồi, đúng là không hối hận trong lần lịch lãm này mà. Có lẽ là do dị hỏa đã cải tạo lại kinh mạch của ta, nên ta mới có thể tiếp tục tu luyện. Đúng là ông trời không tuyệt đường người mà. Trần Vũ kinh hỉ không thôi. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm chịu sự nhục mạ, khinh bỉ của người khác. Bây giờ xem ai dám nhục mạ hắn nữa. Bây giờ không phải lúc, phải ẩn nhẫn, kẻo rước lấy phiền phức. Tốt nhất ta nên ở nhà tu luyện, không nên vào luyện võ đường. Về sau khi xuất hiện sẽ cho bọn họ một bạt tay vào mặt. Suy nghĩ như vậy, liền bắt đầu tập trung cố thu lại tu vi của mình bấy lâu nay. Khoanh chân lại, nhắm mắt, bắt đầu vận công nhập định tu luyện, hấp thu linh khí xung quanh. Từng đợt linh khí mỏng manh truyền vào người của hắn, ầm một tiếng, trên người Trần Vũ đổ rất nhiều mồ hôi. 2 tức trôi qua, hắn mở mắt ra, bây giờ cảm nhận được khí tức của võ giả tụ khí cảnh tầng 5. Đây cũng không có gì là lạ, do trước đó 4 năm hắn đã cố gắng tu luyện,
Tuy là khó tu luyện được, nhưng hắn vẫn từng chút tích lũy qua thời gian bấy lâu. Bây giờ là thu hoạch của hắn. Nhanh chân đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, hắn chọn cho mình một bộ trường bào màu đen mặc vào. Hiện tại ta đã tu luyện được rồi, vậy cũng nên tiến vào vũ kinh các lấy một số môn vũ khí để học tập. Trần Vũ lòng đầy kinh hỉ tiếp tục tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Vũ liền đi vào vũ kinh các. Đây chính là trọng địa của Trần gia. Lầu 1 là gửi pháp quyết, lầu 2 là vũ khí. Theo trình độ chân quý mà nói, pháp quyết so với vũ khí thua kém rất là nhiều. Chỉ cần là đệ tử Trần gia, pháp quyết cùng với vũ khí đều có thể tùy ý học, chỉ cần đừng truyền ra ngoài là được. Trần Vũ sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Trần Vũ vừa mới tiến vào vũ kinh các liền bị một trung niên nam nhân theo dõi. Dạ, xin chào Cương Vũ tộc thúc. Trần Vũ đầu tiên là thi lễ chào hỏi, sau đó thản nhiên nói: ta tu luyện phá tái quyền không có gì tiến bộ, muốn đổi một môn pháp quyết mới thử xem. Nam nhân này gọi là Trần Cương Vũ, luận bối phận là thúc bá của Trần Vũ, nhưng bởi vì thiên tư không phải đặc biệt tốt, hơn 50 tuổi còn bị vây ở bạo khí cảnh tầng 4, bởi vậy cũng chỉ có thể ở vũ kinh các gánh cái chức quan nhàn này thôi. Người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết, ai không có việc gì lại muốn tới nơi này cơ chứ? Trước cửa vũ kinh các này tự nhiên là có thể giăng lưới bắt chim, cho bụi trong phòng cũng nhanh chóng muốn trồng chất rồi. Trần Cương Vũ thầm nghĩ: ngươi là một cái phế vật, đừng nói đổi một môn pháp quyết, dù là thay 100 loại, 1000 loại thì vẫn cũng là phế vật thôi. Bất quá hắn có một gia gia làm gia chủ làm hậu trường, lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm. Hắn vung tay lên nói: vậy ngươi tự mình chọn đi, nhưng mà đừng quên quy củ của vũ kinh các, trong vòng 1 tháng phải trả lại, không được tự ý chuyển cho người khác đâu. Biết rõ rồi thưa thúc. Trần Vũ ở lầu 1 lục lọi, tạm thời thì Trần Vũ không cần công pháp, bởi vậy hắn chủ yếu tìm giá đặt vũ kỹ. Thất thương quyền, một quyền thất sát, rất là thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện. Cương phong trảm, mượn năng lượng của gió để hóa thành phong nhận công kích, thích hợp cho kẻ được phong thuộc tính. Hậu thổ quyết, công pháp hoàng cấp tượng phẩm, thích hợp cho kẻ có thổ tính tu luyện. Trần Vũ liếc qua vũ kỹ trong tay rồi lại bỏ xuống. Hắn cảm thấy mình không có hứng thú với những vũ kỹ này, mỗi lần chọn thì đều cảm thấy khó, nên hắn hy vọng có thể tìm được một vũ kỹ có uy lực mạnh mẽ. Thanh phong kiếm quyết, kiếm nhẹ nhàng phiêu giật như là thanh phong, vô khổng bất nhập, thích hợp cho kẻ có phong thuộc tính tu luyện. Ánh mắt Trần Vũ hơi ngừng lại, hắn vẫn luôn hướng tới trường kiếm đi giang hồ khoái ý ân thù, bởi vậy luôn có cảm xúc khó tả với kiếm. Nhưng dường như là bộ thanh phong kiếm thuật này không phải thứ hắn muốn. Bạt kiếm thuật, rút kiếm như là lôi đỉnh, một chiêu tất sát, thích hợp cho mọi thuộc tính tu luyện. Bạt kiếm thuật sao? Trần Vũ dừng lại, bạt kiếm thuật này dường như là khác với các kiếm pháp khác. Thứ kiếm khách không muốn nhất chính là lúc rút kiếm lại vì chậm trễ thời gian mà ảnh hưởng tới xuất kiếm. Nhưng bạt kiếm thuật lại chú ý đến rút kiếm là giết, kiếm ra là thấy máu, trong tích tắc khi mà kiếm ra là uy lực rất là mạnh, một chiêu không trúng nghĩa là đã thất bại. Hơn nữa bạt kiếm thuật không chia ra các tầng cấp như là vũ khí khác, chỉ có một tầng, một động tác rút kiếm giết người, kẻ làm đến tận cùng kiếm ra uống máu. Chính là nó đây rồi. Trần Vũ cầm lấy bạt kiếm thuật rồi chuẩn bị chọn một bộ thân pháp khinh công. Dù sao hắn chưa chắc đã đảm bảo lần nào cũng có thể một chiêu giết hết. Nếu thất bại thì vũ khí thân pháp tốt là có thể thoát đi trong chớp mắt, giành được thời gian hòa hoãn lại. Tiếp theo Trần Vũ chọn một bộ vũ khí thân pháp có tên là Vân Tinh Bộ. Tên như ý nghĩa, nhanh như là lưu tinh vậy. Luyện đến cảnh giới cao nhất có thể khiến cho thân thể như là phù quang, chỉ thấy bóng dáng không thấy người. Sau khi xác nhận không còn gì để xem xét, hắn cầm hai quyển vũ khí đến để cho Trần Cương Vũ ghi lại, sau đó lập tức rời đi. Ngọn núi phía sau gia tộc cũng thuộc cai quản của Trần gia, nhưng mà bình thường rất ít người lui tới. Hắn đã tính toán từ trước, có thể đến sau núi tìm động tiên, dốc lòng tập luyện. Dù sao nơi này cũng rất là cao lại rộng lớn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập luyện là vô cùng dễ. Lúc này ở một vách núi dựng đứng, có một mảnh đất rộng rãi trôi nổi trên không. Từ vách núi nhìn xuống là biển mây mờ mịt, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng Trần Vũ không có tâm tình để thưởng thức. Hắn đầm đìa mồ hôi không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, đó chính là rút kiếm. Rầm một tiếng, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một hòn đá trên vách đá nổ tung, một vệt dài khảm vào trong vách đá, đó chính là vết kiếm.
Trần Vũ đã ở đây khổ luyện được 7 ngày. Trên vách núi đầy những vết kiếm có sâu có nông, có vệt ngang có vệt dọc. Bạt kiếm thuật chỉ là theo đuổi hai điểm, nhanh, nhanh cực kỳ. Còn thứ nữa đó là uy lực không gì sánh kịp bùng phát khi mà rút kiếm ra. Về phần quỹ tích góc độ xuất kiếm thì tùy ý tùy tâm. Vốn chỉ có một kiếm, nếu cố định thì chẳng lẽ người ta không nhìn thấu. Bạt kiếm thuật là không nghiên cứu kiếm pháp kiếm thuật. Trần Vũ không hề để đến mồ hôi ướt đẫm, vẫn liên tục rút kiếm và rút kiếm. Thực lực tăng lên không phải chỉ chuyện một sớm một chiều, chỉ có kiên trì bền bỉ, có được ý chí vô cùng cứng cỏi mới có thể trở thành cường giả võ đạo. Đã trải qua nhiều chuyện nên Trần Vũ vẫn luôn ghi nhớ mà không dám quên đi. Tuy thế giới này tràn ngập nhiệt huyết hào hùng, nhưng mà cũng đầy nguy cơ, không mạnh thì sẽ bị ức hiếp, giống như Trần Vũ lúc trước vậy. Thật lâu về sau, hắn cũng ngừng động tác tập luyện của mình. Cắm trường kiếm vào trong vỏ làm từ da yêu thú, hình dáng Trần Vũ vụt lên lại bắt đầu luyện tập vũ khí thân pháp. Trần Vũ liền thi triển ra Vân Tinh Bộ, liền từ gốc cây này biến đến gốc cây kia. Tuy trong thời gian ngắn nhưng hắn cũng đã thành công dịch chuyển tới địa điểm kia. Trần Vũ chỉ vừa mới nắm giữ một chút, liền phát hiện tốc độ của mình so với trước kia đã được đề thăng gần gấp đôi. Một khi thi triển ra, bóng người chớp động, ánh sáng pha tạp chiếu trên người của hắn, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vài phần cảm giác thần bí. Bởi vì giờ đã là trời thu mát mẻ nên cây càng lúc càng nhao nhao rụng lá. Vì vậy sau khi Trần Vũ luyện tập liền nhảy đến dưới một gốc đại thụ, lợi dụng Vân Tinh Bộ trong phạm vi một bước, cố gắng né tránh những lá cây rơi xuống. Bắt đầu vốn chỉ là 10 phiến, chỉ có thể tránh được vài lá, nhưng sau khi dần dần quen thuộc thì đã có thể tránh được nhiều hơn phân nửa rồi. 3 ngày sau, sau khi luyện tập Vân Tinh Bộ cùng với bạt kiếm thuật đến mức tiểu thành, Trần Vũ liền đi kiếm Trần Thiên Hàn hỏi ý muốn đi lịch lãm lần nữa. Hắn hiện tại rất là hăng hái, vì khi đi lịch lãm hắn rèn luyện được rất là nhiều thứ. Ví như là tính cẩn thận, vì trong sơn mạch mà không cẩn thận thì sẽ bị yêu thú xé xác, mất mạng như chơi. Đi theo lối ban công đến trước đại sảnh, thấy Gia Gia mình đang ngồi uống trà, hắn liền đi tới rồi nói: "Gia Gia, con muốn đi lịch lãm tại U Minh Sơn Cốc." Nghe Trần Vũ nói muốn đi U Minh Sơn Cốc, Trần Thiên Hàn cau mày lại. Hắn đã sống mấy chục năm rồi, làm sao mà không biết đến địa danh đó cơ chứ? Nơi đó rất là nguy hiểm, con không nên đi. Trong đó có nhiều yêu thú cao cấp hơn cả Thanh Diễm Sầm Lâm lúc trước con đi nhiều lắm. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Trần Vũ lòng đầy quyết tâm đáp: "Gia Gia, ta thật sự là muốn đi lịch lãm tại nơi đó để tìm đại cơ duyên của chính mình. Sẽ không làm quá sức mình và cũng không chạy loạn vào sông bên trong đâu ạ." Trần Thiên Hàn cau mày lại suy ngẫm một lát liền thở dài rồi nói: "Hay, con cũng lớn rồi, nếu đi thì hãy cẩn thận, trong đó nguy hiểm lắm. Nói với mẫu thân con một tiếng." "Mà con định đi trong bao lâu?" Ngẫm nghĩ một lát, Trần Vũ đáp: "Dạ, con cũng không rõ nữa, có lẽ đi một thời gian dài để nhanh chóng trưởng thành hơn." Trần Thiên Hàn gật đầu một cái, sau đó để hắn đi gặp Hàn Nguyệt. Sau khi nói muốn đi U Minh Sơn Cốc, ban đầu mẫu thân hắn phản đối kịch liệt. Hắn năn nỉ đến gãy lưỡi, nhưng mẫu thân hắn quyết không cho là không cho. Nên hắn ra hạ sách, trốn đi cho lẹ, nhưng vẫn để lại bức thư cho mẫu thân hắn an tâm. Trước khi đi, hắn muốn mua một cái túi trữ vật cùng với một tấm địa đồ. Cần mua theo túi trữ vật là vì hắn đi vào đó không biết ngày ra, nên cần một không gian lớn để chứa đồ. Còn địa đồ là phải có vì hắn không biết đường đi. Theo Trần Vũ biết thì ở Nam Lĩnh Thành, nếu có thể mua được cái túi trữ vật tốt thì chỉ có thể đi đến Tàng Vân Các. Tàng Vân Các ở khắp Việt Triều đều có phân các tiền, vốn có thể nói vô cùng hùng hậu. Nghe nói truyền thuyết gia tộc đứng sau lưng là nhất phẩm Trần Vũ thế gia. Tuy là Tàng Vân Các cũng kinh doanh luyện dược sinh ý, nhưng không giống như là Tần gia cùng với Ngô gia, chủ yếu kinh doanh linh dược linh dịch cấp cùng đan dược, mà còn cung cấp các loại tài liệu luyện khí cùng sản phẩm luyện khí. Tàng Vân Các cũng chính là nơi duy nhất không dựa vào tứ đại gia tộc, vì thế lực sau lưng của bọn họ còn mạnh hơn cả thành chủ. Đi theo con hẻm nhỏ ra đến đường chính, đông nghịt người. Có nhiều người đi ngược đi xuôi, người buông bá hò hét: "Kiao hồ lô đây!" Đương nhiên Tàng Vân Các xa hoa chẳng khác gì cung điện kia. Hiện tại, đại khí huy hoàng, chói mắt sáng lạng, nước mắt có thể nhìn thấy. Trần Vũ trong bộ hắc bào bao phủ cũng không thích hợp ở lâu trên con đường phồn hoa bên ngoài, lập tức hướng Tàng Vân Các đi tới. Dùng bạch thạch làm nền, ngọc bích làm cửa, còn chưa tiến vào trong Tàng Vân Các đã có thể cảm nhận được sự xa hoa kinh người, đồng thời cũng đã hiển lộ ra địa vị thật là rõ ràng.
Nơi đây nếu không có tư bản thật sự thì không ai dám tới gần, và cũng có thể nói nơi này chính là tượng trưng cho thân phận. Đi vào Tàng Vân Các, phát hiện bên trong dùng bạch ngọc trải nền, mà trong đại sảnh bày vài quầy hàng lớn, bên trên tỏa ra hào quang đủ màu, nhìn thật là hoa mắt. Tuy rằng ở bên ngoài không nhìn thấy có thủ vệ, nhưng Trần Vũ vẫn mơ hồ cảm ứng được ở một góc hẻo lánh có vài khí tức không hề kém cỏi. Lúc này đại sảnh không hề có khách nhân, Trần Vũ trực tiếp đi thẳng tới một quầy bạch ngọc phía trước. Khách nhân tôn quý, xin chào ngài, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp được cho ngài không? Trong quầy có một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng uyển chuyển, mang theo nụ cười chức nghiệp hướng tới Trần Vũ hành lễ vấn an. Ta muốn mua một cái túi trữ vật lớn, không biết giá cả thế nào? Trần Vũ lãnh đạm nhanh chóng vào chủ đề chính nói. Thiếu gia, buồn có các loại túi trữ vật đó, giá 1.000 tệ, không biết người cảm thấy thế nào? Nữ tử nghe thanh âm chợt ngẩn ra, cảm thấy có chút đặc biệt với tưởng tượng của mình, nhưng vẫn mỉm cười hỏi. Trần Vũ không để tới nữ tử, chỉ đem kim tệ đặt lên trên quầy. Mấy tích tắc sau, có một người mang lên một cái túi trữ vật lớn bằng bàn tay người lớn. Tuy bề ngoài túi trữ vật thấy nhỏ vậy, nhưng mà khi mở ra thì nó rộng đến 4 mét vuông. Sau khi xem xét, Trần Vũ cảm thấy ổn thỏa, cầm túi trữ vật cột vào bên hông. Mua xong, hắn bắt đầu đi ra khỏi cửa thành, lấy địa đồ ra nhìn ước chừng một chút. U Minh Sơn Cốc cách đây ít nhất còn khoảng một cách rất là xa, xem ra đêm nay cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời thôi. Nhìn bốn phía một chút, hắn phát hiện hai bên đường lớn đều là rừng nhỏ, cũng không có sơn động gì cả, chẳng lẽ phải trèo lên cây ngủ hay sao? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thân ảnh Trần Vũ lướt vào trong rừng cây bên trái. Bóng cây trùng trùng điệp điệp, tính chừng thì ánh sáng người chiếu đến đây cũng trở nên mờ đi rất là nhiều. Trên một bãi đất tương đối trống trải có một đống lửa nhàn nhạt đang bùng cháy. Bên cạnh đống lửa, một gã thiếu niên dựa vào một cây đại thụ, đối diện hắn là một con heo đang quay trên đống lửa. Ăn xong con lợn nướng, Trần Vũ thoải mái duỗi cái lưng đầy mệt mỏi. Hắn nhảy phóc lên cây đại thụ, nhắm lấy một cành cây to nhất, bắt đầu dựa lưng vào ngủ. Trần Vũ không khỏi giật mình, lập tức liền nghe được thanh âm tiếng đi đang chạy tới. Có tiếng động. Quả nhiên một lát sau, nghe thấy một hồi tiếng cây bị giẫm gãy chuyển đến ngày càng rõ. Hắn liền cẩn trọng vài phần, vì không biết đối phương là gì. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng ma sát từ trong rừng ra. Lúc sau liền trông thấy một bóng người đi ra. Hey, thật là tốt quá, rốt cuộc cũng nhìn thấy người. Rất nhanh nghe thấy một thanh âm vui sướng chuyển đến. Một thanh niên cơ bắp đi về phía Trần Vũ, xem ra là men theo ánh lửa tìm ra được. Trần Vũ thu thập thoáng một phát, như là không có việc gì nhảy xuống ngồi bên đống lửa, không nói gì. Hey, thật là ta thật xui xẻo quá, đánh mất lửa, một mực không thể đánh ra lửa. May mắn trông thấy bên này có ánh lửa. Tiểu huynh đệ, không ngại cho ta ngồi cùng làm bạn chứ? Thanh niên kia thoạt nhìn thập phần chân thành nói. Chẳng qua khi hắn trông thấy người trước mắt dĩ nhiên là thiếu niên khoảng 16-17 thì không khỏi gãy giật mình. Bất quá lập tức liền suy đoán Trần Vũ là thiếu niên quý tộc ham chơi trốn nhà đi. Cô tùy ý thôi. Trần Vũ cho vào đống lửa một ít củi khô, nhàn nhạt nói. Hắn cũng không ngu mà quá tin vào người khác, huống chi là chỉ vừa mới gặp mặt chứ. Cảm ơn nhé. Thanh niên kia liên tục nói hai tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống một bên và nói. Người cũng không biết ta không may đến cỡ nào đâu. Không chỉ bị mất bao khỏa, mà ngay cả đánh lửa cũng chẳng thấy đâu. Đi đường hơn nửa ngày, vừa mệt vừa đói, thật sự chịu không được nữa. Cứ tự nhiên đi, ngươi nghỉ ngơi thật là tốt một chút đi. Trần Vũ liền tiếp tục nhàn nhạt nói, không lộ ra quá nhiệt tình. Đúng rồi tiểu huynh đệ, không biết chết người ngươi có lương khô hay không, coi như là màn thầu cũng không có việc gì đâu. Ta thật sự đói quá, chỉ cần là có thứ gì có thể ăn được đều được cả ấy mà. Lúc này thanh niên kia lại tiếp tục nói. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn người này, suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật xuất hiện một túi màn thầu ném cho hắn. Cảm ơn nhé. Thanh niên kia nhanh chóng tiếp nhận cái túi, không ngớt lời nói cảm tạ, nhưng mà ánh mắt lại mờ mịt nhìn thoáng qua cái túi trữ vật trong tay Trần Vũ. Đây chính là thứ tốt, không phải người bình thường có thể dùng. Tiểu huynh đệ à, tại hạ là Dương Tuấn, thật sự cảm tạ ngươi lắm, xin hỏi ngươi tên gì vậy? Thanh niên kia như là hổ đói ăn sạch màn thầu, sau đó lộ ra thập phần chân thành nói. Ta tên là Vũ Trần, không nên khách khí làm gì, cứ tự nhiên đi. Trần Vũ biểu hiện ra rất là bình tĩnh, nói bừa một cái tên già, tay lay hoay cho thêm củi vào đống lửa. Vũ tiểu đệ, ngươi muốn đi đâu?
Với tuổi tác của ngươi một mình đi ra hành tẩu lịch lãm rèn luyện, thật sự không dễ dàng nha. Dương Tuấn kia cười cười và nói tựa hồ rất là biết móc nối quan hệ. À thì ta muốn đi U Minh Sơn Cốc chơi đùa một thời gian. Trần Vũ tùy ý đùa cợt nửa thật nửa giả mà nói. Sao? U Minh Sơn Cốc? Dương Tuấn lộ ra một vòng thần sắc khiếp sợ, sau đó rất là quan tâm nói. Nơi đó không phải để đùa đâu. Nơi đó đều là yêu thú phi thường lợi hại. Tùy tiện một khu rừng nhỏ thế này thôi cũng có thể tùy thời nhảy ra một huyết tình hổ lớn hơn cả ngươi nhiều lần. Một cái móng vuốt của nó cũng có thể đập ngã một cây đại thụ đấy. Đó mới là kích thích thú vị, không phải sao? Trần Vũ cười cười nói, bộ dáng vài phần vui đùa. Vũ tiểu huynh đệ ngươi thật là can đảm nha. Nhưng bất quá, giờ ngươi là cảnh giới gì thế? Ngươi nghe ta một câu, ta cũng đi qua U Minh Sơn Cốc. Nếu như là không đạt cảnh giới tới tụ khí cảnh tầng 5 thì cho dù ở ngoại vi cũng rất là nguy hiểm đấy. Dương Tuấn còn nói thêm, ngược lại còn lộ ra vài phần nhiệt tình. À thì ta mới vừa đạt tới cảnh giới tụ khí cảnh tầng 5 thôi mà. Trần Vũ khẽ cười và nói. Võ giả tụ khí cảnh tầng 5 vẫn nguy hiểm một chút. Đến lúc đó ngươi tốt nhất là nên kết bạn với mạo hiểm giả khác mà đi, vậy thì mới an toàn hơn một chút. Dương Tuấn nghe vậy thì nói thêm như vậy. À, cảm ơn đã nhắc nhở. Trần Vũ gật đầu, lại ứng phó vài lời. Hai người lúc này mới phân biệt nằm ngủ bên hai đống lửa. Nơi này cách U Minh Sơn Cốc vẫn còn khoảng cách rất là xa, ngược lại cũng không sợ sẽ có yêu thú ra hỏi thăm. Một đêm này Trần Vũ dựa lưng vào đại thụ để ngủ, nhưng mà cũng không ngủ say mà vẫn một mực bảo trì tư thế cảnh giác. Dương Tuấn thì ngủ ở mặt đất đối diện, tựa hồ bộ dáng vẫn không ngủ được. Vào lúc nửa đêm, Trần Vũ nghe thấy tiếng động lạ, liền mở mắt ra, sau đó vừa vặn trông thấy Dương Tuấn đứng lên. À, không có ý tứ đánh thức tiểu huynh đệ đâu. Không có biện pháp, thói quen rồi. Mỗi lúc trời tối thế này thì phải đi tiểu một lần. Dương Tuấn kia cũng phát hiện Trần Vũ tỉnh lại, hơi áy náy nói. Trần Vũ lần nữa nhắm mắt lại thẳng đến khi trời sáng. Ngày hôm sau bắt đầu, Trần Vũ thu thập một phen, sau đó mới ném đi một ít túi lương khô cho Dương Tuấn, sau đó nói. À, Dương đại ca, lần này lịch lãm rèn luyện một mình ta rất là tốt rồi, chúng ta tách ra đi. Ây, tiểu huynh đệ, lần đi U Minh Sơn Cốc vẫn còn một khoảng cách rất là dài đấy. Kỳ thật lần này ta cũng là tiến đến U Minh Trấn ở phụ cận U Minh Sơn Cốc. Ta và ngươi tương kiến chính là hữu duyên, không bằng một đường kết bạn đi. Không những có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể giảm bớt tịch mịch nữa. Dương Tuấn đón lấy lương khô kia nhưng lại nói như vậy. À, được thôi, thế thì tùy ngươi vậy. Trần Vũ vẫn không nói nhảm, chỉ đứng lên đi tới phía trước, định trở lại đường lớn để đi. Hơn nữa con đường này ta lại hết sức là quen thuộc, đi cùng với ta nhất định có thể bớt đi nhiều đường vòng vẻo nữa đấy. Dương Tuấn dập đi đống lửa còn sót lại, cười bước nhanh theo nói. Chỉ là khi hắn nhìn bóng lưng của Trần Vũ, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng hàn mang âm u. Một tên đệ tử thế gia phản nghịch trốn đi, trên người khẳng định mang theo không ít thứ tốt. Chỉ riêng cái túi chữ vật kia thôi thì đã đáng giá không ít tiền rồi. Bất quá tối qua có lẽ tiểu tử này là vì lần đầu tiên ra ngoài ngủ nên không ổn giấc, khẽ động một tí là bừng tỉnh, ngược lại vẫn một mực không có cơ hội. Trong nội tâm của Dương Tuấn cười lạnh, nhưng mà nụ cười trên mặt lại phát ra càng thêm thân thiết. Hắn chính là loại võ giả vì sinh hoạt và tăng thực lực lên mà đi tứ xứ, kinh nghiệm thập phần phong phú, nhân tình cũng lịch lãm rèn luyện thập phần chu đáo. Ồ, đi một đoạn đường, Trần Vũ phảng phất như phát giác ra gì đó quay đầu lại, sau đó bỗng nhiên trông thấy ở bụi cỏ ở rừng rậm xa xa có một dao động đen xẹt qua. Hắn không khỏi ngưng tụ hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, chắc ở đây có lẽ bắt đầu có yêu thú rồi sao. Mà Dương Tuấn ở bên cạnh Trần Vũ một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Thấy Trần Vũ bị những vật phẩm khác hấp dẫn, còn xoay lưng với mình, hai mắt không khỏi nổi lên một tia tham lam và hưng phấn. Hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ đây chẳng qua chỉ là dã thú bình thường mà thôi. Vì vậy hắn rất là quen thuộc, lấy từ trong lòng ra một thanh dao găm, không chút do dự, cực tốc cắm về phía sau của cổ Trần Vũ.